Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 150. Đúng lúc này, trong điện một cường giả thánh nhân cảnh đột nhiên lấy ra một quả cầu màu lam. Huyền khí của thánh nhân này chậm rãi chút vào trong quả cầu, sau một lúc, hắn nói: "Phục Nguyên." Theo thanh âm vừa dứt, quả cầu rung kịch liệt, bên trong xuất hiện một cảnh tượng. Chính là Văn Thánh Thành này. Ánh mắt mọi người đều tập trung trên quả cầu. Trong quả cầu, Văn Thánh Thành vẫn là một mảng tường hòa, không có bất kỳ điều gì khác thường. Theo thời gian từng chút trôi qua, đột nhiên một đám mây đen xuất hiện trong Văn Thánh Thành. Trong nháy mắt một cỗ uy áp vô hình đột nhiên tầng tầng lớp lớp ép về phía Văn Thánh Thành. Trong nháy mắt, vô số cường giả từ Văn Thánh Thành bay lên. Đúng lúc này, quả cầu vỡ nát, mà thánh nhân đó cũng phun máu, bị chấn cho liên tục lui về phía sau. Trong đại điện trở nên im lặng. Lúc này, thánh nhân đó đột nhiên nói. Có lực lượng bí che lấp nho giới. Khoảnh khắc đó nho giới này tương đương với bị phong tỏa, cho dù nho giới tan biến, người ngoài cũng không cảm nhận được những gì xảy ra bên trong nho giới. Đây không phải là chuyện mà một người có thể làm được. Không phải một người có thể làm được. Như vậy, vấn đề tới rồi. Rốt cuộc là thế lực nào có thực lực diệt toàn bộ nho giới? Không có đáp án. Lúc này, lão già nhìn lướt qua mọi người. Chư vị chắc đều là đến từ bách tộc, hoặc là từ ba nhà còn lại. Mọi người nhìn về phía lão già. Lão già nói. Đại thiên vũ trụ này thật sự sắp rối loạn rồi. Hiện tại, sợ là bách tộc các ngươi, còn cả ba nhà nữa, bao gồm cả thần tộc, đều sống trong sợ hãi. Thứ cho ta nói thẳng, các ngươi tiếp tục tranh đấu, có thể cuối cùng là chẳng ai sống sót. Nói xong, người này rời đi. Hiện trường lại im lặng. Lúc này, một nam tử trung niên đột nhiên nói. Nho gia bị diệt, nhưng vị lão tổ kia thì sao? Hắn chẳng lẽ cũng vậy à? Diệt lão tổ. Nghe vậy, Dương Diệp cau mày, nếu lão tổ thật sự bị giết, vậy thì thế lực diệt nho gia này không khỏi quá khủng bố rồi. Còn nữa, cho đến bây giờ ba nhà còn lại vẫn chưa tỏ thái độ, thế này có chút không bình thường. Trong đại diện, một số người bắt đầu rời đi, cuối cùng, chỉ còn lại một mình Dương Diệp. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, phát hiện không có gì khác thường, cũng chuẩn bị rời đi, mà đúng lúc này, một đạo thanh âm đột nhiên vang lên trong đầu Dương Diệp. Tiểu Hữu dừng bước, hai mắt Dương Diệp híp lại, hai tay chậm rãi nắm chặt. Dương Diệp xoay người nhìn về phía pho tượng cách đó không xa, pho tượng Nho Tổ, thanh âm chính là từ đây truyền tới. Lúc này một bóng người hư ảo xuất hiện trên đỉnh đầu pho tượng. Người này, chính là Nho Tổ của Nho gia. Nho Tổ quan sát Dương Diệp. Tiểu Hữu chính là Dương Diệp phải không? Dương Diệp gật đầu. Nho Tổ mỉm cười. Xem ra, chúng ta rất có duyên. Hả? Dương Diệp có chút ngây ngốc. Rất có duyên. Lão nhân này đang giở trò gì thế? Lúc này, Nho Tổ đột nhiên nói. Hết rồi, tâm huyết bao năm cứ như vậy mất hết rồi. Dương Diệp do dự một thoáng, sau đó nói. Tiền bối, Nho gia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nho Tổ khẽ lắc đầu. Là ta thua, thua một bước này là cả bàn đều thua. Dương Diệp không hiểu, muốn nói thì lúc này, Nho Tổ đột nhiên nói. Bên trong bốn nhà. Nho gia ta giống như là chưa từng nhầm vào ngươi thì phải. Dương Diệp nhìn về phía Nho Tổ. Tiền bối muốn nói gì? Nho Tổ nói. Ngươi có biết Nho gia ở Đại Thiên Vũ Trụ đảm đương nhân vật gì không? Dương Diệp lắc đầu. Nho Tổ cười nói. Truyền thừa văn hóa, ngươi thử nghĩ một chút xem, nếu Đại Thiên Vũ Trụ không có Nho gia, không có truyền thừa văn hóa, Đại Thiên Vũ Trụ sẽ biến thành cái gì? Đương nhiên đối với đời này thì có lẽ không có ảnh hưởng gì, nhưng đối với đời tiếp theo thì sao? Nho gia ta từ lúc khai sáng tới nay, chế định nhân luân đạo đức, giáo hóa chúng sinh, để thế nhân biết lễ nghi, biết liêm sỉ, biết thiên hạ vạn vật. Đối với đại thiên vũ trụ, Nho gia ta không có lỗi lầm gì. Dương Diệp trầm mặc, thật lòng mà nói, đúng như lời Nho Tổ nói, nếu không có Nho gia truyền bá và truyền thừa văn hóa, đại thiên vũ trụ tuyệt đối không thể có loại văn minh hiện tại. Nho Tổ đi tới trước mặt Dương Diệp. Tiểu Hữu, ta có một chuyện muốn nhờ. Muốn nhờ. Dương Diệp lập tức nhảy cẫng lên, đây tuyệt đối là một đại phiền toái, lập tức muốn cự tuyệt, mà lúc này, Nho Tổ đột nhiên lấy ra một con cây bút lớn màu đen, đưa tới trước mặt Dương Diệp. Văn Thánh Bút,
đệ nhất chí bảo của Nho gia ta, có thể viết thiên địa tâm, viết vạn vật luân hồi, đảo ngược âm dương hiện tại, nó là của là ngươi. Không không. Đúng lúc này, Dương Diệp vội vàng lắc đầu. Tiền bối, ngươi quá khách khí rồi. Phần đại lễ này ta không dám nhận đâu, đừng, đừng, xin thu lại đi. Không phải nói văn thánh bút này không tốt, mà là Dương Diệp biết rằng, một khi cầm khẳng định sẽ có phiền toái lớn. Mà phiền toái này tuyệt đối không phải đơn giản, cho nên hắn rất quyết đoán lựa chọn cự tuyệt. Trước mặt Dương Diệp, Nho Tổ thấp giọng thở dài. Tiểu Hữu là một người thông minh. Dương Diệp nói, tiền bối, ta không biết Nho gia đã xảy ra chuyện gì, nhưng, ta tin, bất kể Nho gia là xảy ra chuyện gì, khẳng định cũng không phải ta có thể tham dự. Văn thánh bút này rất tốt, nhưng ta sợ không có mạng mà dùng. Nho Tổ khẽ gật đầu. Cũng đúng. Nói đến đây, hắn dừng một chút, sau đó lại nói, tiểu Hữu, ta cũng không cưỡng cầu. Thế này đi, ngươi giúp ta một việc, việc nhỏ thôi. Dương Diệp do dự một thoáng, sau đó nói. Tiền bối nói thử xem. Nho Lỗ gật đầu. Nho giới nhất mạch xem như triệt để không còn rồi. Nhưng đây không có nghĩa là Nho gia ta thật sự vong. Bên trong Lâm Nhai Thánh Địa, một trong tam đại thánh xê địa của nhân tộc, có một vị tiểu hài tử, tên là Lâm Thư Nha, tiểu Hữu, ngươi có không thay ta giao vật này cho hắn không? Dương Diệp nhìn Nho Tổ, Nho Tổ cười nói. Ca ngươi khẳng định là đang nghĩ sao ta không tự mình đi. Dương Diệp gật đầu. Nho Tổ cười nói. Nếu ta gì đứa nhỏ này e là ngày sau cũng không thể yên bình được. Hơn nữa, ta hiện tại không thể nào đi được. Hả? Dương Diệp nhìn Nho Tổ với vẻ khó hiểu. Nho Tổ lại khẽ lắc đầu. Có một số việc, người hiện tại biết cũng không có lợi gì. Dương Diệp gật đầu. Vậy ta sẽ không hỏi. Nói xong, tay phải hắn nhận lấy văn thánh bút, nhưng mà, hắn lại phát hiện, hắn căn bản không thể cầm được bút này. Dương Diệp nhìn về phía Nho Tổ. Nho Tổ cười nói. Bút này chỉ có người đủ văn khí, còn phải được nó tán thành mới cầm được. Dương Diệp nhún vai. Hiển nhiên, nó không công nhận ta. Nho Tổ nói. Rất bình thường thôi, tựa như kiếm của ngươi, nó cũng sẽ không tán thành ta, không phải sao? Nói xong, hắn cong tay điểm một cái, văn thánh bút trực tiếp chui vào trong hồng mông tháp của Dương Diệp. Nho Tổ nói. Chỉ có bảo vật trong cơ thể ngươi là có thể chịu tải lực lượng của nó. Nói xong, hắn đột nhiên lại búng một cái vào trán Dương Diệp, trong nháy mắt, một cỗ khí lưu trực tiếp chui vào giữa lông mày của Dương Diệp. Đây là... Dương Diệp khó hiểu. Nho Tổ nói. Văn khí của ta thấy nhục thân của ngươi hình như có một số thiếu sót, cho nên hy vọng giúp ngươi hoàn thiện chỗ thiếu sót này. Dòng văn khí này của ta sẽ từng thời từng khắc không ngừng hoàn thiện nhục thân của ngươi. Tuy nó không thể khiến nhục thân của ngươi tiến thêm một bước, nhưng rất thích hợp với ngươi hiện tại. Ngoài ra, nó còn có một số tác dụng khác, đến lúc đó tự ngươi từ từ thể hội đi. Tiền bối vẫn lạc rồi à? Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên hỏi một câu. Nho Tổ cười nói. Lòng hiếu kỳ nặng quá. Nói đến đây, nụ cười của hắn dần dần biến mất. Chưa vẫn lạc, có điều cũng sắp rồi. Tiểu Hữu, tương lai đại thiên vũ trụ. Nói đến đây, hắn không nói tiếp nữa. Dương Diệp vẫn muốn hỏi, nhưng thân thể của Nho Tổ đã dần dần trở nên hư ảo. Biến mất Nho Tổ triệt để biến mất, hắn nhìn thi thể thánh nhân vẫn lạc trong điện, sau đó nói khẽ. Có thể làm, có thể không làm. Dương Diệp cau mày, Nho Tổ có ý gì? Nhưng mà, hắn không có được đáp án, bởi vì Nho Tổ đã triệt để biến mất. Dương Diệp nhìn xung quanh, sau đó chậm rãi lui ra ngoài. Trong hồng mông tháp, Tiểu Bạch tò mò quan sát văn thánh bút, thỉnh thoảng lại dùng móng sờ một cái, văn thánh bút cũng không cự tuyệt, thậm chí còn chủ động tiếp cận Tiểu Bạch. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp lập tức cười khổ lắc đầu. Tiểu Bạch này đúng là may mắn, trong ấn tượng của hắn, phàm là linh vật trên cơ bản đều rất thích Tiểu Bạch, bao gồm cả kiếm thủ chi linh lúc trước. Có điều thế cũng rất bình thường, ở bên cạnh Tiểu Bạch có nghĩa là có linh khí vô cùng vô tận. Hơn nữa Tiểu Bạch trí thuần trí thiện, không có không ác niệm, tất nhiên, bất kỳ sinh vật nào cũng thích tiếp cận nàng ta. Dương Diệp về lại hiện thực, hắn nhìn lướt qua bốn phía, sau đó thân hình run lên, biến mất. Dương Diệp vừa đi không lâu, toàn bộ văn thánh điện và văn thánh thành đột nhiên trở nên hư ảo, cứ như vậy, toàn bộ văn thánh thành biến mất một cách vô thanh vô tức. Đến lúc này,
Nho ra từ trình độ nào đó mà nói thì đã biến mất rồi. Trong nhất thời, toàn bộ vùng trời đại thiên vũ trụ giống như xuất hiện một đám mây đen, khiến cho trong lòng người của đại thiên vũ trụ nặng trĩu. Mà bách tộc, trải qua chuyện này càng đoàn kết hơn. Bởi vì bọn họ đã cảm nhận được uy hiếp. Ngoài ra, ba nhà còn lại trong tứ đại gia giống như cũng hành động. Dương Diệp ra khỏi Nho giới, lập tức nhận được tin tức của Dương Liêm Xương. Có kết quả rồi à? Dương Liêm Xương nói. Dương Diệp nói. Không sao, người cũng không tra được gì à? Không. Dương Liêm Xương trầm giọng nói. Hoàn toàn không tra được gì, Nho gia bị diệt, thật sự một chút dấu vết cũng không có. Đây tuyệt đối không phải là chuyện mà một thế lực có thể làm được, cho dù là ba nhà còn lại liên thủ, cũng không thể tiêu diệt Nho gia như vậy được, ít nhất thì cũng phải có động tĩnh. Nhưng khi Nho gia bị diệt lại không có một chút động tĩnh nào. Vậy thì là ai biết trước Nho gia bị diệt? Dương Diệp lại hỏi. Dương Liêm Xương nói. Cũng không biết. Nói đến đây, giọng Dương Liêm Xương trở nên ngưng trọng. Chuyện thật sự rất không đơn giản, theo ta đoán, trừ thần tộc ra chắc còn có một thế lực thần bí nữa. Thế lực này sợ mới là thế lực khủng bố nhất. Dương Diệp nói. Ta tới thần tộc hỏi một chút, có lẽ họ biết gì đó. Ta cũng nghĩ như vậy. Dương Liêm Xương nói. Đúng rồi, ta có thể tin thần tộc không? Có thể. Dương Diệp nói. Sao thế? Dương Liêm Xương nói. Không có gì, chính là muốn tìm bọn họ hợp tác về phương diện tình báo. Không cần. Dương Diệp nói. Liêm Xương, ta biết tâm của ngươi không nhỏ, nhưng hiện tại thật sự nên ẩn mình một chút. Sự an toàn của các ngươi mới là điều quan trọng nhất đối với ta, hiểu chưa? Hắn thật sự không muốn để Dương Liêm Xương bị cuốn vào trong tranh đấu giữa thần tộc và bách tộc. Dương Liêm Xương trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Ta hiểu rồi, ngươi yên tâm, ta sẽ chú ý. Đúng rồi, ta đã liên hệ với đám người U Minh Điện. U Minh Điện. Hắn tất nhiên không quên. Dương Diệp nói. Bọn họ đang ở đâu? Dương Liêm Xương cười hắc hắc. Ở một nơi không ai biết. Hơn nữa đám người này hiện tại đều là cường giả đại thiện cảnh, tỉ muội bọn họ liên thủ, thánh nhân cũng có thể dễ dàng bị trảm sát. Dương Diệp mỉm cười, những nữ nhân này ai nấy đều rất có thiên phú. Nói đến U Minh Điện, hắn nghĩ tới một người, Thiếu Ti U Điện Chủ, không biết đối phương hiện tại còn sống hay không. Có một người nữa. Lúc này, Dương Liêm Xương đột nhiên lại nói. An Nam Tĩnh, ngươi chắc vẫn nhớ nàng ta chứ? Đương nhiên. Dương Diệp nói. Nàng ta ở Vũ Đế Học Viện. Dương Liêm Xương nói. Theo ta được biết, địa vị của nàng ta ở trong đó không thấp, phải nói là trong thế hệ trẻ tuổi của Vũ Đế Học Viện nàng ta là đại tỷ. Đại tỷ. Nghe vậy, Dương Diệp không khỏi bật cười. An Nam Tĩnh vẫn là một trong những người mà hắn cho rằng là có thiên phú tốt nhất. Lúc trước, nếu không phải hắn một thân thần trang, chiến đấu đơn thuần, đối mặt với An Nam Tĩnh hắn thật sự một chút nắm chắc cũng không có. Kỹ xảo chiến đấu và ý thức chiến đấu của An Nam Tĩnh là một người giỏi nhất trong thế hệ trẻ tuổi mà hắn từng gặp. Còn một người nữa. Đúng lúc này, Dương Liêm Xương đột nhiên nói. Có một vị nữ tử đang tìm ngươi, đối phương tìm ngươi mấy thế giới rồi. Tìm ta, nữ tử. Dương Diệp cau mày. Ai thế? Dương Liêm Xương cười nói. Một người có thiên phú kiếm đạo có thể nói là khủng bố, theo tin tức ta có được, tuy đối phương hiện tại chỉ là thiện cảnh, nhưng đối phương đã có thể đối kháng với thánh nhân. Nữ nhân, dùng kiếm. Dương Diệp nghĩ nghĩ, trong ấn tượng của hắn, trừ Lục Uyển Nhi và Tô Thanh Thi ra, hình như không có nữ tử nào dùng kiếm là đặc biệt lợi hại. Mà Dương Liêm Xương tuyệt đối không phải nói về hai nàng này. Dương Diệp đang muốn hỏi thì Dương Liêm Xương nói. Cứ bình tĩnh, ta đã âm thầm dẫn đường đối phương tới đây, tin rằng không bao lâu nữa, đối phương sẽ đến. Ngươi cẩn thận một chút, còn nữa, tới thần tộc nếu tìm hiểu được tin tức gì thì nhớ nói cho ta biết. Nói xong, nàng ta trực tiếp cắt truyền âm với Dương Diệp. Dương Diệp bĩu môi. Đúng là biết nhử. Nói xong hắn cũng biến mất tại chỗ. Thần chiến trường. Dương Diệp lại đi tới thần chiến trường, sau đó tới thành phố trong lòng đất. Khi vào thành, hắn chỉ còn yêu thú, cũng chính là đế ngạc. Đối phương đang dựa vào trước thành, giống như một tòa núi nhỏ. Nhìn thấy Dương Diệp, nó liếc qua một cái rồi nhắm mắt.
Quan hệ của Dương Diệp với thần tộc hiện tại đã trở nên thân thiết rồi. Dương Diệp tiến vào trong thành, sau đó đi tới Đinh Thược Dược của Đinh Thược Dược. Là vì chuyện của Nho gia mà đến à? Đinh Thược Dược nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Dương Diệp gật đầu. Các ngươi chắc cũng biết rồi. Thế nào, có manh mối gì không? Đinh Thược Dược nói. Có một chút. Dương Diệp không khỏi nhìn Đinh Thược Dược, năng lực của thần tộc so với hắn tưởng tượng của hắn thì mạnh hơn nhiều. Đúng rồi. Lúc này, Đinh Thược Dược đột nhiên nói. Bảo Liêm Sương náu mình một chút, thế lực, trưởng thành quá nhanh, tam đại gia đã bắt đầu chú ý tới nàng ta rồi. Ngươi biết Liêm Sương à? Dương Diệp tò mò hỏi. Đinh Thược Dược mỉm cười. Ở trong thiên vũ trụ từng tiếp xúc với nàng ta rồi. Thì ra là thế. Dương Diệp gật đầu. Biết rồi. Ngọc thủ Đinh Thược Dược nhẹ nhàng vung lên, trong nháy mắt, trước mặt hai người xuất hiện một quầng sáng màu lam, trong quầng sáng chính là Nho Giới. Lúc này Nho Giới đang là một mảng tường hòa. Dương Diệp nhìn chằm chằm. Sau chừng 10 hơi thở, đột nhiên, hai mắt Dương Diệp trợn lên. Sao có thể như vậy được? Trong quần sáng, vùng trời Nho Giới vốn đang bình tĩnh đột nhiên xuất hiện một đóa mây đen cực lớn, trong nháy mắt, một nữ tử từ bên trong chậm rãi đi ra. Nữ tử này Dương Diệp đã gặp rồi. Nữ tử này không phải ai khác, không ngờ là Thiếu Ti U hắn từng gặp ở hạ giới lúc trước. Thiếu Ti U, Điện Chủ U Minh Điện. Đây là duyên cớ Dương Diệp vì sao lại khiếp sợ. Nho gia bị diệt, không ngờ có liên quan tới Thiếu Ti U. Cố nén sự khiếp sợ trong lòng, Dương Diệp tiếp tục xem, vùng trời Nho Giới theo sự xuất hiện của Thiếu Ti U, phía dưới Nho gia, vô số cường giả bay về phía Thiếu Ti U, đúng lúc này hình ảnh dừng lại. Người quen nữ tử đó à? Đinh Thược Dược đột nhiên nói. Dương Diệp gật đầu. Có gặp một lần, nàng ta đến từ Hạ Vị Diện, từng sáng tạo ra một thế lực, tên là U Minh Điện, ta và những người của U Minh Điện là bằng hữu. Không ngờ, lần này chuyện CCU Nho ra lại có liên quan tới nàng ta. U Minh Điện. Đinh Thược Dược nhíu mày, trầm mặc một lúc, tay phải nàng ta vẫy một cái, rất nhanh, một cái quyển trục xuất hiện trước mặt nàng ta. Quyển trục có chút cũ nát, bên cạnh lại thiếu mấy góc. Sách cổ. Đinh Thược Dược nói. Ghi lại lịch sử của thần tộc ta lúc trước. Nói xong, nàng ta mở quyển trục, một lát sau, lông mày nhíu lại. Sao thế? Dương Diệp hỏi. Đinh Thược Dược đưa quyển trục cho Dương Diệp. Ngươi xem đi. Dương Diệp mở quyển trục, rất nhanh, hắn cũng nhíu mày. Trên quyển trục đó viết, U Minh Điện, tông môn cổ xưa. Bên trên chỉ viết một câu này, những hàng chữ phía sau thì không còn. Thế lực này không đơn giản. Đinh Thược Dược đột nhiên nói. Từng xuất hiện trước thần tộc ta, có chút thú vị. Thần tộc ngươi biết bao nhiêu về lịch sử trước thần tộc? Dương Diệp đột nhiên hỏi. Đinh Thược Dược khẽ lắc đầu. Biết không nhiều lắm, đoạn lịch sử đó có một số chỗ trống. Sở dĩ có thể biết một chút cũng bởi vì lúc trước tộc trưởng Thích Thiên dùng thần thông vô thượng, cộng với trí bảo luân hồi cảnh của thần tộc ta, dùng thân phận của một người tương lai thăm dò tiền sử một chút. Có điều cũng không có được nhiều lắm. Dương Diệp gật đầu. Bất kể là như thế nào, người và trí nữ đều phải cẩn thận chút, hiện tại, thế cục của đại thiên vũ trụ đã càng thêm phức tạp. Đặc biệt là thần tộc ngươi, không chỉ bách tộc có nhìn chằm chằm các ngươi, bà nhà còn lại có thể cũng vậy. Hơi vô ý chút là có thể sẽ phải vạn kiếp bất phục. Tất nhiên rồi. Đinh Thược Dược cười nói. Sẽ không lơ là đâu, chúng ta gần đây bởi vì muốn làm một chuyện nên sẽ nhún mình một chút. Sau đó thì sao? Dương Diệp hỏi. Đinh Thược Dược cười nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Dương Diệp nhìn Đinh Thược Dược, sau đó nói. Bất kể là như thế nào thì cũng phải cẩn thận, ta còn có một số việc, cáo từ trước. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Sau khi Dương Diệp rời khỏi, trí nữ xuất hiện bên cạnh Đinh Thược Dược. Đinh Thược Dược nhìn về phía trí nữ. Chuẩn bị thỏa đáng chưa? Trí nữ khẽ gật đầu. Tùy thời có thể. Nói đến đây, nàng ta nhìn hướng Dương Diệp rời đi. Nhìn ra được đến, hắn có chút quan hệ với U Minh Điện. Đinh Thược Dược nói. Không sao, chúng ta và U Minh Điện không có xung đột gì cả. Hơn nữa hiện tại với loại tình huống này cái gì cũng khó nói lắm. Vả lại, vị kia hiện tại đã ra mặt, đừng quên,
với nhân mạch đặc thù và năng lực đặc thù của hắn mới là thứ chúng ta nên kiêng kỵ. Âm Trọc Linh cũng không thể hoàn toàn đối kháng với nàng ta à? Chí nữ nói. Đinh Thược Dược khẽ lắc đầu. Chúng ta không thể hy vọng lên người khác. Năm đó, thần tộc ta chính là ký thác hy vọng trên người khác mới dẫn đến thảm bại. Lần này không thể tái phạm sai lầm như vậy nữa. Chí nữ gật đầu. Đúng vậy, chúng ta đi thôi. Rất nhanh, hai người rời đi. Sau khi Dương Diệp rời khỏi thần chiến trường, trực tiếp ngự kiếm đi tới nhân tộc. Nếu đã đáp ứng Nho Tổ thì phải làm. Hơn nữa đối phương cũng tặng hắn dòng văn khí đó, đối với hắn cũng có trợ giúp rất lớn. Hiện tại hắn đã có thể cảm nhận được nhục thân của mình đang lặng lẽ phát sinh biến hóa. Biến hóa này, đối với hắn hiện tại mà nói, khẳng định là chuyện tốt. Không mất bao lâu, hắn đi tới nhân tộc. Thông qua Dương Liêm Xương, hắn biết vị trí của Lâm Nhai Thánh Địa, một trong tam đại thánh địa. Với thực lực của hiện tại của hắn, lão tổ không ra mặt, thánh nhân bình thường căn bản đừng hòng cản được hắn. Dương Diệp đi tới bên trong một sơn mạch, đây là một tòa sơn mạch ngoài cùng phía nam của nhân giới. Mà Lâm Nhai Thánh Địa thì ở trong sơn mạch này. Hiện tại, đối với Dương Diệp mà nói, có một vấn đề. Hắn làm thế nào để tìm thư nha đó? Quang Minh Chính Đại đi vào à? Với tình trạng trước mắt, nếu hắn Quang Minh Chính Đại đi vào nói không chừng sẽ bị đối phương lập tức thông chi cho nhân giới. Phải biết rằng, hiện tại nhân tộc đã liên thủ với bách tộc. Nếu cường giả bách tộc xuất động, hắn khẳng định không chống nổi. Bởi vậy, Dương Diệp quyết định lặng lẽ lẻn vào. Dương Diệp đi tới phái dưới một ngọn núi, ở trước mặt hắn, ngọn núi này ngất trong mây, giống như một thanh lợi kiếm chống trời. Ngọn núi này, chính là Lâm Nhai Sơn. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía có thần thức không ngừng đảo qua. Dương Diệp tránh những thần thức này, tiến vào Lâm Nhai Sơn. Đỉnh núi. Đỉnh núi là một viện lạc, Dương Diệp lặng lẽ lẻn vào trong đó. Sau khi vào, Dương Diệp phát hiện một pho tượng này chính là tượng Nho Tổ. Hiển nhiên Lâm Nhai Thánh Địa này có liên quan tới Nho Tổ. Dương Diệp đang muốn tìm một người để hỏi thì đúng lúc này một nam tử trung niên đột nhiên xuất hiện trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp, ngươi là người phương nào? Nam tử trung niên hỏi. Dương Diệp lắc đầu, mình vẫn xem nhẹ tam đại thánh địa này rồi. Những thế lực truyền thừa vô số năm quả nhiên không đơn giản. Dương Diệp lật áo đen lên. Là ngươi? Người trung niên cau mày, hắn tất nhiên nhận ra Dương Diệp, nhân tộc hiện tại có ai không biết Dương Diệp? Dương Diệp ở trong nhân tộc thật sự rất có danh tiếng, có điều, danh khí này không phải tốt, mà là xấu. Phản bội nhân tộc. Đây là tội danh hiện tại của Dương Diệp. Dương Diệp nói. Lần này đến Lâm Nhai Thánh Địa, không phải để gây chuyện, nam tử trung niên nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Nên là vậy, bởi vì Lâm Nhai Thánh Địa hình như chưa từng đắc tội gì với các hạ. Đối với Dương Diệp, Lâm Nhai Thánh Địa cũng đã điều tra. Dương Diệp mặc dù có thích giết người, nhưng không có chủ động đi trêu chọc thế lực nào cả. Theo hắn. Dương Diệp là thuộc về loại người ngươi không chọc ta thì ta không chọc ngươi. Dương Diệp nói. Các hạ ở Lâm Nhai Thánh Địa là. Lâm Chấn. Nam tử trung niên nói. Chủ của Lâm Nhai Thánh Địa. Dương Diệp gật đầu. Chắc biết chuyện của Nho ra chứ. Biết. Lâm Chấn nói. Lần này tới là được Nho Tổ nhờ tới tìm một người. Nho Tổ. Hai mắt Lâm Chấn híp lại. Lão nhân ra người bảo ngươi đến. Dương Diệp gật đầu. Lâm Chấn hít sâu một hơi. Dương Tiểu Huynh xin đi theo ta. Xưng hô đã thay đổi. Dương Diệp đi theo Lâm Chấn. Dương Diệp theo Lâm Chấn đi tới một viện tử. Dương Diệp ngồi xuống một ghế đá, lúc này, Lâm Chấn nói. Nho Tổ là một vị tổ tiên của Lâm gia ta. Nho Tổ là tổ tiên của Lâm gia. Tin tức này khiến Dương Diệp có chút bất ngờ. Lâm Chấn lại nói. Lần này Nho gia phát sinh loại chuyện này, thật sự nằm ngoài tưởng tượng của Lâm gia. Nói đến đây, hắn lắc đầu. Không nói những cái này nữa. Lão tổ bảo tiểu hữu đến Lâm gia ta hẳn là có chuyện gì giao phó à? Dương Diệp gật đầu. Ta lần này đến, là tìm một người, hắn tên là Thư Nha. Thư Nha? Lâm Chấn cau mày. Sao thế? Dương Diệp hỏi. Lâm Chấn nói. Xin tiểu hữu chờ một chút. Ta đi cha. Thanh âm vừa dứt, bên cạnh Lâm Chấn xuất hiện một lão già gật đầu, sau đó xoay người rời đi.
Lúc này, Dương Diệp nói. Ta có chút bất ngờ. Lâm Chấn mỉm cười. Ta hiểu biết ý tứ của ngươi, ngươi bất ngờ ta vì sao không đối địch với ngươi. Dương Diệp gật đầu. Lâm Chấn nói. Kỳ thật cũng là do lão tổ bảo Lâm gia ta đừng tham dự vẫn những tranh đấu này. Dương Diệp cười cười, không nói gì, bởi vì lão già lúc trước vừa rời đi lại xuất hiện ở Lâm Chấn. Mà lúc này bên cạnh lão già còn có một nam hài, bộ dạng khoảng 8-9 tuổi. Nam hài có chút sụt rè, hắn nhìn Dương Diệp và Lâm Chấn, cuối cùng, hắn đi tới trước mặt Lâm Chấn, sau đó nói. Thư thư nhà bái kiến tộc trưởng. Không phải khẩn trương, mà có chút nói lắp. Lâm Chấn khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía lão già đó, lão già nói. Thư nha là một cô nhi, phụ thân là một vị thiếu gia của Lâm gia ta. Nhưng mẫu thân của hắn là một vị tỳ nữ, chính bởi vậy, hắn không được ghi lại trong gia phả của Lâm gia. Nghe vậy, Lâm Chấn không khỏi nhíu mày. Lúc này, Dương Diệp đi tới trước mặt Thư nha. Thư nha hiển nhiên vẫn có chút khẩn trương, nhưng lại không lui về phía sau. Dương Diệp ngồi xuống, nói khẽ. Đã từng chịu khổ chưa? Thư nha do dự một thoáng, sau đó gật đầu. Có oán hận không? Dương Diệp lại hỏi. Thư nha lắc đầu. Vì sao? Dương Diệp hỏi lại. Thư nha do dự một thoáng, sau đó nói khẽ. Chịu khổ, có thể rèn luyện bản thân, từ nghịch cảnh có thể trùng sinh. Nghe vậy, Lâm Chấn ở bên cạnh nhìn về phía Thư nha, trong mắt hắn, có sắc thái khác hẳn. Dương Diệp xoa đầu Thư nha, sau đó nói. Thích đọc sách không? Thích. Thư nha gật đầu. Đúng lúc này lão già đó đột nhiên nói. Ta vừa tìm hiểu, kẻ này ở thư viện rất khác. Những thiếu gia của Lâm gia ta không thích đọc sách, chỉ thích tập võ, bởi vậy, trong thư viện cơ bản chỉ có một mình hắn học. Ai đang dạy? Lâm Chấn hỏi. Lão già do dự một thoáng, sau đó nói. Cũng không nói lên được cũng không nói được, tộc trưởng biết đấy, tuy Lâm gia là dòng dõi thư hương nhưng đều lấy võ làm chủ, đối với những cái này, cơ bản không có người để ý. Là Nho Gia Gia. Lúc này, Thư Nha đột nhiên nói. Nho Gia Gia. Thân thể Lâm Chấn hơi run lên, một lát sau, hắn đi tới trước mặt Thư Nha, sau đó nói. Hắn từng nói gì với ngươi? Thư Nha nói khẽ. Quân tử phải không ngừng vươn lên. Lâm Chấn trầm mặc. Lúc này, Dương Diệp lấy ra văn thánh bút đưa tới trước mặt Thư Nha, Thư Nha nhìn Dương Diệp với vẻ khó hiểu. Cho ngươi. Dương Diệp cười nói. Thư Nha lại lắc đầu. Không được, vô công bất thụ lộc. Mà đúng lúc này, văn thánh bút đó đột nhiên nhỏ đi, biến thành một cây bút bình thường ở trước mặt Thư Nha. Thư Nha nhìn cây bút đó, có chút động lòng, bởi vì chuyện hắn tha thiết ước mơ, chính là có một cây bút. Nhưng hắn vẫn lắc đầu. Dương Diệp nhìn trong lòng Thư Nha có nửa cái bánh bao, Dương Diệp cười nói. Như vậy được không, ta rất đói bụng, ngươi cho ta cái bánh bao này để đổi lấy cái bút. Được không? Thư Nha ngẩng đầu nhìn Dương Diệp. Thật à? Dương Diệp gật đầu. Thư Nha do dự một thoáng, sau đó đưa bánh bao cho Dương Diệp. Đại ca ca, bánh bao này không bằng cái bút, ta không thể đổi với ngươi được. Quân tử không thể lừa người. Nói xong, hắn xoay người cung kính thi lễ với Lâm Chấn. Tộc trưởng đại nhân, ta còn phải đi quét dọn thư viện, ta đi đây. Nói xong, hắn rất quyết đoán xoay người bước đi. Mà đúng lúc này, văn thánh bút đột nhiên hóa thành một luồng ánh sáng vàng chui vào trong cơ thể Thư Nha không phát hiện. Đó là... Lâm Chấn nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp lạnh lùng nói. Văn thánh bút. Nghe thấy câu này, Lâm Chấn và lão già cả người cứng nhắc. Một lúc sau, Lâm Chấn hít sâu một hơi, sau đó nói. Từ lúc này trở đi, Thư Nha chính là đệ tử thân truyền của Lâm Chấn ta, đồng thời cũng là gia chủ đời tiếp theo của Lâm gia. Thanh âm của hắn vẫn còn run rẩy. Người Nho Tổ nhìn chúng, văn thánh bút tự mình chọn, cho dù là dùng ngón chân để nghĩ, người này cũng không đơn giản. Cho dù đối phương hiện tại rất bình thường, không có bất kỳ chỗ nào xuất sắc, hắn vẫn không chút do dự đưa ra quyết định vừa rồi. Văn thánh bút, đệ nhất chí bảo của Nho gia. Lâm gia có thứ này, chỉ cần Lâm gia không tìm chết, ngày sau Lâm gia nhất định sẽ quật khởi. Mà hài đồng tên là Thư Nha tương lai cũng nhất định sẽ bất phàm. Kỳ thật, Dương Diệp cũng không nghĩ như Lâm Chấn. Lâm Chấn là vì văn thánh bút mới coi trọng Thư Nha, mà Dương Diệp thì không phải vậy.
Nam hài tên là Thư Nha này ra sinh hèn mọn, lại không có bất kỳ oán hận gì, không chỉ như vậy, ngược lại còn cực kỳ có nguyên tắc. Chỉ điểm này, rất nhiều người đã không làm được rồi. Một người, nửa đời đầu sẽ nhì thiên phú, nhưng nửa đời sau tuyệt đối là phải xem tính cách và tâm tính. Tâm tính so với thiên phú thì quan trọng hơn. Lúc này, Lâm Chấn nhìn về phía Dương Diệp. Bất kể là như thế nào, lần này cũng phải đa tạ tiểu hữu. Văn thánh bút không phải là phàm vật, nếu Dương Diệp có thể không tham, ngược lại còn muốn trả nó Lâm ra, điều này khiến cho hắn vô cùng bất ngờ. Dương Diệp khẽ lắc đầu. Lâm gia chủ chắc cũng nhìn ra được, thiên phú của người này quả thật không tốt cho lắm, nhưng thiên phú không thể quyết định tất cả. Dương Diệp ta năm đó cũng chỉ là một tạp dịch nho nhỏ, thiên phú ở trong tông môn tuy không kém nhưng cũng không tính là cao. Nhưng mà ta vẫn đi tới hiện tại. Lâm Chấn tất nhiên minh bạch ý tứ của Dương Diệp, lập tức hơi gật đầu. Yên tâm, ta sẽ không bạc đãi Thư Nha, cho dù hắn trước khi 30 tuổi vẫn bình thường thì ta cũng sẽ không bạc đãi hắn. Dương Diệp cười nói, Lâm Chấn gia chủ e là vẫn cần cho hắn thêm chút thời gian, đương nhiên, bồi dưỡng một đứa trẻ như thế nào, bồi dưỡng tâm tính của hắn, bồi dưỡng thiên phú của hắn, Lâm gia khẳng định là rõ hơn ta. Ta sở dĩ nhiều nói những cái này, hoàn toàn là vì cái bánh bao này, vô duyên vô cớ cầm một cái bánh bao, không nói đỡ cho mấy câu thì trong lòng cảm thấy áy náy. Nghe vậy, Lâm Chấn không khỏi bật cười. Bất kể là như thế nào, lần này đa tạ tiểu hữu. Dương Diệp gật đầu. Ta cũng nên đi rồi, ở đây nếu để người ngoài biết, Lâm gia người e là sẽ có phiền toái không nhỏ. Lâm Chấn hơi trầm ngâm, sau đó nói. Tiểu hữu gần đây vẫn phải thật cẩn thận. Hả? Dương Diệp nhìn về phía Lâm Chấn. Lâm Chấn do dự một thoáng, sau đó nói. Theo ta được biết, bách tộc e là sẽ không bỏ qua cho tiểu hữu, bởi vì trên người tiểu hữu có linh chủ. Mà hiện tại, bất kể là thế lực phương nào cũng đều cần linh chủ. Một số trận pháp di động cỡ lớn còn có linh khí khống chế, đều cần linh khí, mà linh chủ chính là một kho linh khí sống. Cho nên, bọn họ nhất định sẽ có chủ ý với tiểu hữu. Tuy rằng Lâm gia ta không thể tiến vào cao tầng liên minh bách tộc, nhưng một số tin tức vẫn biết. Gần đây bọn họ chắc sẽ có động tác. Dương Diệp gật đầu. Đa tạ đã nhắc nhở, cáo từ. Nói xong. Dương Diệp xoay người rời đi. Dương Diệp đi rồi, lão già bên cạnh Lâm Chấn đột nhiên nói. Người này không giống như lời đồn. Lâm Chấn gật đầu. Đúng vậy, xem ra lời của nhân quân không thể tin được. Lão già nói. Là một khúc mắc, có thù với nhân quân thì có lẽ còn có thể giải được. Nhưng hắn có linh chủ, đối với bách tộc mà nói, linh chủ là thứ phải có được. Cho dù là không có được thì cũng tuyệt đối không thể để rơi vào trong tay thần tộc, một khi linh chủ rơi vào trong tay thần tộc, vậy có nghĩa là, thần tộc trên phương diện khống chế linh khí sẽ nắm giữ quyền chủ động tuyệt đối. Đây tuyệt đối không phải là điều mà bách tộc muốn nhìn thấy. Lâm Chấn hơi gật đầu. Bất kể như thế nào, những cái này đều không có liên quan gì tới Lâm gia của ta cả. Từ bây giờ, trọng tâm của Lâm gia sẽ đặt ở trên người Thư Nha, còn nữa. Đừng thay đổi cuộc sống hiện tại của hắn, tận hết ở khả năng cho hắn một số khốn cảnh, sau đó thì từ từ cải thiện tình cảnh hiện tại của hắn, nếu để hắn trở thành tiêu điểm của Lâm gia ta ngay thì ta sợ sẽ làm hỏng tâm cảnh của hắn. Vâng, lão già gật đầu, sau đó rời đi. Lâm Nhai Thánh Địa Dương Diệp rời khỏi Lâm Nhai Thánh Địa, không trực tiếp rời khỏi nhân giới, mà là đi tới chỗ ở của Dương Liêm Xương. Hắn hiện tơ lại cần tìm tới chư nữ của U Minh Điện. Đối với chuyện Thiếu Ti U xuất hiện ở nho giới, Dương Diệp vẫn muốn biết rõ ràng, những thế lực này tuy hiện tại không liên quan gì tới hắn. Nhưng vẫn phải phòng bị một chút, ở đại thiên vũ trụ này Dương Diệp hắn không phải chỉ có một mình mà có rất nhiều người bên cạnh. Trong phòng, Dương Liêm Xương trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Thật sự có liên quan tới Thiếu Ti U à? Dương Diệp gật đầu. Dương Liêm Xương nhíu mày, nàng ta lại trầm mặc, qua một lúc. Nàng ta đứng lên, nói. Ta cảm thấy đại thiên vũ trụ này hiện tại đang ở trong một vòng xoáy cực lớn, từ trong miệng của ngươi ta có được rất nhiều tin tức, bách tộc, tam đại gia, vũ đế học viện, tiền sử nhất tộc, còn có trụ chi linh, và tiền sử nhất tộc vì sao lại biến mất một cách thần bí, hiện tại vì sao lại xuất hiện, còn cả thiếu ti U Minh Điện từng tồn tại trước kia, vì sao hiện tại lại xuất hiện loạn, rất loạn. Đúng là rất loạn. Dương Diệp nói. Mà hiện tại, chúng ta ở trong vòng xoáy, trốn cũng không thoát.
Thực lực. Dương Liêm Xương đột nhiên nói. Thực lực hiện tại của ngươi rất mạnh, mạnh vô cùng, mạnh đến mức có thể giết được thánh nhân. Nhưng, đối với những thế lực nào mà nói thì vẫn yếu. Mà trên người ngươi lại có linh chủ, còn có chí bảo của đạo gia, cái này đã định trước là ngươi không thể sống yên ổn. Ý tứ của ta là ngươi vẫn phải mạnh hơn nữa. Dương Diệp lắc đầu. Ta không thể trong khoảng thời gian ngắn để thăng tới thánh nhân cảnh. Dương Diệp không phải là lại yêu nghiệt, muốn để thăng tới cảnh giới gì cũng được. Dương Liêm Xương hơi gật đầu. Cũng đúng, là ta quá nôn nóng. Đúng rồi, muốn biết nơi hạ lạc của minh nữ phải không? Ta đã tìm được rồi. Ngươi tuyệt đối không đoán được người này đang làm gì đâu. Làm gì? Dương Diệp hỏi. Dương Liêm Xương cười nói. Người này hiện tại không ngờ đang học y, sau đó mỗi ngày thì xem bệnh cho người ta, nàng ta hiện tại sống rất thoải mái. Dương Diệp do dự một thoáng, sau đó nói. Ta đi thăm nàng ta. Chỉ thăm thôi à? Dương Diệp nói. Chỉ thăm thôi, tuy rằng ta rất nhớ họ, có bọn họ ở bên cạnh, khi chúng ta đối kháng với bách tộc cũng sẽ vững tâm hơn một chút, nhưng ta không muốn phá hỏng cuộc sống bình tĩnh của bọn họ. Nếu ngươi thật sự không muốn vậy thì đừng gặp nàng ta. Dương Liêm Xương nói. Dương Diệp cười nói. Lần này, ta đi tìm bọn họ, là có một số việc muốn nói với họ. Vả lại, ngươi thật cổ hủ. Không làm phiền bọn họ, không có nghĩa là ngay cả gặp cũng không muốn gặp. Dương Liêm Xương nói. Kệ ngươi, còn An Nam Tĩnh thì sao? Vũ Đế học viện à? Dương Diệp nói. Dương Liêm Xương gật đầu. Có muốn liên hệ với nàng ta không? Dương Diệp khẽ lắc đầu. Đến lúc đó ta tự mình đi tìm nàng ta. Dương Liêm Xương nói. Ngươi nên kéo nàng ta tới, thiên phú của người này ta thấy rất khủng bố. Một khi nàng ta trở nên nghiêm túc, ta cảm thấy ngươi cũng không nhất định đánh lại nàng ta. Dương Diệp cười nói. Đúng vậy đấy. Kỳ thật, hắn rất hiếu kỳ, hiện tại An Nam Tĩnh rốt cuộc đã phát triển đến trình độ nào rồi. Sau khi nói chuyện phiếm một lúc với Dương Liêm Xương, Dương Diệp rời đi. Nhân tộc, ở ngoài cùng phía nam, một khu vực xa xôi có một tòa thành nhỏ, thành không lớn, chỉ có 10 vạn người. Trước cửa thành đột nhiên xuất hiện một người áo đen này chính là Dương Diệp. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn thành. Bắc Lâm Thành. Dương Diệp tiến vào trong thành, sau đó thuận theo ngã tư đường, đi tới một góc đường, ở vị trí góc đường có một cửa hàng rất bình thường, bên trong cửa hàng đó có một nữ tử. Đi chân trần, áo đai, váy vải. Nữ tử đó chính là Minh Nữ. Lúc này, Minh Nữ cúi đầu không ngừng kiểm tra linh thảo và linh vật trước mặt nàng ta. Dương Diệp đang muốn đi lên thì đúng lúc này trong thành đột nhiên rung chuyển, Dương Diệp quay đầu lại nhìn, cách đó không xa, một đội kỵ binh đang chạy về phía này. Cầm đầu là một nam tử thanh niên. Rất nhanh, nam tử thanh niên đó và đội kỵ binh dừng lại trước cửa hàng của Minh Nữ. Thanh niên nam tử xoay người xuống ngựa, sau đó bước tới trước mặt Minh Nữ. Nữ nhân lão tử đã hết kiên nhẫn rồi. Hôm nay hỏi ngươi một câu, rốt cuộc có theo bổn thiếu gia không? Không theo. Minh Nữ không thèm ngẩng đầu, trả lời. Nghe vậy, sắc mặt nam tử thanh niên lập tức trở nên xanh mét. Nữ nhân, lão tử mà tức giận thì trời đất cũng phải run rẩy đấy. Nam tử thanh niên vừa dứt lời, Minh Nữ ngừng lại, nàng ta ngẩng đầu nhìn về phía nam tử thanh niên. Thật à? Ngữ khí rất bình thản. Mà nữ tử càng bình thản, nam tử đó lại càng cáu. Nam tử thanh niên đột nhiên vươn tay ra tóm lấy nữ tử, mà nữ tử lại không xuất thủ, khi tay của nam tử sắp tóm tới tóc nữ tử, một bàn tay đột nhiên tóm lấy tay a nam tử. Nam tử thanh niên quay đầu, ở bên cạnh hắn không biết từ khi nào xuất hiện một nam tử. Cút ngay! Nam tử thanh niên cả giận nói, bùm! Một bóng người trực tiếp bay ra ngoài, cuối cùng, bóng người này trực tiếp đâm vào một căn nhà, cả căn nhà lập tức đổ sầm. Một màn này phát sinh quá nhanh, thế cho nên sau khi nam tử bay đi, kỵ binh phía sau hắn vẫn chưa có phản ứng. Có điều lúc này, bọn họ đã phản ứng rồi. Càn rỡ! Một kỵ binh giận dữ quát, định xuất thủ. Hiện trường đột nhiên vang lên những tiếng trầm đục, những kỵ binh này trong nháy mắt toàn bộ đều bay ra ngoài. Người chung quanh trực tiếp sợ tới ngây người. Nam tử vừa xuất thủ tất nhiên chính là Dương Diệp. Dương Diệp đi tới trước mặt Minh Nữ, nói. Đã lâu không gặp, quả nhiên là ngươi. Minh Nữ nhìn thẳng vào Dương Diệp.
Phát hiện ra ta rồi à? Dương Diệp hỏi. Cảm nhận được khí tức của ngươi, có điều, có chút không chắc chắn. Tìm chỗ khác nói chuyện nhé. Minh nữ gật đầu. Đi theo ta. Mà đúng lúc này, xa xa đột nhiên vang lên một tiếng quát dữ tợn. Các ngươi chết chắc rồi. Dương Diệp quay đầu, chính là nam tử thanh niên lúc trước bị hắn đánh bay. Dương Diệp lắc đầu, sau đó nhìn về phía Minh nữ. Đi thôi. Minh nữ xoay người rời đi, mà đúng lúc này, nam tử thanh niên đó đột nhiên điên cuồng nói. Tiện nhân, lão tử sẽ khiến ngươi sống không bằng chết, lão tử. Thanh âm của nam tử thanh niên im bặt. Bởi vì đầu của nam tử thanh niên đã vô thanh vô tức rơi xuống. Trong sân đột nhiên im lặng. Xa xa, Dương Diệp nói. Chúng ta đi thôi. Vẫn bạo lực như vậy. Bệnh cũ, không đổi được. Đi theo ta. Dương Diệp đi theo Minh Nữ tới một căn nhà bình thường, trong nhà trang trí rất đơn giản, chỉ có một cái giường và một bộ bàn ghế. Tới tìm ta có việc gì? Nhị tỷ sắp sống lại rồi. Nghe vậy, Minh Nữ đột nhiên ngẩng đầu nhìn Dương Diệp, sau một hồi, nàng ta nói. Ta biết ngươi sẽ không khiến ta thất vọng. Lúc trước nhị tỷ là vì ta mà chết, ta. Không cần phải tự trách, nàng ta coi ngươi là đệ đệ của mình. Trong lòng nàng ta ngươi cũng quan trọng như tỷ muội chúng ta. Dương Diệp nói. Không nói những cái này nữa, lần này đến là muốn giao nhị tỷ cho các ngươi, ta nghĩ, chuyện thứ nhất sau khi nàng ta tỉnh lại hẳn là muốn gặp các ngươi. Minh nữ nghĩ nghĩ, sau đó nói. Được. Dương Diệp đưa dưỡng hồn quan cho Minh nữ, về phần tử nhi hiện tại đã không còn trở ngại, sắp tỉnh lại rồi. Đúng rồi, hỏi thăm chút chuyện đã. Dương Diệp đột nhiên nói. Ngươi có biết nhiều về chuyện của điện chủ thiếu ti u của ngươi không? Tư u điện chủ. Minh nữ nhíu mày. Sao thế? Dương Diệp lắc đầu. Chỉ hỏi chút thôi. Minh nữ nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Ta không biết nhiều về chuyện của nàng ta, chỉ biết là nàng ta rất thần bí. Có điều đại tỷ có thể là biết một chút. Thiên nữ. Dương Diệp nói. Thiên nữ đi đâu rồi? Linh tộc. Nghe nói là muốn tìm gì đó. Đúng rồi, người vì sao lại đột nhiên hỏi chuyện của thiếu ti u điện chủ? Chẳng lẽ nàng ta đã hiện thân à? Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu. Không có gì quan trọng cả, thôi ta còn có việc, cáo trừ trước nhé, ngày sau sẽ tới thăm ngươi. Nói xong, Dương Diệp xoay người bước đi, không hề có một chút do dự. Minh nữ cũng không giữ Dương Diệp, chỉ hơi nhíu mày. Dương Diệp đi được 15 phút. Một người áo đen đột nhiên xuất hiện trong phòng. Hai mắt Minh nữ híp lại, ngọc thủ chậm rãi nắm chặt. Mà đúng lúc này, người áo đen đột nhiên lột bỏ áo choàng màu đen. Lúc này, con người Minh nữ đột nhiên co rút lại. Là ngươi. Người áo đen hơi gật đầu. Đi theo ta. Nói xong, người áo đen xoay người rời đi. Minh nữ đứng tại chỗ trầm mặc một hồi, sau đó đi theo. Ngoài thành. Dương Diệp mới ra khỏi thành thì bị một nam tử trung niên và ba lão già chặn đường. Nam tử trung niên quan sát Dương Diệp, sau đó nói. Các hạ là người phương nào? Dương Diệp nhìn lướt qua mấy người này đều là thiện cảnh. Dương Diệp nói. Chắc các ngươi là vì nam tử thanh niên vừa rồi mà đến. Nam tử trung niên nói. Đúng vậy. Dương Diệp khẽ lắc đầu. Ta cảm thấy, các ngươi nên đi đi. Nam tử trung niên nói. Như vậy, ta có chút không cam lòng. Dương Diệp gật đầu, sau đó, cả người hắn trực tiếp biến mất tại chỗ. Vào chớp mắt hắn biến mất, xa xa, mấy người đó sắc mơ lặt đại biến. Nam tử trung niên phản ứng khá nhanh, định xuất thủ, nhưng mà một bàn tay đã trực tiếp tóm lấy yết hầu hắn. Dương Diệp chậm rãi xách nam tử trung niên đó lên. Dưới thánh nhân ta thật sự không có chút hứng thú nào, có điều... Các ngươi đã muốn chết thì ta sẽ thanh toàn cho các ngươi. Thanh âm vừa dứt, răng rắc, đầu nam tử trung niên trực tai kép bay ra ngoài. Dương Diệp quay đầu nhìn ba lão già còn lại, một lão già trong đó Minh nói. Chúng ta cam tâm, nói xong trực tiếp xoay người hóa thành một luồng sáng biến mất. Mà hai người còn lại thì cũng đi sát theo. Dương Diệp nhún vai, sau đó biến mất. Dương Diệp vừa biến mất không lâu. Minh nữ cùng một người áo đen đột nhiên xuất hiện ở vị trí lúc trước Dương Diệp đứng. Người này rất quen thuộc với các ngươi. Người áo đen đột nhiên nói. Minh nữ gật đầu. Người áo đen nói.
Kỳ thật hắn nên chết rồi. Minh nữ quay đầu nhìn về phía người áo đen lại nói. Người này ở đại thiên vũ trụ này là một nhân tố không xác định. Có ý gì? Minh nữ hỏi. Người áo đen nói. Chúng ta phải làm một số chuyện, nhưng không muốn có nhân tố không xác định tồn tại, mà hắn chính là nhân tố này. Có điều đáng tiếc sau lưng hắn có hai tồn tại vô cùng khủng bố, hai vị này cho dù là ta cũng không thể không kiêng kỵ. So với lão tổ còn khủng bố hơn. Minh nữ hỏi. Người áo đen cười khẽ, thanh âm như chuông bạc, rất dễ nghe. Người áo đen ngẩng đầu nhìn chân trời xa xa, sau đó nói. Thế gian này, đáng sợ thật sự không phải bởi vì những lão tổ này mình đạo thống của mình, bọn họ có vướng bận, làm chuyện gì cũng bó tay bó chân. Có điều đây là đạo của bọn họ có thể có thành tựu ngày nay chính là nhờ có đạo thống chống đỡ. Đây là một khúc mắc mà họ không giải được. Nói đến đây, người áo đen dừng một chút, sau đó lại nói. Chân chính đáng sợ là loại cường giả không có vướng bận. Bọn họ không có đạo thống, bọn họ có rất ít thứ phải bận tâm, người như thế mới là đáng sợ nhất. Mà Dương Diệp này, phía sau hắn có hai người như thế, chúng ta không dám động tới hắn, nếu không hai vị đó chẳng khác nào không có bất kỳ cố kỵ gì nữa. Khi đó, cho dù là chúng ta, e là cũng không chịu được sự trả thù của hai vị này. Nói như vậy, hắn chẳng phải là rất an toàn sao? Minh nữ nói. An toàn à? Người áo đen lại bật cười. Hắn nguy hiểm nhất, người kia, từng tiếp xúc với thần tộc, tiếp xúc với tam đại gia, còn tiếp xúc với âm trọc linh, còn có tiền sử nhất tộc, trên người còn có chí bảo đạo gia và linh chủ chí bảo vũ trụ, có mấy thứ này ở, hắn sẽ không an toàn. Đặc biệt là linh chủ đó, thời đại mạt pháp sắp tới, tác dụng của linh chủ là không thể tưởng tượng, khi đó, linh chủ này sẽ trở thành thứ quý giá nhất trong đại thiên vũ trụ, cũng là thứ mà tất cả thế lực đều thèm muốn. Minh nữ trầm mặc. Kỳ thật. Lúc này, người áo đen đột nhiên nói. Ta rất thưởng thức vị quân sư của thần tộc, người này, không hổ là Chí Lâm Thể, chỉ số thông minh của nàng ta quả thật không thể bắt bẻ. Hiện tại trong tất cả các thế lực chỉ có thần tộc là có quan hệ tốt nhất với Dương Diệp này, ngày sau thần tộc gặp nạn, Dương Diệp này nhất định sẽ ra tay. Đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Minh nữ hỏi. Người áo đen nói. Nếu thần tộc Thích Thiên không thể tái hiện, thần tộc vẫn chỉ là thế lực nhị lưu, đừng nói chúng ta, bất kỳ một nhà nào trong tam đại gia chỉ cần chịu trả giá lớn đều có thể dễ dàng tiêu diệt. Thích Thiên. Minh nữ nhíu mày. Hắn có thể sống lại à? Người áo đen nói. Cái này cũng chưa biết. Có điều Thích Thiên này được coi là một nhân vật, có hắn, thần tộc mới có thể đánh cờ với các thế lực khác ở thời đại mạt pháp tiếp theo. Bằng không thần tộc sẽ bị loại chính là chết, Nho gia đã bị loại rồi. Nho gia vì sao lại ra khỏi cuộc? Minh nữ trở thành một đứa bé tò mò. Người áo đen hơi trầm ngâm, sau đó nói. Nho tổ là một người tốt. Hả? Minh nữ không hiểu. Người áo đen nói. Trong mấy vị lão tổ, nhân phẩm của Nho tổ này là không thể chê trách. Mà hắn là có khả năng nhất sẽ tiến thêm một bước, nhưng mà cũng chính bởi vì vậy. Hắn mới có bị loại nhanh như vậy. Một khi hắn bước ra một bước đó, cho dù là nửa bước, lịch sử của thế giới này cũng sẽ thay đổi, mà đây là điều mà vô số người không muốn nhìn thấy. Cho nên, hắn là định trước là không được bước ra một bước đó. Bản thân hắn cũng biết đạo lý này, cho nên, không lựa chọn bước ra, đáng tiếc hắn vẫn không thể ngăn chặn. Nói đến đây, người áo đen lắc đầu. Có biết không, ngày đó, có 7 cường giả cấp bậc lão tổ vây giết hắn. 7 lão tổ. Nghe vậy Minh nữ dùng mình, đội hình này. Lúc này, người áo đen đột nhiên nhìn về phía vị trí Dương Diệp lúc trước rời đi. Người đó cũng gan thật, dám chuyển đồ giúp Nho tổ, hắn thật sự cho rằng không có ai biết sao. Những người đó không ai ngăn cản à? Minh nữ hỏi. Đương nhiên là có. Người áo đen nói. Khi ở Nho giới hắn đã phải chết rồi. Cuối cùng vì sao không chết? Tự ngươi xem đi. Nói xong, người áo đen vung tay phải. Trước mặt Minh nữ xuất hiện một quầng sáng, bên trong quầng sáng là Dương Diệp, mà vị trí của Dương Diệp là ở Nho giới. Mà ở trên vùng trời Nho giới, hai lão già đang nhìn xuống Dương Diệp, một vị lão già trong đó chuẩn bị xuất thủ Nho giới Dương Diệp sắp rời khỏi Nho giới. Mà lúc này, một nam tử không tay đột nhiên xuất hiện trước mặt hai lão già. Nam tử không tay xoay cổ, cổ kêu răng rắc, tiếp theo.
nam tử không tay hất cằm với hai lão già. Động thủ thử xem. Bên trong quầng sáng, nam tử không tay một mình đối mặt với hai cường giả lão tổ cảnh. Khí thế không hề thua kém. Đối diện nam tử không tay, hai lão già nhìn nhau một cái, cuối cùng, một lão già mặc áo bào cho mở miệng nói. Ngươi là người phương nào? Nam tử không tay chậm rãi đi tới cách hai lão già mấy trượng. Ta mặc kệ các ngươi đến từ thế lực nào, có mục đích gì, nhưng người phía dưới không thể động tới. Ngươi rất tự tin. Một lão già đột nhiên nói, nam tử không tay nói. Không giết được các ngươi nhưng có thể khiến các ngươi tàn phế, muốn thử không? Vậy thử xem. Một lão già đột nhiên nói. Thanh âm vừa dứt lão già này vừa dứt lời, nam tử không tay trực tiếp biến mất tại chỗ. Mà lúc này, thanh âm im bặt. Hình ảnh ngưng hẳn. Trong hiện thực, người áo đen nói. Người ta nhiều như vậy là vì lo cho tiểu tử đó à? Minh nữ trầm mặc. Người áo đen nói. Trước khi chưa giải quyết được hai vị phía sau hắn, chúng ta sẽ không động tới hắn đâu. Đi thôi, còn phải tìm mấy tỷ muội còn lại của ngươi. Nói xong xoay người rời đi. Minh nữ trầm mặc hồi lâu, cuối cùng cũng đi theo. Sau khi Dương Diệp rời khỏi thành đó, trực tiếp ngự kiếm tiến vào trong tinh không mờ mịt, chỉ chốc lát sau, hắn ly khai nhân giới, vào sâu trong tinh không. Sau chừng 3 tiếng, trước mặt Dương Diệp xuất hiện một tòa đại thành. Võ Đế Thành. Lần này, mục đích của hắn là tìm An Nam Tĩnh. Võ Đế Thành không phải phạm vi thế lực của bách tộc, cũng không phải địa phương tam đại gia có thể quản, Dương Diệp lần này không phải che giấu. Hắn lúc trước đã tới Võ Đế Học Viện, chỉ là không ngờ An Nam Tĩnh đang ở trong đó. Dương Diệp quang minh chính đại mà đến, hắn vừa tới gần Vũ Đế Học Viện, một nam tử trung niên xuất hiện trước mặt hắn. Nam tử trung niên quan sát Dương Diệp, sau đó nói. Dương Diệp. Dương Diệp nhìn đối phương. Nhận ra ta à? Nam tử trung niên mỉm cười. Sao mà không nhận ra ngươi? Đi theo ta. Nói xong hắn xoay người rời đi. Dương Diệp đi theo. Dương Diệp theo nam tử trung niên tới một ngọn núi tên là Bắc Võ Phong, đỉnh núi này có một nhà nhỏ làm bằng trúc. Nam tử trung niên sau khi đưa Dương Diệp tới đây thì lui ra. Dương Diệp tiến vào nha trúc, trong đó có một lão già đang ngồi. Nhìn thấy Dương Diệp tiến vào, lão già mỉm cười. Ta là viện trưởng của Võ Đế Học Viện. Dương Diệp nói. Phó viện trưởng, lần này ta đến, là tìm một vị bằng hữu, nàng ta tên là An Nam Tĩnh, lúc này, nàng ta chắc đang ở trong Võ Đế Học Viện. Nhà đầu đó à? Phó viện trưởng nói. Ngươi là đến tìm nàng ta. Dương Diệp gật đầu. Phó viện trưởng trầm mặc một hồi, sau đó nói. Nói thật. Ta không muốn nàng ta gặp ngươi. Vì sao? Dương Diệp khó hiểu. Phó viện trưởng nói. Ngươi chắc biết tình cảnh hiện tại của ngươi, nếu nàng ta liên quan tới ngươi, nhất định sẽ bị một số thế lực nhìn vào. Ngươi hy vọng như vậy sao? Dương Diệp trầm mặc một thoáng, sau đó cười nói. Đây là chuyện giữa ta và nàng ta. Nếu là người khác, hắn sẽ không quấy rầy đối phương, nhưng An Nam Tĩnh thì khác, hắn rất tin một điểm. Nếu hắn bởi vì sợ mang tới phiền phức cho An Nam Tĩnh mà cố ý tránh nàng ta tuyệt đối sẽ tức giận. Hơn nữa, tình cảm giữa hắn và An Nam Tĩnh người ngoài không thể hiểu được. Phó viện trưởng nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Nàng ta hiện tại cũng không thể gặp ngươi. Nghe vậy, Dương Diệp cau mày. Không phải ta cản ngươi gặp nàng ta, mà là nàng ta hiện tại đang tu luyện trong võ đế quật của Võ Đế Học Viện, cơ hội này đối với nàng ta mà nói là vô cùng hiếm có. Võ Đế Quật. Năm đó là nơi Võ Đế, người sáng lập Võ Đế Học Viện ở, nơi đó là nơi mà học sinh các đời của Võ Đế Học Viện đều mong mỏi được vào. Có điều muốn vào thì phải được võ hồn thú mà Võ Đế lưu lại đáp ứng thì mới được, mà nhiều năm qua, chỉ có nha đầu đó là được phép tiến vào. Sau khi vào, đối với nàng ta mà nói, nhất định sẽ có một phen cơ duyên. Hiện tại bắt nàng ta ra thì sẽ sôi hỏng bỏng không? Dương Diệp do dự một thoáng. Sau đó nói, ta có thể đi vào không? Ngươi muốn vào à? Ta muốn thử. Phó viện trưởng nghĩ nghĩ, sau đó nói, có thể. Nói xong, tay phải hắn nhàng vung lên, hai người trực tiếp biến mất. Dưới sự dẫn đường của phó viện trưởng, Dương Diệp đi tới nơi được gọi là Võ Đế Quật, kỳ thật, chính là một sơn động, cửa động không lớn, dài rộng mấy trượng, phó viện trưởng nhìn về phía Dương Diệp.
chính là nơi này. Dương Diệp gật đầu, sau đó bước về phía sơn động, mà khi hắn còn cách cửa động chừng nửa trượng, một cỗ lực lượng vô hình đột nhiên chặn hắn lại. Cùng lúc đó một con hư ảo xuất hiện trước mặt hắn. Tiểu yêu thú này hình dạng như hổ, có điều trên đỉnh đầu lại có sừng màu đen, ngoài ra, ở vị trí trán còn có chữ, võ, màu đen. Mà ở hai bên sau lưng có một đôi cánh mỏng. Lúc này, tiểu yêu thú chặn Dương Diệp lại. Mà tiểu yêu thú này chính là võ hồn thú. Dương Diệp nhìn đối phương, sau đó chỉ vào sơn động. Ta muốn vào. Võ hồn thú lắc đầu, tiếp theo, lực lượng vô hình không ngừng bước lui Dương Diệp. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía phó viện trưởng nói. Xem ra nó không chấp nhận ngươi rồi. Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó vỗ vỗ ngực mình, lúc này, tiểu bạch xông ra. Võ hồn thú ở xa xa nhìn thấy tiểu bạch, lập tức ngừng lại, mà Dương Diệp cũng ngừng lại. Linh chủ, thần sắc viện trưởng trở nên ngưng trọng. Dương Diệp cúi người nói khẽ vào tai tiểu bạch. Lừa nó để chúng ta vào. Tiểu bạch chớp chớp mắt với Dương Diệp, sau đó nàng ta quay đầu nhìn về phía võ hồn thú cách đó không xa, võ hồn thú này vừa hay cũng đang quan sát nàng ta. Tiểu bạch vẩy tay với võ hồn thú do dự một thoáng, sau đó bay đến trước mặt tiểu bạch. Võ hồn thú nhìn tiểu bạch, sau đó vươn móng. Lúc này tiểu bạch đang xoa đầu võ hồn thú, sau đó chỉ vào mình, tiếp theo lại chỉ vào sơn động. Võ hồn thú hiển nhiên minh bạch ý tứ của tiểu bạch, lập tức có chút do dự, có điều rất nhanh, nó liền gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Tiểu bạch nhìn về phía Dương Diệp ôm tiểu bạch bước về phía võ đế quật, mà lúc này, võ hồn thú đột nhiên cản trước mặt tiểu bạch và Dương Diệp, võ hồn thú chỉ Dương Diệp, sau đó lắc lắc đầu. Dương Diệp lập tức tối sầm, tên này chỉ cho phép tiểu bạch vào chứ không cho hắn vào, đây là kỳ thị chủng tộc. Lúc này, tiểu bạch quay đầu nhìn Dương Diệp, sau đó lại chỉ võ đế quật ở xa xa. Mà võ hồn thú hiển nhiên có chút nóng nảy, nó chỉ tiểu bạch, sau đó lại chỉ võ đế quật, sau đó lại chỉ Dương Diệp, tiếp theo thì xua xua tay. Đại khái ý tứ là, tiểu bạch ngươi có thể vào, nhưng nhân loại này thì không thể vào. Võ hồn thú. Tiểu bạch trợn mắt, nàng ta trực tiếp vỗ xuống đầu võ hồn thú, sau đó nàng ta lại chỉ vào mình, ý tứ là không nể mặt hả. Vẻ mặt võ hồn thú như sắp khóc. Ở bên cạnh, phó viện trưởng trợn mắt há hốc mồm. Địa vị của võ hồn thú này ở võ đế học viện chính là phi thường siêu nhiên, bởi vì tiểu gia hỏa này có lai lịch vô cùng đặc thù. Ngoài ra, năng lực của tiểu gia hỏa này cũng phi thường khủng bố. Đây chính là hồn thú từng đi theo võ đế. Mà hiện tại, hồn thú này không ngờ bị tiểu bạch khiến cho sắp khóc. Hồn thú đúng là sắp khóc thật. Nó ủy khuất nhìn tiểu bạch, móng vuốt không ngừng vung vẩy, lúc thì chỉ vào Dương Diệp, lúc thì chỉ vào tiểu bạch, lúc lại chỉ vào mình, cuối cùng, vẻ mặt nó biến thành cầu xin. Tiểu bạch cũng có chút không đành lòng. Nàng ta nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp cười cười. Nói với nó, chúng ta không nữa. Kỳ thật xem cũng có chút không đành lòng, nếu cường hành đi vào, hồn thú này chắc không dám cản tiểu bạch. Hắn nhìn ra được, hồn thú này rất muốn thân cận với tiểu bạch, phải nói là có chút kính sợ tiểu bạch, đây là một loại kính sợ thiên nhiên. Hơn nữa, nhìn ra được, đối với tiểu bạch, võ hồn thú coi tiểu bạch là đồng loại xem mình. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, tiểu bạch quay đầu nhìn về phía võ hồn thú. Sau đó vung vẩy móng vuốt, sau khi biết họ không muốn vào, võ hồn thú lập tức thở phào nhẹ nhõm, sau đó nó nhìn về phía tiểu bạch, chậm rãi bay tới bên cạnh tiểu bạch, có điều nó dường như vẫn hơi sợ, tiểu bạch vẫn tức giận. Phó viện trưởng ở bên cạnh thấy mà nghẹn lời. Tốt xấu gì cũng là thần thú của võ đế học viện ta, phải biểu hiện ra chút khí phách chứ. Võ hồn thú ở trước mặt tiểu bạch hoàn toàn giống như một tiểu sủng vật. Tiểu bạch nhìn võ hồn thú. Sau đó xoa sừng nó, tiếp theo nàng ta tòm lấy đầu võ hồn thú để giao lưu. Đây tất nhiên là Dương Diệp được lợi. Thông qua trao đổi của tiểu bạch và võ hồn thú, biết này võ hồn thú ở đây làm gì? Thủ hộ. Võ hồn thú thủ hộ cái gì? Chỉ có người tiêu chuẩn mới có thể đi vào, đó ẩn nam tính hiển nhiên là phù hợp, nhưng Dương Diệp hắn thì không phù hợp. Dương Diệp nhìn võ hồn thú, sau đó nói. Tiểu bạch, người hỏi nó xem. Có nguyện ý đi theo chúng ta không? Đừng đừng. Đúng lúc này, phó viện trưởng đột nhiên nói. Dương Tiểu Hữu, ngàn vạn lần không thể đâu, võ hồn thú này chính là thần thú của võ đế học viện ta,
trên người nó có truyền thừa chi hỏa, võ đế học viện ta. Mà đúng lúc này, một cỗ lực lượng vô hình đột nhiên chấn cho phó viện trưởng bay ra. Dương Diệp và phó viện trưởng đồng thời nhìn về phía võ hồn thú, bởi vì chính là võ hồn thú này gây ra. Dưới cái nhìn chăm chú của hai người, võ hồn thú bay đến trước mặt Tiểu Bạch, sau đó vô cùng nghiêm túc gật đầu, tỏ vẻ nguyện ý đi theo Tiểu Bạch. Nhìn thấy một màn này, mặt phó viện trưởng tái đi. Vào lúc này, hắn tức muốn nổ cả phổi. Võ hồn thú không còn nữa rồi. Võ hồn thú của võ đế học viện cử như vậy bị lừa đi. Phó viện trưởng nhìn Dương Diệp, thần sắc cực kỳ bất thiện. Dương Diệp hơi có chút xấu hổ, kỳ thật, hắn cũng chỉ nói cho vui miệng mà thôi, nhưng hắn không ngờ, Tiểu Bạch vừa lừa một cái, võ hồn thú đó không ngờ thật sự nguyện ý đi theo luôn. Cách đó không xa, Tiểu Bạch vỗ vỗ đầu võ hồn thú, bộ dạng như sau này ngươi cứ theo ta lăn lộn. Võ hồn thú thì gật đầu liên tục, tỏ vẻ vô cùng nguyện ý. Kỳ thật, nếu là bình thường, võ hồn thú có lẽ sẽ không đi theo Tiểu Bạch. Nhưng hiện tại, vào loại thời đại này, linh khí dần dần loãng đi, những linh vật này, bao gồm tất cả các linh, đều cảm nhận được nguy hiểm đến từ linh khí loãng đi. Cho nên chúng thích nhất chính là ở bên cạnh một vị linh chủ. Cứ như vậy, Tiểu Bạch thành công lừa được một đàn em, mà đúng lúc này, một cỗ khí tức đột nhiên từ trong võ đế quật ùa ra, nhưng rất nhanh, cỗ khí tức này lại giống như thủy triều rút về. Đây là... Dương Diệp nhìn về phía phó viện trưởng, hỏi. Phó viện trưởng nói. Nàng ta chắc sắp ra rồi. Lúc này, vô số đạo khí tức đột nhiên từ bốn phía bay tới, trong nháy mắt, chung quanh đã có mấy chục người tụ tập. An học tỷ cuối cùng cũng sắp ra rồi. Có người đột nhiên nói, trong thanh âm mang theo một chút kích động. An học tỷ chính là người yêu nghiệt nhất trong nghìn năm qua của võ đế học viện, lần này e là thánh nhân cũng không làm gì được nàng ta rồi. Thánh nhân, phì, thánh nhân hiện tại còn có thể sánh được với An học tỷ à? Lúc trước nàng ta đã có thể giao thủ với thánh nhân rồi, mà hiện tại nàng ta e là đã có thể thắng thánh nhân. Dương Diệp nhìn cửa động, An Nam Tính hiện tại thật sự có thể chiến thắng thánh nhân sao? Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, một nữ tử chậm rãi đi ra. Áo bào trắng, tóc đuôi ngựa, tay cầm trường thương. Nữ tử này chính là An Nam Tính. Dương Diệp đang chuẩn bị đi tới thì lúc này một nam tử mặc cẩm bào đột nhiên xuất hiện trước mặt An Nam Tính, mỉm cười. An học muội, chúc mừng. An Nam Tính nhìn nam tử, sau đó trực tiếp nhìn về phía vị trí của Dương Diệp. Tiếp theo, nàng ta vòng qua nam tử cẩm bào, đi tới trước mặt Dương Diệp. Ngươi đã đến rồi à? Nghe vậy, Dương Diệp không khỏi mỉm cười. An Nam Tính. Vẫn là An Nam Tính mà hắn biết trước kia. Cách đó không xa, thần sắc nam tử cẩm bào có chút khó coi. Trước mặt An Nam Tính, Dương Diệp nói. Thực lực hiện tại thế nào rồi? An Nam Tính nhướn mày. Thử không? Tất nhiên. Dương Diệp cười nói. Nói xong, hai người sóng vai xoay người rời đi. Một màn này khiến mọi người trợn mắt há hốc mồm. Tính tình của An Nam Tính bọn họ đều biết, hoàn toàn là một khối băng, bất kỳ ai tới gần cũng sẽ cảm thấy lạnh toát. Đồng thời còn có thể bị phớt lờ. Hiện tại An Nam Tính này không ngờ nói chuyện với một nam nhân, hơn nữa còn nói nhiều như vậy. Đúng lúc này, nam tử cẩm bào đột nhiên xuất hiện trước mặt Dương Diệp và An Nam Tính. Hả? Dương Diệp nhìn nam tử cẩm bào. Nam tử cẩm bào mỉm cười. Huynh đài là bạn của nàng ta. Bạn. Nam tử cẩm bào nhìn Dương Diệp, sau đó nhìn về phía An Nam Tính, đang định lên tiếng. Lúc này, An Nam Tính đột nhiên nói. Đừng quấy rầy chúng ta. Nói xong nàng ta nói với Dương Diệp. Đi thôi. Dương Diệp gật đầu, hai người xoay người rời đi. Khi đi, Dương Diệp đột nhiên ngừng lại, sau đó nhìn về phía nam tử cẩm bào đứng cách đó không xa. Nữ nhân này, là của ta, đừng có ý đồ với nàng ta nữa. Nói xong, Dương Diệp xoay người bước đi. Của ngươi. Lúc này... Nam tử cẩm bào tự dưng xuất hiện trước mặt Dương Diệp. Ngươi không biết rằng câu này của mình rất nực cười sao? Dương Diệp lạnh lùng nói. Nực cười á, ta không thấy vậy. Nam tử cẩm bào nhìn chằm chằm vào mắt Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Ta thấy các hạ rất tự tin, chúng ta hay là luận bàn một chút nhé. Dương Diệp đang định lên tiếng, đúng lúc này, phó viện trưởng đột nhiên xuất hiện trước mặt Dương Diệp, nói.
ngươi đừng chấp nhặt với những vãn bối này. Dương Diệp nhún vai, sau đó biến mất. Phó viện trưởng nhìn nam tử cầm bào, sau đó nói. Ăn nha đầu, trong mắt e là ngoài hắn ra thì không có ai khác. Hắn không xứng với An học muội. Nam tử cầm bào trầm giọng nói. Loại nam nhân này, hắn là Dương Diệp. Phó viện trưởng đột nhiên nói. Ha! Nam tử cầm bào quay đầu nhìn phó viện trưởng, trong mắt đầy vẻ khó tin. Đừng có chọc vào người này. Phó viện trưởng ngươi xong liền bỏ đi. Nam tử cầm bào vẫn đứng ngây ra như phỗng tại chỗ. Dương Diệp và An Nam Tĩnh đi tới hư không, hai người mở ra một chiến trường hư không. Nhìn An Nam Tĩnh ở trước mặt, trong mắt Dương Diệp tràn ngập chiến ý. Hai người không nói gì, An Nam Tĩnh đột nhiên biến mất tại chỗ, một đạo quyền phong trực tiếp đánh về phía Dương Diệp. Dương Diệp né tránh, mà cũng một quyền đánh lại. Nhưng mà, ngay khi quyền đầu của hắn sắp đánh trúng quyền đầu của An Nam Tĩnh, quyền đầu của An Nam Tĩnh đột nhiên hóa thành trường, sau đó trực tiếp lướt qua quyền đầu của Dương Diệp khống chế cổ tay của hắn. Răng rắc, xương cổ tay của Dương Diệp trực tiếp vỡ vụn, có điều, vào chớp mắt xương cốt vỡ vụn, Dương Diệp đã đá vào bụng An Nam Tĩnh. Nhưng mà trong nháy mắt chân hắn vừa nhấc lên, chân của An Nam Tĩnh đã đá vào đầu gối hắn, trực tiếp khiến hắn bay lên cao trăm trượng. Mà Dương Diệp vừa dừng lại, An Nam Tĩnh đã xuất hiện trước mặt hắn, An Nam Tĩnh giơ đầu gối đá vào Dương Diệp. Một cú lên gối này, khiến không gian chung quanh Dương Diệp trực tiếp nát tan, mà lực lượng cường đại đó cũng khiến cả người Dương Diệp căng cứng, cùng lúc đó, hắn cảm nhận được một cỗ áp lực cường đại. Không dám coi thường. Chân phải Dương Diệp rút về phía sau, sau đó tay phải nắm chặt thành quyền, đấm mạnh về phía trước. Nhưng mà, An Nam Tĩnh không lấy cứng đối cứng với hắn. Vào khoảnh khắc quyền đầu của hắn đánh ra, An Nam Tĩnh đột nhiên nghiêng người, trực tiếp tránh một quyền này, cùng lúc đó, An Nam Tĩnh dùng tay làm gậy trực tiếp quét vào vị trí bụng của Dương Diệp. Bùm! Dương Diệp cong người, có điều tay của Dương Diệp đã tóm lấy yết hầu An Nam Tĩnh. Mà lúc này, khóe miệng An Nam Tĩnh nhếch lên, cả người An Nam Tĩnh trực tiếp biến mất. Dương Diệp thầm nghĩ không xong rồi, quả nhiên, một quyền đã đánh vào lưng hắn. Bùm! Cả người Dương Diệp lập tức giống như một con diều đứt dây, trực tiếp bay vút ra ngoài. Mà vào khoảnh khắc Dương Diệp bay ra, chân phải An Nam Tĩnh nhẹ nhàng dậm xuống đất, cả người bắn lên, đầu gối phải nện thẳng vào lưng Dương Diệp, cú lên gối này nếu trúng, Dương Diệp không chết cũng trọng thương. Mà đúng lúc này, Dương Diệp đang bay đi đột nhiên khựng lại giữa không trung, sau đó xoay người đấm vào đầu gối An Nam Tĩnh. Lấy cứng đối cứng. Có điều đáng tiếc là, An Nam Tĩnh vẫn không định làm vậy với hắn. Vào khoảnh khắc Dương Diệp ra quyền, đầu gối An Nam Tĩnh đột nhiên thu về, tay phải hóa trưởng trực tiếp tóm lấy quyền đầu của Dương Diệp. Mà trong chớp mắt tay nàng ta tiếp xúc với quyền đầu của Dương Diệp, khóe miệng Dương Diệp hơi nhếch lên, sau đó... Một cỗ lực lượng cường đại từ trong quyền đầu Dương Diệp trực tiếp chấn ra. Âm! Bất ngờ không kịp đề phòng, An Nam Tĩnh trực tiếp bị chấn cho bay ra hơn mấy trăm trượng. An Nam Tĩnh ngừng lại, tay phải để sau lưng, nhìn Dương Diệp. Nhục thân của ngươi đã thành thánh rồi. Dương Diệp gật đầu. Nếu không phải vậy, đánh nhau cận thân với ngươi, ta sợ là ngay cả 10 hiệp cũng không chống đỡ được. Hắn và An Nam Tĩnh đều không sử dụng thực lực thật sự. Mà là dùng phương thức này để tỉ thí, cũng chính là kỹ thuật căn bản. Đáng tiếc là, hắn hoàn toàn bị An Nam Tĩnh áp chế. Mà phải biết rằng, nhục thân của hắn đã là cấp bậc thánh nhân, nhưng vừa rồi lực lượng của An Nam Tĩnh vẫn hoàn toàn có thể đả thương tới hắn. An Nam Tĩnh chậm rãi đi tới trước mặt Dương Diệp. Ý thức chiến đấu của ngươi rất kém. Sắc mặt Dương Diệp có chút khó coi. Ý thức chiến đấu kém. Lần đầu tiên có người nói ý thức chiến đấu của hắn kém. Phải biết rằng, đánh nhau cận thân là sở trường của Dương Diệp hắn chưa bao giờ phải chịu thiệt cả, đương nhiên là trừ lần này. Lúc này, An Nam Tĩnh lại nói. Có điều, nhục thân của ngươi rất mạnh, năng lực khôi phục cũng rất mạnh, giao chiến cận thân với ngươi, e là ngay cả thánh nhân cũng không làm gì được ngươi. Nhưng nếu gặp phải loại cường giả có ý thức chiến đấu siêu cường thì ngươi vẫn sẽ chịu thiệt. Dương Diệp gật đầu, vừa rồi vào khoảnh khắc An Nam Tĩnh vặn gãy cổ tay hắn. Hắn biết chỗ thiếu sót của mình rồi. Tuy hắn dựa vào hồng mông tử khí để khôi phục vết thương ở cổ tay, nhưng, cao thủ giao thủ, một chi tiết nhỏ cũng có thể quyết định sinh tử. Hơn nữa, lúc này, An Nam Tĩnh lại nói. Lực lượng nhục thân của ngươi vẫn hơi yếu.
Dương Diệp có chút không phục. Lực lượng nhục thân của ta nên là rất không tồi chứ. An Nam Tĩnh nói. Lực lượng nhục thân cấp thánh nhân không nên là như vậy. Lực lượng nhục thân của ngươi trên lực ngưng tụ rất không tồi, nhưng vẫn thiếu một chút. Cái gì? Dương Diệp hỏi. An Nam Tĩnh nói. Thiếu cô đọng. Cô đọng. Giống như một khối sắt vậy, nó sau khi trải qua vô số lần nện có phải sẽ trở nên sắc bén hơn không? Nghe vậy, Dương Diệp cau mày. Mà lúc này, An Nam Tĩnh lại nói. Ngươi cần áp xúc lực lượng của mình, khiến lực lượng của mình trở nên thuần túy hơn, giống như kiếm của ngươi vậy. Ta cảm nhận được sự thuần túy ở kiếm của ngươi, nhưng lực lượng của ngươi thì không có. Nếu ngươi không dùng kiếm, loại như ngươi ta có thể đánh 100 tên. Dương Diệp. Đánh 100 tên. Không thể không nói, Dương Diệp có chút nghẹn lời, lời nói của An Nam Tĩnh mặc dù có chút khoa trương, nhưng có một điểm có thể chắc chắn. Nếu hắn không dùng kiếm, hắn thật sự đánh không lại An Nam Tĩnh. Ý thức chiến đấu và kỹ xảo chiến đấu của An Nam Tĩnh cao hơn hắn rất nhiều. Trong cùng cấp, về phương diện đánh nhau cận thân, An Nam Tĩnh không nghi ngờ gì nữa là mạnh nhất. Võ thần. Võ đạo thông thần. Dùng kiếm tỉ thí đi. Đúng lúc này, An Nam Tĩnh đột nhiên nói. Dương Diệp do dự một thoáng, sau đó gật đầu, hắn cần phải cùng An Nam Tĩnh tu bổ những chỗ thiếu sót. Thời gian tiếp theo, Dương Diệp và An Nam Tĩnh mỗi ngày đều đối luyện, sau khi cầm, Dương Diệp lập tức đánh âng lang với An Nam Tĩnh. Đánh rất thống khoái. Hiện tại đối với Dương Diệp mà nói, mục tiêu rất đơn giản, chính là đánh thật thống khoái. Phóng tay mà đánh. Cứ như vậy, thời gian từng ngày trôi qua, nháy mắt đã qua nửa tháng. Bắc Võ Sơn, trên đỉnh núi, Dương Diệp và An Nam Tĩnh ngồi sóng vai. Chân trời cơ xa xa, mặt trời từ từ nhô lên. Hai người trầm mặc. Một lát sau, An Nam Tĩnh đột nhiên nói. Có tính toán gì không? Dương Diệp nhớn mày. Đi một bước tính một bước thôi. An Nam Tĩnh quay đầu nhìn Dương Diệp. Dương Diệp cười nói. Biết sao được, thế cục hiện tại, chúng ta không làm được gì cả, chỉ có thể nỗ lực để thăng thực lực của mình, về cái khác, chỉ có chờ thôi, chờ những đại lão đấu võ. An Nam Tĩnh hơi gật đầu. Ta muốn vào trong tháp của ngươi. Hả? Dương Diệp không hiểu. An Nam Tĩnh nói. Võ hồn thú, ta cần ở cùng một chỗ với nó ở cùng với ta, có thể để thăng thực lực của ta trên diện rộng. Nhưng, nó bị tiểu bạch của ngươi bắt cóc rồi. Dương Diệp. An Nam Tĩnh lại nói. Kỳ thật, ta cũng có thể bảo nó đi theo ta, có điều để nó theo tiểu bạch, đối với nó có lợi ích rất lớn. Và lại đối với ta mà nói, tu luyện ở đâu cũng vậy, đi theo ngày sau có thể giúp ngươi được chút ít. Nghe vậy, trong lòng Dương Diệp cảm thấy ấm áp, hắn biết đây mới là mục đích của An Nam Tĩnh. Hắn hiện tại trên người có rất nhiều phiền toái, nếu có An Nam Tĩnh ở bên cạnh, tương đương với có thêm một bang thủ siêu cấp, có thể nói. Vài ba vị thánh nhân, bọn họ không việc gì phải sợ, cho dù năm vị thánh nhân, hắn cùng với An Nam Tĩnh liên thủ, đánh không lại vẫn có thể chạy. Dương Diệp cũng không cự tuyệt, giữa hắn và An Nam Tĩnh không cần phải nói nhiều. Hai người đều rất thuần túy. Đúng lúc này Phó Viện trưởng đột nhiên xuất hiện phía sau Dương Diệp và An Nam Tĩnh. Nhìn An Nam Tĩnh và Dương Diệp, Phó Viện trưởng nhướng mày, hắn biết, An Nam Tĩnh khẳng định là muốn đi theo Dương Diệp. Tuy rằng trong lòng có chút nuối tiếc, nhưng những người đến võ đế học viện, cuối cùng rồi cũng sẽ bỏ đi. Nơi này đối với những người đó mà nói, chỉ là một nơi để học tập. Dương Diệp và An Nam Tĩnh đứng dậy đi tới trước mặt phó viện trưởng, hắn nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Người của đạo gia tới rồi. Đạo gia? Dương Diệp cau mày. Bọn họ tới làm gì? Phó viện trưởng nói. Bọn họ tới tìm ngươi. Đang ở cửa võ đế quật ấy, đi gặp đi. Dương Diệp do dự một thoáng, sau đó gật đầu, cả người trực tiếp biến mất tại chỗ. Ở bên cạnh, phó viện trưởng nhìn An Nam Tĩnh. Nếu ngươi nguyện ý ở lại, võ đế học viện ta sẽ nguyện ý toàn lực bồi dưỡng ngươi, thậm chí cho ngươi làm viện trưởng đời tiếp theo, chỉ cần ngươi nguyện ý. Điều kiện này, không thể không nói là rất mê người. Đương nhiên, đó là đối với người khác. An Nam Tĩnh nói. Ta sẽ đi theo hắn. Phó viện trưởng chua chát. Vì sao? Hắn cần ta. Nhà đầu, võ đế học viện không phải đơn giản như ngoài mặt đâu, chúng ta. Nói đến đây, phó viện trưởng do dự một thoáng,
sau đó lại nói. Tóm lại, nếu ngươi có thể nắm giữ thế lực này, ngày sau, bất kể là đại thiên vũ trụ như thế nào, võ đế học viện ta cũng sẽ là bá chủ một phương. Điểm này ta có thể cam đoan với ngươi. An Nam nói. Trong lòng ta chỉ có võ đạo và hắn. Được rồi. Phó viện trưởng cười cười. Nói nữa ta sẽ bực mình đó, ngươi là học sinh của võ đế học viện ta, hy vọng ngươi sẽ thường xuyên về chơi. An Nam tính gật đầu. Sẽ như vậy. Phó viện trưởng gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Trong lòng mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng cũng đành bất lực. Võ đế quật. Dương Diệp gặp một nam tử trung niên mặc đạo bào, chính là Đạo Lăng. Đạo Thanh sư huynh bảo ta tới đón ngươi về đạo gia. Đạo Lăng nói, về đạo gia. Dương Diệp hơi ngẩn người, sau đó nói. Về làm gì? Đạo Lăng nói. Để chứng danh cho ngươi. Chứng danh gì? Dương Diệp khó hiểu. Đạo Lăng nói. Ngươi không phải truyền nhân của đạo gia ta sao? Đạo gia ta hiện tại muốn chính thức đưa tên của ngươi vào trong đạo môn, không chỉ như vậy, còn cho ngươi lệnh bài thân phận, từ nay về sau, ngươi chính là truyền nhân chân chính của đạo gia, mỗi lời nói mỗi hành động của ngươi đạo gia ta đều sẽ chịu trách nhiệm. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói. Vì sao? Đạo Lăng hơi ngẩn người, sau đó nói. Cái gì vì sao? Dương Diệp lạnh lùng nói. Đều là người thông minh, giờ những trò mèo này chẳng để làm gì cả. Đạo Lăng trầm mặc hồi lâu, sau đó thấp giọng thở dài. Ta cũng không vòng vo với ngươi nữa. Đạo Thanh sư huynh nhưng ta đón ngươi về, dụng ý thì ta cũng không rõ lắm. Hắn chỉ nói, nếu ngươi nguyện ý trở về, đạo gia nguyện ý trả một cái giá cực lớn để bảo hộ ngươi, chỉ cần ngươi trở về thôi. Dương Diệp trầm mặc một lát, sau đó bật cười. Ta hiện tại không thể về. Hả? Dương Diệp nói. Đạo Lăng tiền bối, ta rất thẳng tính. Có gì thì nói nấy. Lúc trước, ta bị người ta vây công, đạo gia đã làm gì? Là bắt ta đi, và ta đi. Hiện tại, không có ai vây công ta, đạo gia lại bảo ta về. Đạo Lăng tiền bối, trở về thay ta nói với đạo Thanh hắn là cái thá gì? Bảo Dương Diệp ta đi thì ta đi, bảo ta về thì ta về à? Nói xong, Dương Diệp xoay người bước đi. Dương Diệp, Đạo Lăng cau mày. Dương Diệp. Đạo gia ta cũng không phải là không cần ngươi thì không được. Ngụ ý chính là, đừng tưởng mình hay ho. Hiển nhiên ngữ khí của Dương Diệp đã khiến hắn có chút khó chịu. Hắn tốt xấu gì cũng là thiên chi kiêu tử, cũng là thánh nhân, mà Dương Diệp chỉ là đại thiện cảnh. Đúng lúc này, Dương Diệp dừng bước, sau đó xoay người nhìn về phía Đạo Lăng. Nói một cách không dễ nghe thì đạo gia, đạo tổ có ơn với Dương Diệp ta nhận ân tình này. Nhưng những người còn lại, bao gồm cả Đạo Lăng ngươi, ngươi có ơn gì với Dương Diệp ta? Xin các ngươi hiểu rõ một điểm, đừng con mẹ nó dở cái bộ dạng thi ân với ta. Nói xong, Dương Diệp xoay người bước đi. Dương Diệp hắn chính là như vậy, ngươi tôn trọng ta sẽ tôn trọng ngươi, ngươi tốt với ta sẽ tốt với ngươi, nhưng nếu có người coi Dương Diệp hắn là kẻ ngốc, vậy hắn sẽ không cho đối phương được thoải mái. Đạo gia bảo hắn về, hắn không biết là vì nguyên nhân gì. Nhưng tuyệt đối là hắn có giá trị lợi dụng cho nên đối phương mới bảo hắn về. Khi không có giá trị lợi dụng thì bảo hắn đi, khi có giá trị lợi dụng thì bảo hắn về, coi Dương Diệp hắn là gì thế. Đạo Lăng đang muốn nói gì đó thì đúng lúc này An Nam Tĩnh đột nhiên xuất hiện trước mặt Đạo Lăng. Đạo Lăng nhíu mày, đang định lên tiếng, đúng lúc này, An Nam Tĩnh đột nhiên nhấc chân đá một cước vào đầu Đạo Lăng. Nhanh như điện, muốn tránh cũng không được. Trong mắt Đạo Lăng hiện lên một tia hàn mang, tay phải nắm chặt thành quyền, sau đó một quyền đánh về phía An Nam Tĩnh. An Nam Tĩnh. Nhưng mà khi quyền đầu của hắn sắp tiếp xúc với chân An Nam Tĩnh, chân An Nam Tĩnh đột nhiên lệch đi, chính là động tác rất nhỏ này đã khiến cho Đạo Lăng biến sắc. Bùm! Theo một tiếng trầm đục vang lên, Đạo Lăng cả người bay ra sau trăm trượng, mà lúc này, An Nam Tĩnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Đạo Lăng, sau đó, chân phải An Nam Tĩnh đột nhiên từ trên ép xuống. Bùm! Một cước này, lại đánh cho Đạo Lăng bay ra mấy trăm trượng. Vẫn chưa kết thúc, Đạo Lăng An Nam Tĩnh một cước đánh bay Đạo Lăng, chân phải nàng ta hơi dịch ra sau, tay phải nắm chặt thành quyền, cả người hơn cong xuống. Ngay sau đó thân thể An Nam Tĩnh đột nhiên xoay tròn, tay phải cách không đánh một quyền về phía Đạo Lăng. Xa xa, không gian chỗ Đạo Lăng trực tiếp sụp đổ,
nhưng lực lượng đó của An Nam Tĩnh lại vẫn chưa biến mất, lực lượng cường đại không ngừng oanh đạo lăng đang ở trong hố đen không gian kia. Sau khoảng 5 giây, tất cả khôi phục bình thường. Đạo lăng chưa chết, hắn nhìn An Nam Tĩnh ở xa xa, khóe miệng trào máu, trong cơ thể ngũ tạng đã vỡ nát. Đạo lăng lau máu tươi ở khóe miệng, nhìn chằm chằm An Nam Tĩnh. Ngươi là người phương nào? Hắn lúc này trong lòng đã khiếp sợ tới tột đỉnh, nữ tử trước mắt này chỉ là chỉ đại thiện cảnh, nhưng vừa rồi giao thủ, hắn phát hiện, bản thân hắn không ngờ bị áp chế hoàn toàn, hoàn thủ cơ hội hoàn thủ cũng không có. Tuy rằng nữ tử xuất thủ một cách bất ngờ, đánh cho hắn trở tay không kịp, nhưng người trước mắt này chỉ là đại thiện. Đạo lăng hắn thì là thánh nhân hàng thật giá thật. Tay phải An Nam Tĩnh vỗ vỗ quần áo đã có chút nhăn nhúm của mình, sau đó nhìn về phía đạo lăng nói. Đừng có tìm hắn nữa, bằng không ta sẽ đánh chết người đó. Nói xong, An Nam Tĩnh xoay người bước đi. An Nam Tĩnh, sắc mặt đạo lăng cực kỳ khó coi. Sao, ngươi và Dương Diệp muốn là kẻ địch với đạo gia ta à? Là kẻ địch à? An Nam Tĩnh xoay người nhìn về phía đạo lăng. Là địch thì là địch, không phục à? Đạo lăng. Không thể không nói, đạo lăng lúc này sắc mặt khó coi tới cực điểm. Không phục. Huyền giả đại thiện cảnh trong mắt hắn giống như con kiến này không ngờ dám khiêu khích hắn như vậy. Xa xa, An Nam Tĩnh nói. Đạo gia lợi hại lắm à? Đạo lăng. Đúng lúc này, Dương Diệp xuất hiện bên cạnh An Nam Tĩnh. An Nam Tĩnh nhìn Dương Diệp. Dương Diệp nói, chúng ta đi thôi. An Nam Tĩnh gật đầu. Dương Diệp. Đúng lúc này, bên đạo lăng đột nhiên nói. Ngươi thật sự muốn rũ sạch quan hệ với đạo gia à? Dương Diệp quay đầu nhìn về phía đạo lăng. Đạo gia, ta chỉ biết đạo tổ, lão nhân gia người từng giúp ta, ta vĩnh viễn sẽ không quên. Nhưng những người còn lại, thứ cho ta nói thẳng, các ngươi chẳng liên quan quái gì tới ta cả. Nói xong, cùng An Nam Tĩnh xoay người rời đi. Đạo lăng trầm mặc, sắc mặt trầm như nước. Lúc này, phó viện trưởng xuất hiện bên cạnh đạo lăng, nói. Đạo lăng, hai kẻ này chỉ ăn mềm không ăn cứng. Người cứng rắn thì họ càng cứng rắn hơn. Mà hai người bọn họ liên thủ, nói thật, đừng nói ngươi, trừ tên điên sai kia của đạo gia ngươi ra, các thánh nhân còn lại căn bản không phải đối thủ của hai người bọn họ, bao gồm cả ngươi, đừng nói ngươi, hai kẻ này mà liên thủ, ta cũng có thể phải chết. Đạo lăng nói khẽ, hai người so với chúng ta lúc trước thì mạnh hơn nhiều. Phó viện cười dài nói, trường giang sóng sau đè sóng trước. Đạo Thanh vì sao đột nhiên muốn hắn trở về? Đạo Lăng do dự một thoáng, sau đó nói. Ba nhà đều tìm hậu thủ, Nho gia lúc trước cũng có điều, bọn họ thất bại. Là hai thất bại của người phát ngôn và thất bại của Nho tổ, mới dẫn tới Nho gia bị tiêu diệt. Mà đạo gia ta hiện tại cần một người phát ngôn để mở đường lui cho chúng ta. Hắn là người thích hợp nhất. Hắn là người thích hợp nhất. Phó viện trưởng nhíu mày. Vậy tên điên sau của đạo gia ngươi thì sao? Đạo lăng nói. Một mình hắn không gánh được. Về phần mấy sư huynh đệ chúng ta, tính cách cũng không quá thích hợp. Ở loại địa phương này, khó có thể sinh tồn. Các ngươi đây là tìm chết rồi. Lúc này, phó viện trưởng đột nhiên nói. Không phải ta nói các ngươi, Dương Diệp này lúc trước bị bách tộc đuổi giết, đạo gia ngươi vì sao phải thỏa hiệp với bách tộc? Thỏa hiệp rồi thì thôi. Các ngươi hiện tại còn muốn gọi hắn về làm việc cho các ngươi, nói thật, nếu là ngươi, ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Làm như thế nào? Đạo lăng cười khổ. Trước lúc tới ta còn mang hy vọng, hiện tại cũng chỉ có thể bảo bên trên bọn họ quyết định thôi. Nói xong, hắn xoay người biến mất. Phó viện trưởng đang định đi thì đúng lúc này một lão già xuất hiện bên cạnh hắn. Bọn họ đã rời khỏi học viện rồi à? Bọn họ tất nhiên là chỉ Dương Diệp và An Nam Tĩnh. Phó viện trưởng hơi gật đầu, lúc này, lão già đó lại nói. Bách tộc muốn động thủ với hắn. Đã động rồi à? Phó viện trưởng hỏi. Lão già hơi gật đầu. Có ra tay giúp đỡ không? Phó viện trưởng do dự một thoáng, sau đó lắc đầu. Không cần. Lần này bách tộc rất nghiêm túc, số lượng cường giả không ít. Không sao, bên trên đã có dặn dò, trừ cường giả cấp bậc lão tổ ra bất kỳ chuyện gì, bất kỳ cường giả. Hắn cũng phải tự đối mặt. Hiểu rồi. Nói xong lão già xoay người biến mất. Bên trong tinh không mờ mịt. Dương Diệp vừa ra khỏi võ đế học viện,
đi tới một mảng tinh không, đang muốn đi tiếp thì đúng lúc này một nam tử trung niên đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn không xa. Nhân quân. Nhân quân nhìn Dương Diệp. Không ngờ lại gặp mặt. Dương Diệp cười khẽ. Xem ra, nhân quân ngươi quyết tâm một giết ta. Có một số món nợ nên tính toán rồi, không phải sao? Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói. Cho ngươi chăm một lá gan, ngươi cũng không dám đến một mình, bảo người xung quanh ngươi ra mặt đi, ta xem lần này các ngươi phải bao nhiêu người đến. Theo thanh âm của Dương Diệp vừa dứt, không gian bốn phía Dương Diệp đột nhiên rung lên, ngay sau đó 16 đạo khí tức cường đại đột nhiên xuất hiện xung quanh Dương Diệp, 16 đạo khí tức này trực tiếp hình thành một lồng giam, khóa chặt vị trí của Dương Diệp. Cộng với nhân quân, phỏng đoán bước đầu có chừng 17 vị thánh. Nhân. 17 vị thánh nhân. Đội hình khủng bố cỡ nào? Linh chủ. Kỳ thật, bách tộc lần này đến, cũng không phải chỉ là vì Dương Diệp, mặt mũi của Dương Diệp vẫn chưa lớn tới vậy, có thể khiến bách tộc phải ra đội hình này. Mục đích chân chính của bách tộc là Tiểu Bạch, thời đại mạt pháp sắp tới rồi, linh chủ sẽ trở thành bảo vật quý giá nhất của thế giới này. Mà hơn nữa quan hệ của Dương Diệp và thần tộc lại tốt, bởi vậy bách tộc đối với linh chủ này là thế ắt phải có. Bởi vì nếu linh chủ rơi vào tay thần tộc, đối với mà nói không nghi ngờ gì nữa là một tai nạn rất lớn. Nhân quân đi tới trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp, ân oán giữa ngươi và ta hôm nay cũng nên triệt để chấm dứt rồi. Đúng lúc này, đạo lăng lúc trước vừa rời đi đột nhiên xuất hiện. Nhìn thấy một màn này, ánh mắt mọi người đều tập trung trên người đạo lăng, Dương Diệp cũng nhìn về phía đạo lăng, hắn không ngờ, đối phương lại xuất hiện vào lúc này. Sao, đạo gia muốn nhúng tay à? Này, nhân quân đột nhiên nói. Đạo lăng không trả lời nhân quân, mà quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Cơ hội cuối cùng, nếu người nguyện ý đi theo ta về đạo gia, hôm nay, đừng nói là 16 vị thánh nhân, cho dù 26 vị, đạo gia ta cũng sẽ giúp người được an toàn. Nghe thấy lời nói của đạo lăng, đám người nhân quân sắc mặt lập tức biến thành khó coi. Đạo lăng này là đang khiêu khích bọn họ. Ở bên cạnh, Dương Diệp cười khẽ, sau đó quay đầu nhìn về phía đám người nhân quân. Không phải là 17 vị thánh nhân sao? Thanh âm vừa dứt, một thanh kiếm đột nhiên xuất hiện trong tay Dương Diệp, ngay sau đó, chân phải Dương Diệp đột nhiên dậm vào hư không. Trong nháy mắt, toàn bộ hư không run rẩy kịch liệt, sau đó một đạo kiếm quang lóe lên. Vào khoảnh khắc nhìn thấy Dương Diệp xuất thủ, thần sắc của đám người nhân quân rất ngưng trọng, đối với Dương Diệp, bọn họ mặc dù có hơn 10 vị thánh nhân, nhưng cũng không dám có chút lơ là và khinh thị. Bởi vì Dương Diệp đối với bọn họ mà nói, chính là một nhân tố không xác định, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu bọn họ vì sao một phát phái ra hơn 10 vị thánh nhân. Khi mọi người đang phòng bị, một màn phát sinh tiếp theo khiến cho thần sắc của mọi người hơi có chút khó coi. Dương Diệp không ra tay với bọn họ, mà là trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang xé rách khí tức của thánh nhân, sau đó hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở phía chân trời. Chạy thoát rồi. Tất cả mọi người không ngờ, Dương Diệp luôn vô cùng kiên cường không ngờ lại bỏ chạy. Chưa đánh đã bỏ chạy. Đạo lăng ở bên cạnh cũng không ngờ một màn này lại xảy ra. Đuổi theo. Đúng lúc này, thanh âm của nhân quân đột nhiên vang lên, hơn 10 đạo cường đại khí tức biến mất. Tuy rằng Dương Diệp chạy nhanh, nhưng đám người nhân quân vẫn tỏa định vào Dương Diệp. Cứ như vậy, Dương Diệp trốn còn đám người nhân quân đuổi. Sau một tiếng đồng hồ, vị trí của đám người nhân quân và Dương Diệp càng lúc càng gần. Ở cuối tinh không xa xôi, Dương Diệp ngự kiếm lướt đi. Dương Diệp mặt không biểu tình. Đuổi theo sau, sắc mặt nhân quân có chút âm trầm. Nơi Dương Diệp đang tới là nhân giới. Dương Diệp muốn chạy trốn tới nhân giới. Hắn muốn làm gì? Nhân giới, đại địa trung thổ thần châu, Thiên Tử Thành. Thiên Tử Thành chính là trung tâm của trung thổ thần châu, cũng là nơi ở của nhân quân, nơi này là đầu mối của cả nhân giới. Lúc chính ngọ, mặt trời chói chang, đột nhiên một đạo kiếm quang sáng như tuyết từ phía chân trời giống như một viên lưu tinh rơi xuống, kiếm quang sáng tới mức trực tiếp che lấp cả ánh mặt trời. Khi đạo kiếm quang này còn cách Thiên Tử Thành khoảng nghìn trượng, mấy chục cột sóng đột nhiên phóng lên đón nhận đạo kiếm quang đó. Nhưng mà, mấy chục cột sáng này vừa tiếp xúc với đó cột sáng đó đã trực tiếp vỡ tan, giống như pháo hoa nổ tung ở phía chân trời. Ngay sau đó, luồng kiếm quang ấy trực tiếp đi tới vùng trời của Thiên Tử Thành.
Lúc này một quầng sáng màu vàng kim đột nhiên bao phủ toàn bộ vùng trời Thiên Tử Thành. Quầng sáng màu vàng kim này trực tiếp chắn dòng kiếm khí đó ở giữa không trung, nhưng ngay sau đó, một nam tử áo xanh đột nhiên xuất hiện trên vùng trời Thiên Tử Thành. Nam tử áo xanh này tất nhiên chính là Dương Diệp. Người tới là ai? Đúng lúc này, một tiếng hét phẫn nộ đột nhiên từ trong Thiên Tử Thành vang lên. Dương Diệp nhìn nhướng phía dưới, lạnh lùng nói. Người tới là gia gia của ngươi. Dứt lời, hai tay hắn cầm kiếm bổ xuống dưới. Bù! Một đạo kiếm khí từ chân trời bắn tới. Ầm! Trong ánh mắt của vô số người, đạo kiếm khí này trực tiếp phá vỡ quầng sáng đó, vô số mảnh vỡ năng lượng từ chân trời giống như mưa to trút xuống. Vào lúc này, trong Thiên Tử Thành, vô số người kinh hãi, đều nhao nhao bro chạy. Sau khi một kiếm phá vỡ quầng sáng trong Thiên Tử Thành, Dương Diệp không dừng tay. Trên không trung, hai tay hắn cầm kiếm lại bổ xuống dưới. Không chỉ như vậy, cả người hắn không ngừng lóe lên trên vùng trời Thiên Tử Thành, một lần hiện lên, đều sẽ có một đạo kiếm khí từ chân trời bắn xuống. Chỉ một lát sau, toàn bộ Thiên Tử Thành đã bị Dương Diệp chém thành từng khối. Từ Dương Diệp đến Thiên Tử Thành, sau đó phóng thích kiếm khí, thời gian không tới 5 hơi thở, bởi vậy, rất nhiều cường giả trong Thiên Tử Thành còn chưa hiểu đầu cua tai nheo ra sao thì toàn bộ Thiên Tử Thành đã tan nát, trở thành một tòa phế tích. Lúc này, đám người đã tới nơi, nhưng, Dương Diệp đã biến mất. Có điều, một tiếng cười to lại từ chân trời truyền đến. Nhân quân, bách tộc, các ngươi muốn chơi à? Lão tử lần này sẽ chơi với các ngươi đến cùng. Lần này, sát ý của lão tử không đột phá thì lão tử không phải họ Dương. Trong thanh âm của Dương Diệp mang theo vẻ dữ tợn và điên cuồng. Bách tộc 5 lần 7 lượt đuổi giết, khiến cho Dương Diệp thật sự tức giận. Lúc trước, Dương Diệp không đáp trả, cũng không thể đáp trả, bởi vì lúc đó thực lực của hắn quá yếu. Nhưng hiện tại, tuy thực lực của hắn đối với bách tộc mà nói vẫn không đủ, nhưng đã có năng lực đáp trả. Vùng trời Thiên Tử Thành. Nhìn Thiên Tử Thành đã trở thành phế tích ở phía dưới, sắc mặt nhân quân trầm như nước, không biết đang nghĩ gì. Mà các cường giả bách tộc bên cạnh hắn sắc mặt cũng âm trầm. Lúc trước, bách tộc bọn họ và Dương Diệp, đều là bách tộc chiếm quyền chủ đạo, bọn họ muốn giết Dương Diệp lúc nào thì giết Dương Diệp lúc ấy, mà bất kể giết được hay là không giết được, nhưng quyền động thủ hay không động thủ luôn ở trong tay bách tộc. Mà hiện tại, Dương Diệp đã bắt đầu đánh trả. Sự thật chứng minh tên Dương Diệp này không phải dạng dễ chơi. Lúc này, nhân quân đột nhiên nói, chư vị cũng nhìn thấy thiên phú tiềm tàng của kẻ này này rồi, tu vi của hắn có thể nói là tăng tiến rất nhanh, lần tiếp theo hắn xuất hiện trước mặt chúng ta, rất có thể chúng ta đều sẽ trở thành vong hồn dưới tay hắn. Ta đề nghị, chư vị vận dụng lực lượng các tộc cùng ta tuyệt sát kẻ này. 16 vị thánh nhân. Đúng lúc này, một lão già đột nhiên nói. Nếu 16 vị thánh nhân còn không giết được hắn, vậy ta cảm thấy, 16 người chúng ta e là sẽ trở thành trò cười của toàn bộ đại thiên vũ trụ. Nhân quân nhìn lão già đó. Nếu giết được hắn, bất kể chúng ta xuất động bao nhiêu người, chúng ta cũng sẽ không trở thành trò cười. Nhưng nếu ta không thể giết được hắn, khi đó, bách tộc chúng ta mới thật sự là trò cười. Nói đến đây, hắn nhìn lướt qua mọi người. Chẳng lẽ chư vị còn chưa phát hiện ra sự khủng bố của hắn à? Ta hỏi các ngươi, nếu hắn đạt tới thánh nhân, khi đó, chư vị ở đây có ai nắm chắc chiến thắng được hắn? Đừng nói đạt tới thánh nhân, cho dù là hiện tại, chư vị có nắm chắc chiến thắng được hắn không? Mọi người trầm mặc. Hiện tại bọn họ mới phát hiện tại thánh nhân cũng đã không làm gì được Dương Diệp rồi. Một lão già đột nhiên nói. Hắn là nhân tộc. Mọi người nhìn về phía hắn. Không ai hiểu lão có ý gì. Lúc này lão già đó lại nói. Vì sao không khiến hắn ra sức cho bách tộc, nếu hắn nguyện ý, đối với bách tộc chúng ta mà nói, không nghi ngờ gì nữa là một chuyện tốt. Đương nhiên, ta biết với tình huống hiện tại mà nói thì rất khó. Nhưng, chúng ta có thể thử xem, cho dù không thành công, chúng ta cũng có thể dùng cơ hội này để trừ bỏ hắn. Chư vị cảm thấy thế nào? Nhân quân trầm mặc một lát, sau đó nói. Hắn hình như có quan hệ không tồi với một vị đại vu của vu tộc. Hơn nữa năm đó vu tộc còn từng giúp hắn, để vu tộc đi tiếp xúc với hắn. Đương nhiên, đề nghị cá nhân của ta là khi hắn xuất hiện thì chúng ta cũng nên mai phục ở đó, một phát giết chết hết. Về phần chiêu hàng, ta cảm thấy, chúng ta không cần thiết phải làm vậy. Lão già đó gật đầu.
vậy thì bảo người của Vu tộc thử xem, chúng ta cũng chuẩn bị một chút, tranh thủ một lần lấy mạng hắn, nắm giữ linh chủ trong tay. Đúng lúc này, nhân quân đột nhiên nói. Cẩn thận! Nhân quân vừa dứt lời, trước mặt lão già đó đột nhiên xuất hiện hai người, một nam một một, một nam một nữ này xuất hiện không hề có dấu hiệu. Trong nháy mắt, nữ tử đó đột nhiên lên gối vào đầu lão già, mà nam tử thì vô thanh vô tức xuất hiện sang lưng lão già, cùng lúc đó một thanh kiếm trực tiếp cứa qua cổ lão già. Một nam một nữ này nhiên chính là Dương Diệp và An Nam Tĩnh. Bọn họ không rời đi. Hai người xuất hiện, khiến tất cả thánh nhân đều biến sắc, bọn họ không ngờ Dương Diệp lại dám xuất hiện vào lúc này, còn dẫn theo một nữ nhân. Đặc biệt là lão già bị Dương Diệp và An Nam Tĩnh vây công, lúc này tóc gáy cả người lão già dựng đứng. Nguy hiểm! Vô cùng nguy hiểm! Lão già đang định làm gì đó thì đúng lúc này sau lưng An Nam Tĩnh đột nhiên xuất hiện một đạo thú ảnh hư ảo. Chính là võ hồn thú. Võ hồn thú đột nhiên gầm lên, trực tiếp khiến cho đầu óc lão già đó trống rỗng, mà chính vào một chớp mắt này, đầu gối phải An Nam Tĩnh đã trực tiếp nện vào mặt lão già đó. Bùm! Toàn bộ đầu lão già trực tiếp vỡ toác, cùng lúc đó gáy của lão già bị cắm một kiếm. Trong nháy mắt, toàn bộ nhục thân của toàn bộ trực tiếp bị hủy, có điều, linh hồn của hắn lại từ trong nhục thân nhẹ nhàng bay ra, sau đó thì lướt đi như điên. Trốn! Chỉ cần giữ được linh hồn, ngày sau muốn khôi phục thực lực, không phải việc khó. Mà đúng lúc này, Dương Diệp muốn xuất thủ, nhưng An Nam Tĩnh đã nhanh hơn hắn. An Nam Tĩnh trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh bắn về phía đạo linh hồn đó, trong nháy mắt đã đuổi sát đạo linh hồn đó kinh hãi muốn chết, đang định lên tiếng thì An Nam Tĩnh lại trực tiếp đá vào linh hồn của lão già đó. Theo một tiếng nổ vang lên, đạo linh hồn này trực tiếp hóa thành hư vô. Hồn phi phách tán chân chính. Mà đúng lúc này, mấy bóng người xuất hiện phía sau An Nam Tĩnh. Cẩn thận! Xa xa, Dương Diệp vừa dứt lời, cả người đã hóa thành một đạo kiếm quang bắn tới. Lúc này, An Nam Tĩnh đột nhiên xoay người, ngọc thủ nàng ta khẽ giơ lên, sau đó đột nhiên đè xuống dưới. Ầm! Lấy An Nam Tĩnh làm trung tâm, một cỗ lực lượng khủng bố đột nhiên từ trong cơ thể nàng ta ảo ra, cỗ lực lượng này giống như hồng thủy vỡ đê. Khí thế bộc phát ra đủ để hủy thiên diệt địa, mấy vị thánh nhân ở trước mặt An Nam Tĩnh bất ngờ không kịp đề phòng, trực tiếp bị khí thế này đẩy lui ra mấy trăm trượng. Sau khi đánh bay mấy vị thánh nhân, An Nam Tĩnh lui về bên cạnh Dương Diệp, sắc mặt có chút tái nhợt. Không sao chứ? An Nam Tĩnh, Dương Diệp nhẹ giọng hỏi. Còn có thể đánh hai tên. Ngươi là người phương nào? Vì sao có võ hồn thú? Đúng lúc này. Nhân quân cách đó không xa đột nhiên nói. An Nam Tĩnh nhìn nhân quân. Không muốn nói với ngươi. Nhân quân lập tức trở nên khó coi, giống như là ăn phải cứt vậy, hắn cũng không nói nhiều, định xuất thủ, mà đúng lúc này Dương Diệp đột nhiên túm lấy An Nam Tĩnh xoay người biến mất. Đuổi theo. Nhân quân vừa dứt lời, hơn 10 bóng người lao thẳng về phía chân trời. Sâu trong tinh không, Dương Diệp và An Nam Tĩnh để thăng tốc độ tới cực hạn. Phía sau hai người bọn họ là hơn 10 vị cường giả thánh nhân. Nhưng mà, trong mắt Dương Diệp lại đầy vẻ hưng phấn, miểu sát. Hắn cùng với An Nam Tĩnh liên thủ, thật sự có thể miểu sát một vị thánh nhân. Lúc trước hắn giết một thánh nhân, có thể nói là phải dùng hết toàn lực, nhưng mà hiện tại, tuy hắn liên thủ với An Nam Tĩnh. Nhưng điều này cũng có nghĩa là thánh nhân không có uy hiếp đối với hai người bọn họ. Đương nhiên, nếu là chỉ có một hai người, nếu là mười mấy người thì bọn họ cũng chỉ có nước chảy. Có tính toán gì không? Bên cạnh Dương Diệp, An Nam Tĩnh hỏi. Dương Diệp quay đầu lại nhìn, sau đó cười nói. Cứ cho họ đuổi, chúng ta chậm rãi chơi với họ. An Nam Tĩnh đang định lên tiếng, lúc này, trước mặt Dương Diệp đột nhiên vang lên thanh âm của Dương Liêm Xương. Tên gia hỏa ngươi có phải đã hủy thiên tử thành hay không? Dương Diệp nói. Tin tức của ngươi nhanh thật đấy. Dương Liêm Xương trầm mặc một lát, sau đó nói. Chuyện có chút phiền phức rồi. Ta vừa nhận được tin tức, bách tộc lại phái ra cường giả tới bao vây các ngươi. Các ngươi hiện tại phải nghĩ biện pháp cắt đuôi những thánh nhân này, bằng không các ngươi sẽ bị bao vây. Dương Diệp cau mày. Bọn họ điên rồi à? Giết hai huyền giả đại thiện cảnh chúng ta, bọn họ muốn phái ra bao nhiêu người? Dương Liêm Xương nói. Cái này cũng chỉ có thể trách chính ngươi thôi. Trên người ngươi của linh chủ,
hiện tại lại liên thủ với An Nam Tĩnh miểu sát một vị thánh nhân, các ngươi hiện tại đã khiến cho bách tộc cảm nhận được uy hiếp. Nếu bọn họ hiện tại không trừ bỏ các ngươi, chờ hai người các ngươi thành thánh rồi. Khi đó hai người các ngươi cho dù là đánh tới xào huyệt của họ thì họ cũng chỉ có nước trơ mắt mà nhìn. Dương Diệp đang định nói thì Dương Liêm Sương lại tiếp tục. Mau nghĩ biện pháp cắt đuôi họ đi, tình cảnh của ngươi sẽ càng xấu hơn. Đừng nói với ta là người các ngươi có thể đánh thắng ít nhất 25 vị thánh nhân liên thủ nhé. Dương Diệp và An Nam Tĩnh nhìn nhau, Dương Diệp nói. Thế nào? An Nam Tĩnh nói. Ngươi thấy thế nào thì là như thế. Nghe vậy, Dương Diệp cười khổ. Ngươi không sợ ta bán đứng ngươi à? An Nam Tĩnh nhìn Dương Diệp, hỏi lại. Ngươi sẽ làm vậy sao? Dương Diệp cười nói. Cả đời này của Dương Diệp ta, chuyện may mắn nhất là gặp được ngươi. Tình cảm giữa hắn và An Nam Tĩnh rất khó diễn tả bằng lời. An Nam Tĩnh nhìn Dương Diệp, không nói gì. Cả đời này, chuyện có thể khiến An Nam Tĩnh nàng ta bận tâm chỉ có võ đạo và Dương Diệp. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên hít sâu một hơi, sau đó nói. Ta có một ý tưởng. Hả? An Nam Tĩnh nhìn về phía Dương Diệp. Nói xong, hắn ngừng lại. An Nam Tĩnh cũng ngừng lại theo. Mà lúc này, Nhân Quân đã dẫn theo mọi người xuất hiện cách hai người không xa. Nhìn thấy hai người dừng lại, thần sắc đám người Nhân Quân lập tức trở nên đề phòng. Nhân Quân nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Sao, cam chịu số phận rồi à? Dương Diệp lạnh lùng nói. Nhân Quân, nhân tộc có bao nhiêu thánh nhân? Ngươi có ý gì? Nhân Quân cau mày. Dương Diệp cười nói. Không có gì, chỉ muốn nói với ngươi, sau này ngươi e là sẽ phải cô đơn rồi. Nhân Quân vừa định lên tiếng, đúng lúc này, không gian trước mặt hắn rung rung, rất nhanh, sắc mặt Nhân Quân biến đổi, hắn nhìn về phía Dương Diệp, phẫn nộ quát. Dương Diệp, ngươi không ngờ cấu kết với thần tộc, ngươi. Dương Diệp cắt ngang lời Nhân Quân. Đúng vậy chính là cấu kết với thần tộc. Nhân Quân, lão tử nói cho các ngươi hay, cho dù thần tộc không tiêu diệt các ngươi, lão tử cũng sẽ diệt các ngươi. Bắt đầu từ bây giờ, thánh nhân bách tộc, phàm là thánh nhân từng đuổi giết Dương Diệp ta, lão tử sẽ không bỏ qua cho bất kỳ một ai, lão tử muốn thánh nhân của bách tộc chết hết, lão tử không đi theo kiếm đạo nữa, lão tử sẽ theo sát đạo để chứng đạo. Mà đúng lúc này, một đạo lôi điện đột nhiên cắt qua tầng mây bắn về phía Dương Diệp. Đột nhiên xuất hiện một đạo lôi điện khiến cho Dương Diệp trực tiếp ngây ngốc. Cái quỷ gì thế? Đúng lúc này, An Nam Tĩnh đột nhiên giơ tay đỡ một chưởng. Bùm! Đạo lôi điện đó trực tiếp bị một chưởng này của An Nam Tĩnh vỗ nát, sau đó, An Nam Tĩnh nhìn Dương Diệp, không nói gì. Dương Diệp vẫn có chút ngây ngốc, đạo lôi điện vừa rồi không phải là người làm, nói cách khác chính là ông trời đánh. Dùng giết chóc để chứng đạo. Đúng lúc này, Nhân Quân cách đó không xa đột nhiên nói. Dương Diệp, lời ấy của ngươi khiến trời cũng không nhịn được nữa. Dương Diệp lạnh lùng nói. Nhịn không được thì thôi, ai sợ ai chứ? Nhân Quân, ta cũng nhắc nhở ngươi. Nhân tộc bị cường giả thần tộc đột nhiên tập kích, ngươi lại có thể bình tĩnh như vậy, thật lợi hại. Ngươi không sợ sau khi trở về bản thân sẽ biến thành cô đơn một mình à? Nhân Quân đột nhiên bật cười. Dương Diệp, ngươi quá khinh thường chúng ta rồi. Dương Diệp nhíu mày, mà đúng lúc này, thanh âm của Đinh Thược Dược trong đầu Dương Diệp. Dương Diệp. Bách tộc đã được Phật gia ủng hộ, đi đi. Phật gia. Dương Diệp nhìn về phía Nhân Quân, không ngờ Phật gia lại đứng ở bên bách tộc. Xem ra bách tộc khẳng định trả thù lao rất mê người. Thu hồi suy nghĩ, Dương Diệp nhìn lướt qua mọi người. Chuyện hôm nay ta sẽ nhớ kỹ. Rửa cổ chờ ta. Nói xong, Dương Diệp và An Nam Tĩnh xoay người bước đi. Mà lúc này, đám người Nhân Quân đã xuất thủ, có điều toàn bộ thiên địa lại biến ảo, vốn đang là ban ngày lại biến thành ban đêm, vô số ánh sao xuất hiện trên đỉnh đầu mọi người. Quân sư thần tộc Đinh Thực Dược. Sắc mặt đám người Nhân Quân trở nên cùng âm trầm, thần tộc hiện tại rõ ràng muốn bảo vệ Dương Diệp. Nhưng mà đúng lúc này, một luồng ánh sáng vàng đột nhiên xuất hiện trên tinh không, trong nháy mắt, một tòa Phật gia kim thân cực lớn xuất hiện trên đỉnh đầu mọi người. Tòa kim thân này không chỉ chặn đường đi của Dương Diệp và An Nam Tĩnh, còn chặn cả tụ tinh trận của Đinh Thược Dược. Phật gia đã xuất thủ. Hai tay Dương Diệp chậm rãi nắm chặt lại, thanh âm của Đinh Thược Dược vang lên trong đầu hắn.
cố kiên trì nửa khắc. Cách đỉnh đầu Dương Diệp và An Nam Tĩnh không xa, tòa Phật gia kim thân đó đột nhiên mở miệng. Dương thí chủ, nghiệp chướng của ngươi quá nặng, ta lần này tới, là quyết định phải siêu độ ngươi, trả lợi thái bình cho thế gian này. Dứt lời tòa kim thân đó đột nhiên vươn một ngón tay ra, sau đó trực tiếp chỉ về phía Dương Diệp. Uy áp cường đại khiến cho cả phiến thiên địa này đều rơi vào hư ảo. Bên cạnh An Nam Tĩnh, Dương Diệp đang muốn xuất thủ, có điều, An Nam Tĩnh lại nhanh hơn hắn, vào khoảnh khắc tòa kim thân đó xuất thủ, An Nam Tĩnh đột nhiên như mãnh hổ vồ mồi, cả người xông tới tòa kim thân đó, ở phía trước ngón tay màu vàng kia, An Nam Tĩnh lộ ra vẻ cực kỳ bé nhỏ, như trứng trọi đá. Nhưng mà khi ngón tay màu vàng còn cách nàng ta mấy chục trượng, An Nam Tĩnh đột nhiên đánh ra một quyền. Một cỗ lực lượng cường đại từ trong quyền của An Nam Tĩnh ùa ra, lực lượng cường đại chấn cho ngón tay màu vàng bay ngược về, có điều, cả người An Nam Tĩnh cũng bị chấn lui về cách phía sau Dương Diệp không xa. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt đám người nhân quân đều trở nên ngưng trọng. Lại một kẻ yêu nghiệt nữa. Ở chân trời, ánh mắt của Phật gia kim thân dừng ở trên người An Nam Tĩnh. Lực lượng bá đạo quá, hay là gia nhập Phật gia ta nhé? An Nam Tĩnh đi tới bên cạnh Dương Diệp, sau đó nhìn về phía đó Phật gia kim thân. Ngươi nghĩ hay nhỉ? Tòa kim thân nói. Một khi đã như vậy, chỉ có thể siêu độ cả ngươi thôi. Dứt lời lại muốn xuất thủ, nhưng mà đúng lúc này, một đạo tinh quang đột nhiên từ sâu trong chân trời bắn tới. Đạo tinh quang này trực tiếp đánh lên trên tòa kim thân. Chân trời, tiếng sấm đinh tai nhức óc nổ vang. Mà lúc này, Đinh Thược Dược xuất hiện cách Dương Diệp và An Nam Tĩnh không xa, sau lưng An Nam Tĩnh, còn có ba lão giả mặc trường bào màu tím. Thần tộc, đám người nhân quân lập tức đề phòng. Đinh Thược Dược nhìn Dương Diệp và An Nam Tĩnh, sau đó nhìn về phía kim thân. Phật gia cần phái người lợi hại hơn tới đây. Theo thanh âm của Đinh Thược Dược vừa dứt, mấy lão giả phía sau nàng ta đột nhiên phóng lên cao, lao về phía tòa kim thân đó. Đinh Thược Dược không quan tâm tới cuộc chiến này, mà là nhìn về phía Dương Diệp và An Nam Tĩnh. Đi đi! Dương Diệp nhìn Đinh Thược Dược. Đa tạ, có điều, ta tạm thời không muốn đi theo ngươi. Hả? Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó cười nói. Thần tộc không thể bảo hộ ta cả đời. Dương Diệp ta cũng không muốn để người khác bảo hộ. Ân oán giữa ta và bách tộc, Dương Diệp ta muốn đích thân giải quyết. Nói đến đây, hắn quay đầu nhìn về phía đám người nhân quân. Từ bây giờ, Dương Diệp ta sẽ không làm gì cả, chỉ đi giết thánh nhân của bách tộc, một năm giết không xong, ta sẽ giết 10 năm, 10 năm giết không xong, ta sẽ giết cả đời. Lúc này, An Nam Tĩnh đột nhiên nói. Ta sẽ giết cùng ngươi. Dương Diệp cười ha ha, sau đó dẫn theo An Nam Tĩnh trực tiếp biến mất. Sắc mặt đám thánh nhân bách tộc cực kỳ khó coi. Cuối cùng vẫn thả hổ về rừng. Với thực lực của Dương Diệp, hắn không chiến đấu chính diện, mà âm thầm ám sát, đặc biệt là liên thủ với nữ tử đó, bọn họ không có lòng tin có thể ngăn cản. Bao gồm cả nhân quân. Hiện tại Dương Diệp và An Nam Tĩnh vẫn không phải là đáng sợ nhất là Dương Diệp và An Nam Tĩnh trong tương lai. Hai người này một khi trưởng thành, vậy mới là khủng bố thật sự, mà đúng lúc này, chân trời đột nhiên truyền đến một tiếng nổ, mọi người ngẩng đầu nhìn, Phật gia kim thân vừa hay vỡ tan. Ba lão giả áo tím về tới bên cạnh Đinh Thược Dược. Đinh Thừa Cô Dược nhìn về phía đám người nhân quân cách đó không xa. Bách tộc, tin ta đi, sau tai nạn lần này, thế gian này, bách tộc chắc còn lại không quá một bàn tay đâu. Nói xong. Đinh Thư Cực Dược dẫn theo lão giả xoay người rời đi. Mọi người trầm mặc, không khí có chút ngưng trọng. Mà đúng lúc này, nhân quân đột nhiên ngẩng đầu. Không tốt rồi, Dương Diệp và nữ nhân đó đã tới nhân tộc. Nói xong, hắn trực tiếp xoay người biến mất. Mọi người nhìn nhau một cái, cuối cùng vẫn đi theo. Nhân giới, Thiên Tử Thành. Dương Diệp và An Nam Tĩnh lặng lẽ đi tới Thiên Tử Thành. Thiên Tử Thành lúc này đã biến thành một mảng phế tích. Ở trong một góc khuất, Dương Diệp kéo Tiểu Bạch ra. Dương Diệp xoa xoa bụng Tiểu Bạch. Hút đi. Tiểu Bạch hiểu ý, lập tức khịt mũi, trong nháy mắt, linh khí trong Thiên Tử Thành mất đi với tốc độ cực nhanh. Vào lúc này, toàn bộ Thiên Tử Thành đều sôi trào. Xảy ra chuyện gì vậy? Mọi người hoảng sợ nghĩ. Không đến một lúc, linh khí trong toàn bộ Thiên Tử Thành đã mất hết. Vào lúc này,
toàn bộ Thiên Tử Thành có thể nói là thật sự biến thành nơi bị bỏ hoang. Được rồi. Đúng lúc này, Dương Diệp nói khẽ. Nhưng mà, Tiểu Bạch vẫn đang hút. Đủ rồi. Dương Diệp lại nói. Tiểu Bạch liếc trộm Dương Diệp một cái, vẫn tiếp tục hút. Vẻ mặt Dương Diệp tối sầm, kẻ này có phải hút thành nghiện rồi không? Hắn ôm Tiểu Bạch vào trong ngực, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nó. Tạm thời không thể hút nơi này nữa, chúng ta đổi nơi khác hút. Nghe vậy, mắt Tiểu Bạch lập tức sáng ngời. Kỳ thật, linh chủ bình thường sẽ không hút loạn khí, có điều, Tiểu Bạch là ngoại lệ, bởi vì nàng ta đi theo Dương Diệp. Mà đối với Tiểu Bạch mà nói, thủ hộ sinh linh và vạn vật thiên địa gì đó đều là vô nghĩa, trong lòng nàng ta căn bản là không có khái niệm này. Trong thế giới của nàng ta, Dương Diệp là lớn nhất, nàng ta phải thủ hộ Dương Diệp, bởi vì vào thời điểm khó khăn nhất của nàng ta, người xuất hiện trước mặt nàng ta là Dương Diệp. Người này đối đãi với nàng ta như thân nhân chứ không phải là lợi dụng nàng ta. Dương Diệp ôm Tiểu Bạch xoay người rời đi, sau khi Dương Diệp và Tiểu Bạch đi không lâu, đám người nhân quân về tới Thiên Tử Thành. Khi cảm nhận được linh khí ở Thiên Tử Thành, mặt nhân quân trở nên dữ tợn. Dương Diệp lần này đã trực tiếp hủy diệt Thiên Tử Thành, có thể nói, hiện tại Thiên Tử Thành đã bị hủy. Đúng lúc này, một lão già sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ta vừa nhận được tin tức, Dương Diệp có thể đã tới thiên tộc ta. Nói xong, hắn trực tiếp xoay người biến mất. Mấy lão già còn lại nhìn nhau một cái, cuối cùng, mọi người ôm quyền với nhau, sau đó đều xoay người rời đi. Bọn họ hiện tại, việc cấp bách là nhanh chóng trở về tộc của mình, sau đó thông chi cho tộc nhân của mình cẩn thận Dương Diệp. Linh khí của một tộc, bị hút đi, vậy thực lực của tộc này nhất định sẽ giảm mạnh, thậm chí là không gượng dậy nổi. Hiện tại, nhân quân của nhân tộc phải đối diện với vấn đề mất linh khí, Thiên Tử Thành hiện tại rất nhiều đại trận đều không thể dùng, đương nhiên, có thể dùng tiên tinh thạch, nhưng thế phải dùng bao nhiêu tiên tinh thạch mới đủ. Hơn nữa, không có linh khí, rất nhiều người nhất định sẽ rời đi, như vậy Thiên Tử Thành thật sự sẽ biến thành thành chết. Nói tóm lại, phiền toái của hắn hiện tại rất lớn. Dương Diệp, thần sắc nhân quân vô cùng dữ tợn. Lúc này, bốn lão già xuất hiện bên cạnh nhân quân. Một lão già trong đó nói. Hắn che giấu bản thân, mà linh chủ đó thì hút quá nhanh, nhanh đến mức chúng ta không kịp có phản ứng. Linh chủ này thật sự rất khủng bố. Nhân quân chậm rãi nhắm lại. Chúng ta đã xem nhẹ sự quyết đoán của người này. Năm đó hắn không có năng lực trả thù, mà chúng ta lại cho rằng hắn không dám trả thù. Hiện tại xem ra, chúng ta đã sai rồi. Người này so với tưởng tượng của so với chúng ta thì còn ác độc hơn. Hiện tại phải làm gì? Một lão già đột nhiên nói. Nhân quân trầm mặc một lát, sau đó nói. Bảo thế lực các phương của nhân tộc giúp đỡ, bảo. Đúng lúc này, thanh âm của nhân quân đột nhiên im bặt, bởi vì một nam một nữ đồng thời xuất hiện trước mặt hắn. Một nam một nữ này không hề xa lạ, chính là Dương Diệp và An Nam Tĩnh. Nhìn thấy hai người này, cả người nhân quân dựng đứng. Mà trong tay An Nam Tĩnh có thêm một thanh vũ khí. Chiến thiên đó ở trong tay An Nam Tĩnh đã biến thành màu đỏ, giống như vật sống. An Nam Tĩnh nhìn nhân quân. Một kích này của ta có thể sẽ khiến ngươi phải chết. Đánh hay không đánh? Một. An Nam Tĩnh vừa dứt lời, chiến thiên trong tay nàng ta đột nhiên từ trên trời bổ nhân quân. Mà ở sau lưng nhân quân là Dương Diệp. Dương Diệp cầm đoạn tội trong tay, giống như một tia u linh, chém vào cổ nhân quân. Hai người lại liên thủ. Lúc này, thần sắc nhân quân ngưng trọng chưa từng có. Trực giác nói với hắn, đỡ được thì sống, nếu không thì hắn sẽ phải chết. Một cỗ khủng bố đột nhiên từ trong cơ thể nhân quân ùa ra, sau đó một con cự long màu vàng đột nhiên xuất hiện trong cơ thể nhân quân. Hai long chảo của cự long màu vàng này bổ về phía Dương Diệp và An Nam Tĩnh, một kích cường lực của kim long đã chấn cho An Nam Tĩnh và Dương Diệp ở trước sau nhân quân bay ra. Trong chớp mắt thấy Dương Diệp và An Nam Tĩnh bị đánh văng ra, nhân quân lập tức thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà đúng lúc này, một điểm hàn quang đột nhiên xuất hiện ở vị trí gáy của hắn. Tóc gáy nhân quân dựng đứng, có điều, hắn phản ứng cực nhanh, kim long trong cơ thể hắn trực tiếp gầm lên với Dương Diệp ở phía sau, tiếng rồng ngâm trong nháy mắt vang lên khắp thiên địa. Lúc này, không gian trong phạm vi mấy chục vạn dặm trực tiếp bị một tiếng rồng ngâm này chấn cho vỡ ra. Phía sau nhân quân
khi nhìn thấy kim long này xuất hiện, phía sau Dương Diệp cũng xuất hiện một con cự long màu trắng. Thiên long. Thiên long không công kích kim long, mà là lượn quanh Dương Diệp. Dương Diệp không hề bị tiếng rồng ngâm này ngâm ảnh hưởng, thế là, kiếm của hắn không dừng lại, mà nhân quân cũng phát hiện một màn này. Vào lúc này, nhân quân trong lòng hoảng hốt, trong đầu hắn không nghĩ gì cả, chỉ theo bản năng lách sang bên. Nhưng mà vẫn chậm. Bù. Nửa đầu của nhân quân trực tiếp bị một kiếm này của Dương Diệp gọt đứt, tuy nhân quân tránh được một kiếm này, nhưng vào chớp mắt hắn lách đi, một nữ tử đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, ngay sau đó, hai tay An Nam Tĩnh nắm chiến thiên tử trên bổ xuống. Ầm. Cú bổ này, nơi ánh mắt có thể nhìn thấy, tất cả không gian trực tiếp vỡ ra. Cùng lúc đó, cú bổ này đã trực tiếp chém kim long trong thân thể nhân quân thành hai nửa, một tiếng rên vang lên. Mà bản nhân quân thì trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Lúc này, nhân quân cực kỳ thảm, đầu tiên là bị một kiếm của Dương Diệp bổ đứt đầu, mà hiện tại lại trực tiếp bị một kích của An Nam Tĩnh bổ cho khung xương trên người tan rã. Sau một kích này, tuy nhân quân chưa chết, nhưng lại mất sức chiến đấu. Nhưng mà vào khoảnh khắc nhân quân bị đánh bay, một đạo kiếm quang đột nhiên lóe lên. Đạo kiếm quang này nhanh đến cực hạn, nhỏ tới mắt thường căn bản không thể nhìn thấy. Một kiếm trung cực của Dương Diệp. Hắn đã dung hòa tất cả sở học của mình vào một kiếm này, cũng chính là dùng hết tất cả lực lượng để cường hóa một kiếm này, bao gồm lực lượng nhục thân của hắn. Một kiếm này là một kiếm mạnh nhất hiện tại của hắn, cũng là một kiếm duy nhất có năng lực chảm sát thánh nhân. Vào chớp mắt chém ra một kiếm này, trong mắt nhân quân lập tức xuất hiện vẻ ai oán. Hắn không nhìn thấy một kiếm này, nhưng lại cảm nhận được một kiếm này. Bù. Đầu nhân quân đột nhiên bay ra, trong chớp mắt ấy, linh hồn nhân quân từ trong thân thể tách ra, muốn đào tẩu, có điều lúc này, một thanh phương thiên hỏa kích đột nhiên phá không mà đến, trực tiếp bổ vào linh hồn của nhân quân. Nhân quân trực tiếp vỡ nát. Bên kia, ba gã thánh nhân thấy mà trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ không phải không muốn ra tay, mà là, bọn họ còn chưa kịp xuất thủ, nhân quân đã chết rồi. Bắt đầu từ khoảnh khắc Dương Diệp và An Nam Tĩnh xuất hiện. Sau đó đến khi chiến đấu kết thúc, thời gian không đến 4 hơi thở. Nhân quân đã chết. Lúc này, vô số cường giả đã vây tới. Dương Diệp không nhìn những người chung quanh, đi tới trước mặt An Nam Tĩnh, hắn nhìn về phía tay An Nam Tĩnh, tay An Nam Tĩnh đã rách bươm, máu tươi đang không ngừng trào ra. Hai kích vừa rồi, An Nam Tĩnh không lưu thủ, đặc biệt là một kích bổ tan kim long của nhân quân, tuy nàng ta phát vỡ được hộ thể kim long của nhân quân. Nhưng lực lượng phản chấn của Kim Long cũng khiến cho nàng ta bị thương. Dương Diệp nắm chặt tay An Nam Tĩnh, hồng mông tử khí trong cơ thể điên cuồng ùa về phía An Nam Tĩnh, chỉ lát sau, cánh tay An Nam Tĩnh dần dần khôi phục bình thường. Cho ta được không? Lúc này, An Nam Tĩnh đột nhiên nói. Dương Diệp hơi ngẩn người, rất nhanh, hắn nhìn về phía chiến thiên trước mặt An Nam Tĩnh. Ngươi muốn nó à? An Nam Tĩnh gật đầu. Vừa rồi nếu có thể dung hợp tâm thần với nó, sẽ không phải tốn sức đến vậy. Nói đến đây, nàng ta dừng một chút, lại nói. Ta ở trên người nó cảm nhận được một cỗ chiến ý cực kỳ cường đại, cỗ chiến ý này cần có người mới phóng thích ra được, ta thích cỗ chiến ý này. Chiến thiên. Dương Diệp cười nói. Được, sau này nó chính là của ngươi. Có điều, ngươi hỏi xem nó có nguyện ý hay không đã. An Nam Tĩnh nhìn chiến thiên trong tay. Đi theo ta là may mắn của nó. Dương Diệp. Nhưng mà, chiến thiên đó lại rung lên kịch liệt, từng cỗ chiến ý không ngừng xuất hiện. Đáp lại. Chiến thiên này đang đáp lại An Nam Tĩnh, Dương Diệp cười cười, tuy hắn cũng tu luyện nhục thân, cầm chiến thiên này cũng thích hợp, nhưng nếu nói thật sự thích hợp vẫn nó, vẫn là An Nam Tĩnh. Chiến thiên ở trong tay hắn chính là để bổ chém, nhưng ở trong tay An Nam Tĩnh thì khác. Kỹ xảo chiến đấu của An Nam Tĩnh, Dương Diệp hắn không bằng được. Nếu nói ích về chiến đấu đơn thuần, chiến đấu bằng nhục thân, hắn thật sự không có phần thắng. Võ thần. Cái gì gọi là võ thần? Người võ đạo thô kinh thần mới có tư cách được xưng là võ thần. An Nam Tĩnh hiện tại có lẽ vẫn chưa thật sự võ đạo thông thần, nhưng Dương Diệp tin rằng, nàng ta cách ngày này không xa. Mà chiến thiên này hiển nhiên cũng cảm nhận được ý chí võ đạo và tâm võ đạo của An Nam Tĩnh. Bởi vậy nó không cự tuyệt An Nam Tĩnh, phải nói là có chút vui mừng. Đương nhiên, đi theo Dương Diệp, cũng không làm nhục nó, chỉ có điều, nó thích hợp với An Nam Tĩnh hơn. Mà Dương Diệp thì thích hợp với kiếm.
bất kể nhục thân của hắn mạnh tới thế nào thì hạch tâm trung quy cũng vẫn là kiếm. Trong sân, Vẫn Lạc Nhân Quân Vẫn Lạc nhanh chóng được truyền ra, vô số cường giả nghe tiếng mà đến, khi nhìn thấy đầu nhân quân bồng bềnh trong không trung, chung quanh lặng ngắt như tờ. Lãnh tụ của nhân tộc. Nhân quân hiện tại chính là lãnh tụ của nhân tộc, mà hiện tại lãnh tụ này bị người của nhân tộc giết chết. Không ai dám đậm tới Dương Diệp và An Nam Tĩnh. Trước mắt một nam một nữ này liên thủ giết chết nhân quân, mà thời gian phải bỏ ra chỉ có mấy hơi thở. Tuy rằng là đánh lén, nhưng có thể trong thời gian ngắn như vậy giết chết nhân quân, dùng ngón chân để nghĩ cũng biết, thực lực của một nam một nữ này khủng bố cỡ nào. Dương Diệp nhìn bốn phía, sau đó nói. Chúng ta đi thôi. Cứ như vậy mà đi à. Đúng lúc này, một đạo thanh âm đột nhiên vang lên. Dương Diệp quay đầu lại nhìn. Một lão già đang chậm rãi bước về phía hắn. Lưng lão già này hơi gù, tóc trắng như tuyết, cả người thoạt nhìn vô cùng già nua. Có điều hai mắt lại sắc bén như sói. Dương Diệp đi tới trước mặt lão già đó. Làm sao? Đối chọi gay gắt. Hai mắt lão già đó híp lại. Dương Diệp, người cũng là nhân loại, người có biết, người giết nhân quân rồi, tộc ta sẽ xuất hiện tình huống gì không? Tộc ta hiện tại không có người cầm đầu. Đã rơi vào bị động vô cùng ác liệt, ngươi. Vậy ý của ngươi là chỉ có nhân quân hắn có thể giết ta. Dương Diệp đột nhiên ngắt lời lão già. Lão già trầm mặc. Dương Diệp lại nói. Về phần nhân tộc lâm vào bị động gì, ta muốn nói là có liên quan gì tới ta hả? Nhân quân hạ lệnh đuổi giết ta, nhân tộc đã làm gì? Nhân tộc giúp hắn giết ta, còn các ngươi đang làm gì? Các ngươi đang đuổi giết ta. Các ngươi khi đó sao không nghĩ rằng Dương Diệp ta cũng là nhân loại? Hiện tại các ngươi đến nói với ta về nhân tộc, các ngươi còn mặt mũi à? Sắc mặt lão già trầm như nước, không biết đang nghĩ gì. Kỳ thật, Dương Diệp và nhân tộc cũng không có ân oán gì, sở dĩ quan hệ của nhân tộc và Dương Diệp kém như vậy, là vì ân oán cá nhân giữa nhân quân và Dương Diệp. Đương nhiên, những cái này không còn quan trọng nữa. Quan trọng là, Dương Diệp hiện tại sẽ không đứng ở phía nhân tộc. Ngược lại còn có thể liên thủ với thần tộc để đối phó với nhân tộc. Đúng lúc này, Dương Diệp lại nói. Lão tử không chỉ muốn giết nhân quân, tất cả thánh nhân của nhân tộc lúc trước từng đuổi giết ta, lão tử đều sẽ không bỏ qua cho bất kỳ một ai. Các ngươi chờ đó cho ta. Không chỉ là các ngươi, phàm là người từng đuổi giết lão tử đều sẽ không bỏ qua đâu. Nói xong, Dương Diệp dẫn An Nam Tĩnh xoay người bước đi. Mà đúng lúc này tay phải của lão già đó đột nhiên vươn về phía trước, trong hư không một kình thiên đột nhiên phá không mà ra, sau đó hướng tóm về phía Dương Diệp và An Nam Tĩnh. Hiển nhiên, lão già không muốn để Dương Diệp và An Nam Tĩnh cứ như vậy mà đi. Đúng lúc này, An Nam Tĩnh đột nhiên xoay người, sau đó, tay phải nàng ta hơi xoay tròn, chiến thiên đột nhiên hóa thành một đạo hồng mang phóng lên cao, cỗ hồng mang này trực tiếp chém nát bàn tay khổng lồ. Nhìn thấy một màn này, lão già lưng còng hai mắt lập tức híp lại, ánh mắt chiếu vào người An Nam Tĩnh, trong mắt mang theo một tia ngưng trọng. Chân trời, một bóng người hiện lên, An Nam Tĩnh xuất hiện ở phía trước chiến thiên. An Nam Tĩnh vươn tay ra nắm chiến thiên, sau đó quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Có đánh không? Dương Diệp trầm mặc một lát, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía An Nam Tĩnh. Đánh! An Nam Tĩnh trực tiếp xoay người. Chiến thiên trong tay đột nhiên bay về phía lão già đó. Kích phá trường không. Phương thiên hỏa kích trực tiếp xé rách không gian, trong nháy mắt đã đi tới trước mặt lão già lưng còng. Lão già lưng còng hai mắt híp lại, tay phải chậm rãi giơ lên, sau đó nhẹ nhàng ấn về phía trước. Âm. Một cỗ lực lượng vô hình trực tiếp chấn áp chiến thiên của An Nam Tĩnh, nhưng mà đúng lúc này, An Nam Tĩnh đột nhiên xuất hiện ở phía sau chiến thiên, sau đó một cước đá vào chuôi chiến thiên. Chiến thiên trực tiếp chấn vỡ lực lượng của lão già đó, cùng lúc đó, chiến thiên đánh thẳng tới trước mặt lão già đó. Lão già giơ tay lên đánh ra một chưởng, trên chưởng mang theo gió xoáy thần bí. Theo một tiếng nổ vang lên, An Nam Tĩnh và chiến thiên trực tiếp bị chấn ra xa hơn trăm trượng, An Nam Tĩnh vươn tay ra vẫy một cái, chiến thiên trực tiếp bay về tay nàng ta. Ngươi cũng là nhân tộc. Lúc này, lão già lưng còng đột nhiên trầm giọng nói. An Nam Tĩnh không trả lời, lao tới lão già lưng còng. Đối với An Nam Tĩnh mà nói, kẻ địch càng cường đại nàng ta càng có chiến ý, điểm này, nàng ta cũng có chút tương tự như Dương Diệp. Mà Dương Diệp ở bên cạnh cũng không nhàn rỗi,
giao thủ An Nam Tĩnh giao thủ với lão già lưng còng, hắn cũng chặn trước ba gã thánh nhân khác. Lấy một địch ba. Trước mặt ba vị thánh nhân, tay phải Dương Diệp nắm chặt đoạn tội trong tay, cả người thoạt nhìn giống như một sát thần. Lúc này, sát ý trên người Dương Diệp đã che phủ cả kiếm ý. Nhân tộc. Dương Diệp hắn phản lại nhân loại à? Không phải như vậy, hắn không phản bất kỳ một tộc nào. Nếu hắn muốn diệt nhân tộc, vừa rồi sẽ không để Tiểu Bạch chỉ hút linh khí của Thiên Tử Thành, mà là linh khí của cả nhân giới. Với năng lực hiện tại của Tiểu Bạch hoàn toàn có thể làm được điều này. Hắn là phản thế lực của nhân quân đại biểu cho nhân tộc. Thế lực này là do mấy người mạnh nhất nhân tộc tạo thành, mấy người này muốn giết hắn, mà đối phương thì lợi dụng sức ảnh hưởng của mình để khiến cả nhân tộc coi Dương Diệp là kẻ địch. Mà hiện tại, tuy nhân quân đã chết, nhưng nhân tộc lạ không dám thả cho Dương Diệp rời đi. Sợ bị trả thù. Nếu sau khi Dương Diệp trưởng thành điên cuồng trả thù nhân tộc, khi đó nhân tộc không chịu nổi. Mà hiện tại bên cạnh Dương Diệp còn có thêm một nữ nhân, thực lực của nữ nhân này cũng vô cùng khủng bố. Đứng lại. Đúng lúc này, thanh âm của Dương Diệp đột nhiên vang lên. Trong nháy mắt, cả người hắn bay thẳng về phía ba vị thánh nhân, cùng lúc đó, vô số đạo kiếm quang giống như lôi điện bắn tới ba vị thánh nhân đó. Mà xa xa, An Nam Tĩnh và lão già cũng đang kịch chiến. An Nam Tĩnh càng đánh càng hăng, chiến thiên trong tay nàng ta lại càng mạnh. Có điều lão già đó vẫn chiếm thượng phong. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên lóe lên, ngay sau đó, trận chiến bị đạo kiếm quang này tách ra. Mọi người ngừng lại, ở trước mặt mọi người không xa, xuất hiện một thanh kiếm. Kiếm thủ. Nhìn thấy thanh kiếm này, Dương Diệp cau mày, nàng ta vì sao lại tới đây? Đám người lão già lưng còng nhìn nhau, sau đó nhìn về phía kiếm thủ, nếu kiếm thủ tới giúp Dương Diệp nghĩ vậy. Thần sắc của mấy người đều có chút trắng bệch. Thực lực hiện tại của Dương Diệp đã vô cùng nghịch thiên rồi, nếu kiếm thủ này nguyện ý giúp Dương Diệp, hai người bọn họ liên thủ, khi đó, thánh nhân ở trước mắt Dương Diệp thật sự không đáng là gì. Nếu các ngươi đều chết rồi. Đúng lúc này, kiếm thủ đột nhiên nói. Nhân tộc cũng thật sự tiêu tùng, hiện tại thánh nhân nhân tộc còn lại chỉ còn có mấy người, nếu các ngươi cứ tự giết lẫn nhau, nhân tộc sẽ rời khỏi vũ đài lịch sử đầu tiên. Đồng thời cũng có thể trở thành tồn tại xếp cuối trong liên minh bách tộc. Đám người trầm mặc, kỳ thật, tình cảnh của nhân tộc hiện tại rất xấu. Vốn là nhân tộc trong liên minh bách tộc, tuy địa vị không bằng thiên tộc, nhưng cũng có thể xếp trong ba thứ hạng đầu. Nhưng hiện tại, trải qua mấy lần nội háo, thánh nhân nhân tộc liên tiếp chết đi, nhân tộc hiện tại trong liên minh bách tộc căn bản đã không còn quyền lên tiếng. Dương Diệp nhìn kiếm thủ, sau đó nói. Lúc trước khi bọn nhân quân muốn giết ta, người sao không nói ra những lời này? Hắn không chịu nghe ta, nói cũng vô dụng. Người cảm thấy ta sẽ nghe lời ngươi à? Lúc này, kiếm thủ lướt tới trước mặt Dương Diệp. Bất kể là như thế nào, người cũng là nhân tộc, người không có ác ý với cả nhân tộc. Người nếu người nhân tộc thánh nhân nhân tộc, chẳng khác nào là gián tiếp diệt nhân tộc. Nhân tộc nhất định sẽ rút khỏi lịch sử, không chỉ như vậy, có thể còn bị chèn ép, bị khi dễ. Cả nhân tộc sẽ lâm vào một thời kỳ vô cùng đen tối. Dương Diệp trầm giọng nói. Ta là một người ích kỷ, ta chỉ biết là, thánh nhân nhân tộc muốn giết ta. Sau đó ngươi hiện tại lại muốn ta lấy ơn báo oán. Ta không làm được. Ta sẽ không để cho ngươi đổ sát thánh nhân nhân tộc. Lúc này, kiếm thủ đột nhiên nói. Hai mắt Dương Diệp híp lại. Ngươi có tin ta sẽ hút sạch linh khí của nhân tộc, khiến cho nhân tộc triệt để diệt vong không? Kiếm thủ trầm mặc. Nàng ta từng đi theo Dương Diệp một đoạn thời gian, biết sự điên cuồng của Dương Diệp, người này một khi trở nên điên cuồng thì tuyệt đối chuyện gì cũng làm được. Mà Tiểu Bạch này, nàng ta căn bản không biết cái gọi là đúng sai, nàng ta chỉ biết, Dương Diệp bảo nàng ta làm gì thì nàng ta sẽ làm cái đó. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, đám người lão già lập tức trở nên âm trầm. Nếu Dương Diệp thật sự hết linh khí của nhân giới, nhân tộc sẽ thật sự bị hủy diệt. Vào lúc này, nhân tộc căn bản không có thời gian để nghỉ ngơi lấy lại sức, hơn nữa, không có linh khí, cho dù ngươi là thiên tài cũng không thể trưởng thành được. Có thể nói, như vậy chẳng khác nào là tuyệt sát cả nhân tộc. Mọi người đừng để không khí trở nên căng thẳng như vậy. Đúng lúc này, một đạo thanh âm đột nhiên vang lên. Mọi người quay sang nhìn, chỉ thấy một nam tử trung niên đang chậm rãi bước về phía mọi người. Dương Diệp nhận ra người này. Chính là gia chủ của Lâm Nhai Thánh Địa, Lâm Chấn,
mà bên cạnh Lâm Chấn còn có hai gã nam tử trung niên. Lâm Chấn đi tới trước mặt mọi người, mỉm cười với Dương Ngô Diệp, sau đó nói. Hai vị bên cạnh ta là đảo chủ Cửu Tiên Nham của Hải Đảo Thánh Địa và Từ Thiên, chủ nhân của Âm Kính Thánh Địa. Ba vị thánh nhân. Nội tình nhân tộc đương nhiên không chỉ có mấy vị thánh nhân đã lộ diện, dù sao nhân tộc cũng truyền thừa vô số năm rồi. Cường giả thánh nhân âm thầm trong bóng tối cũng không ít. Lúc này, Lâm Chấn đi tới trước mặt mọi người, sau đó nói. Chư vị, Dương huynh không có ân oán quá lớn với nhân tộc, sở dĩ hắn hiện tại đối địch với nhân tộc là vì nhân quân. Mà chư vị, thật lòng mà nói, nhân quân lúc trước đuổi giết Dương huynh thật sự là vì nhân tộc sao? Mọi người trầm mặc. Tất nhiên không phải. Lâm Chấn nói. Nhân quân có tư tâm, hắn đuổi giết Dương huynh, không phải vì nhân tộc, rồi sau đó khi Dương huynh triệt để trưởng thành, hắn vẫn không bỏ cuộc, vẫn tiếp tục đuổi giết Dương huynh. Chư vị, thứ cho nói thẳng, hắn chết là do gieo gió gặt bão. Mà hiện tại, chư vị không chịu buông tha Dương huynh, đơn giản là vì sợ hắn trả thù, nhưng chư vị lại không nghĩ tới, Dương huynh vì sao muốn nhằm vào chư vị. Lâm Chấn, ngươi có ý gì? Xa xa, lưng còng trầm giọng nói. Lâm Chấn cười nói. Ý tứ của ta rất đơn giản, mấy đại thánh địa chúng ta, còn cả 10 đại động tiên, không muốn để nhân quân và mấy vị đại biểu, các ngươi chỉ có thể đại biểu cho bản thân các ngươi, không thể đại biểu cho nhân tộc. Nghe vậy, lão già lưng còng cau mày. Lúc này, Lâm Chấn nhìn về phía Dương Diệp. Dương huynh, tam đại thánh địa chúng ta và thập đại động thiên thành lập một liên minh, gọi là liên minh nhân tộc, tất cả lường giả của nhân loại đều có thể gia nhập. Chúng ta muốn mời Dương huynh gia nhập với chúng ta, đương nhiên, ta biết Dương huynh không thích bị ước thúc, cho nên, chức vị chúng ta giao cho Dương huynh là người thủ hộ của nhân tộc, bất kỳ ai cũng không thể ước thúc ngươi, không chỉ như vậy, ngươi còn được hưởng thụ các loại đãi ngộ, ví dụ như. Nói đến đây, hắn mỉm cười, sau đó lại nói. Tam đại thánh địa chúng ta và thập đại động thiên, còn có mấy vị tiền bối tán tu, toàn bộ gộp lại với nhau, chúng ta có 17 vị thánh nhân. Có thể nói, số lượng này là giấu dưới đáy hòm của cả nhân tộc rồi. Mà nếu Dương huynh nguyện ý gia nhập, chúng ta có thể cam đoan với ngươi, chúng ta và Dương huynh cùng tiến cùng lùi, nếu bách tộc còn lại muốn đối phó Dương huynh, chúng ta sẽ không chút do dự đứng ở phía ngươi. Dương Diệp trầm mặc. Lúc này, Lâm Chấn lại nói. Dương huynh, như ngươi đã từng nói, nhân quân không đại biểu được cho mọi người của nhân tộc. Tam đại thánh địa và thập đại động thiên chúng ta và một số thế lực bí mật, đều không muốn làm kẻ địch với Dương huynh. Hơn nữa, ta cảm thấy, tương lai của nhân tộc phải nằm trong tay bản thân chúng ta. Đương nhiên, cho dù ngươi không muốn gia nhập, cũng không sao, mua bán không thành còn nhân nghĩa, chúng ta vẫn là bằng hữu của Dương huynh. Kỳ thật, đám người Lâm Chấn từ rất sớm đã muốn làm như vậy. Có điều lúc đó nhân quân vẫn còn, nếu bọn họ lúc đó làm như vậy, nhân tộc sẽ nội loạn. Mà nhân tộc hiện tại không thể chịu nổi nội loạn, cho nên, bọn họ không dám xé rách ra mặt với nhân quân. Nhưng hiện tại nhân quân đã chết, bọn họ không còn băn khoăn gì nữa. Hiện tại chỉ chờ câu trả lời của Dương Diệp. Nhân tộc, cách đó không xa, Dương Diệp trầm mặc. Do dự, đối với đám người Lâm Chấn, hắn tất nhiên không có nhưng, trước người thủ hộ của nhân tộc này. Đúng lúc này, thanh âm của Dương Liêm Sương đột nhiên vang lên trong đầu hắn. Đáp ứng đi, ngươi cần thành lập một thế lực của riêng mình, một thế lực khổng lồ. Hiện tại có nhân tộc làm cơ sở, chúng ta nhất định có thể thành lập một thế lực siêu cấp. Hơn nữa, có nhân tộc chống lưng, cộng với thực lực của bản thân ngươi và An Nam Tĩnh, bách tộc còn lại nhất định không dám tùy tiện đối phó các ngươi. Nếu ngươi không đáp ứng, liên minh nhân tộc vừa thành lập này rất có khả năng sẽ gia nhập liên minh bách tộc. Nghe vậy, Dương Diệp không do dự nữa, hắn nhìn về phía Lâm Chấn. Được, ta đáp ứng. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, trên mặt đám người Lâm Chấn đều lộ ra vẻ tươi cười, Lâm Chấn đi tới trước mặt Dương Diệp. Từ lúc trở đi, Dương huynh chính là người thủ hộ của nhân tộc chúng ta, bất kỳ ai cũng không được bôi nhỏ hắn, kẻ làm trái, liên minh nhân tộc sẽ tru diệt. Nói xong, hắn cố ý nhìn về phía lão già lưng còng. Người thủ hộ nhân tộc. Dương Diệp từ tội nhân của nhân tộc trong nháy mắt biến thành người thủ hộ của nhân tộc. Cách đó không xa, đám người lão già lưng còng thần sắc âm trầm, không biết đang nghĩ gì. Bọn họ đại biểu cho thế lực của phe nhân quân,
mà hiện tại, các thế lực lớn còn lại của nhân tộc một lần nữa thành lập một thế lực này. Kỳ thật, như vậy tương đương với tạo phản. Nếu không có Dương Diệp và An Nam Tĩnh gia nhập, bọn họ vẫn có thể tranh quyền thống trị nhân tộc. Nhưng hiện tại Dương Diệp và An Nam Tĩnh đã gia nhập, bọn họ đã triệt để đánh mất năng lực này, bằng vào hai người này đã đủ để bọn họ chịu khổ rồi. Chúng ta đi. Lão già nói xong, xoay người rời đi. Mấy vị thánh nhân ở bên cạnh cũng không do dự đi theo. Lâm Chấn cười nói, Dương huynh, đi theo ta, ta giới thiệu một số tiền bối và cường giả nhân tộc với ngươi. Dương Diệp không cự tuyệt, hắn nhìn về phía An Nam Tĩnh hơi gật đầu, trực tiếp chui vào trong cơ thể hắn, tiến vào Hồng Mông Tháp. Trong Hồng Mông Tháp, Tiểu Bạch tò mò quan sát An Nam Tĩnh, thỉnh thoảng lại sờ sờ An Nam Tĩnh, mà An Nam Tĩnh cũng nhìn Tiểu Bạch. Tiểu Bạch tất en chiên nhận ra Nam Tĩnh, chỉ có điều đã lâu lắm rồi không gặp An Nam Tĩnh. Lúc này, An Nam Tĩnh đột nhiên tóm lấy lỗ tai của Tiểu Bạch. Ta cần linh khí, nào, tặng ta một chút linh khơ ký đi. Tiểu Bạch. Trong hư không, Dương Diệp đi theo đám người Lâm Chấn tới Lâm Nhai Thánh Địa. Dương huynh, vị cô nương vừa rồi là. Lâm Chấn đột nhiên hỏi. Dương Diệp nói. Bằng hữu của ta. Lâm Chấn gật đầu. Bằng hữu này của ngươi rất lợi hại. Không ngờ nhân tộc ta, trừ Dương huynh ra còn có thiên tài yêu nghiệt như vậy, có thể nói, đây là may mắn của nhân tộc ta. Nói đến đây, hắn dừng một chút, sau đó lại nói. Thật vậy, lúc trước nhân quân 5 lần 7 lượt đuổi giết ngươi, bên trong nhân tộc rất nhiều thế lực đều cự tuyệt, mọi người cũng không là kẻ ngu dốt, biết ý đồ chân chính của nhân quân. Hơn nữa Dương Diệp ngươi chưa thật sự làm nguy hại tới nhân tộc. Đáng tiếc, khi đó thế lực của nhân quân quá lớn. Chúng ta cũng không muốn vào lúc này lại khiến nhân tộc rơi vào nội chiến. Mà hiện tại nhân quân đã chết, chúng ta không còn băn khoăn gì nữa. Dương Diệp nói, cả nhân tộc cộng lại tê thật sự chỉ có không đến 20 vị thánh nhân sao? Gần như vậy, Lâm Chấn trầm giọng nói. Đây còn là bao gồm một số thế lực bí mật và một số tán tu. Những tán tu này còn có một số thánh nhân che giấu thế lực, bọn họ không muốn nhúng tay vào tranh đấu thế tục. Nhưng hiện tại đã không còn là tranh đấu bình thường mà là tranh đấu giữa các chủng tộc, nếu nhân tộc thua, nhân tộc chúng ta e là sẽ thật sự phải biến mất khỏi đại thiên vũ trụ này. Dương Diệp nói, ta gia nhập các ngươi, bên thiên tộc và bách tộc còn lại, các ngươi không lo à? Lâm Chấn cười nói, chúng ta đã tham thảo về vấn đề này rồi, lần này, nhân tộc chúng ta không muốn đi theo bước chân của thiên tộc nữa. Chúng ta phải đi con đường của riêng mình. Nói xong. Hắn ngừng lại. Chúng ta đến rồi. Bên trong một đại điện. Trong điện, chỉ có 16 người. Toàn bộ là thánh nhân. Các thánh nhân chia ra ngồi hai bên, phía trên cùng là Lâm Chấn, mà bên cạnh Lâm Chấn là Dương Diệp. Ánh mắt của không ít thánh nhân đều hướng lên người Dương Diệp, trong mắt mang theo vẻ tò mò. Lâm Chấn nói. Chư vị, vị bên cạnh ta chắc hẳn không cần ta giới thiệu nữa. Hiện tại hắn cũng là một thành viên trong chúng ta. Nói xong, Lâm Chấn giới thiệu mọi người với Dương Diệp. Khi tới một lão già cuối cùng, Lâm Chấn đầu tiên là thi lễ với lão già, sau đó nói. Dương huynh, vị này là Khô Lũng Tiền Bối. Khô Lũng Tiền Bối là một vị tán tu, người cùng thời với Nho Tổ. Cùng thời với Nho Tổ. Dương Diệp nhìn về phía Khô Lũng, sau đó hơi gật đầu. Bái kiến tiền bối. Khô Lũng nhìn về phía Dương Diệp. Hậu sinh khả úy. Dương Diệp hơi gật đầu, không nói gì. Lúc này, Lâm Chấn nói. Chư vị, chúng ta thành lập liên minh nhân tộc, cũng có nghĩa là chúng ta hiện tại đại biểu cho cả nhân tộc, ít nhất, trong mắt người ngoài tộc, chúng ta là đại biểu cho nhân tộc, mà chúng ta hiện tại cũng quả thật có năng lực này. Nhưng, chư vị phải minh bạch, chúng ta minh bạch cũng đang ở trong nguy cơ, bách tộc còn lại nhất định sẽ nhằm vào chúng ta, thậm chí chèn ép chúng ta, cho nên, vấn đề này chúng ta phải giải quyết ngay. Không thể gia nhập bách tộc à? Có người đột nhiên hỏi. Lâm Chấn nhìn về phía Dương Diệp nói. Gia nhập bách tộc, vậy có nghĩa là các ngươi sẽ bị thần tộc nhằm vào. Không gia nhập thì sao? Người đó lại hỏi. Dương Diệp nhìn đối phương một cái, sau đó nói. Nếu các ngươi không liên thủ với bách tộc, bên thần tộc ta có lẽ có thể chu toàn. Nếu các ngươi muốn gia nhập bách tộc, ta cũng sẽ rời đi. Ân oán giữa ta và bách tộc là không thể hóa giải. Hơn nữa,
linh chủ ở trong tay ta, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua cho ta. Nghe vậy, mọi người đều hiểu. Gia nhập bách tộc sẽ mất đi Dương Diệp và thiếu nữ yêu nghiệt đó, cũng mất đi linh chủ, hơn nữa còn bị thần tộc nhằm vào. Nhưng, nếu theo Dương Diệp, đầu tiên, sẽ không bị thần tộc nhằm vào, hơn nữa, còn có linh chủ. Có Dương Diệp có nghĩa là linh chủ đứng ở bên nhân tộc. Hơn nữa Dương Diệp và thiếu nữ đó đều là thiên tài siêu cấp, có hai thiên tài siêu cấp như vậy tọa trấn nhân tộc, đối với nhân tộc mà nói, là một chuyện tốt, nhưng cũng bởi vì hai thiên tài siêu cấp này mà nhân tộc cũng sẽ bị bách tộc nhằm vào. Thật khó vẹn toàn. Cuối cùng, Khô Lũng đó đứng lên. Hai người này là tương lai của nhân tộc ta, chúng ta không thể giúp bách tộc giết họ. Có bọn họ, bất kể hạo kiếp lần này của nhân tộc ta như thế nào, nhưng nhân tộc ta ngày sau sẽ có người khiêng đại kỳ, dẫn văn minh nhân tộc tiếp tục tiến về phía trước. Nhưng, nếu chúng ta giúp bách tộc bóp chết bọn họ, nói một cách không dễ nghe thì đến lúc những lão già chúng ta chết rồi, ta hỏi các ngươi, nhân tộc sẽ ra sao? Hậu đại của các ngươi sẽ ra sao? Mọi người trầm mặc. Khô Lũng lại nói. Lần này chúng ta phải bảo vệ bọn họ, đại biểu cho tương lai của nhân tộc. Cho nên ta sẽ không gia nhập liên minh bách tộc, nhân tộc chúng ta sẽ tự thành một phái. Về phần bách tộc còn lại, bọn họ cứ muốn nhằm vào chúng ta sẽ nói với bọn họ, cùng lắm thì chúng ta sẽ gia nhập thần tộc. Mà nếu thần tộc nhằm vào chúng ta thì sao? Có người đột nhiên hỏi. Khô Lũng nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi cảm thấy thế nào? Dương Diệp nói. Ta sẽ cố gắng chu toàn, không để thần tộc và nhân tộc phát sinh xung đột. Khô Lũng gật đầu. Kỳ thật, việc cấp bách hiện tại của chúng ta là tìm đường lui cho nhân tộc. Đường lui? Dương Diệp nhìn về phía Khô Lũng, khó hiểu hiểu. Khô Lũng nói. Theo tin tức ta nhận được, Tam Đại Gia đã bắt đầu rồi. Bách tộc còn lại có thể cũng nhận được tin tức, chắc cũng sắp bắt đầu. Đại thiên vũ trụ này chúng ta thật sự sẽ phải thay đổi. Mà đường lui của chúng ta chính là rời khỏi đại thiên vũ trụ, tới vũ trụ khác. Mà bốn phía đại thiên vũ trụ đều là hố đen vô tận. Trước kia chưa có ai chinh phục được những hố đen này, nhưng hiện tại đã có rồi. Mọi người nhìn về phía Khô Lũng, yên lặng lắng nghe. Khô Lũng nói, hủy diệt một hố đen, có thể sẽ xuất hiện một thông đạo đi thông tới ngoại giới. Có điều thông đạo này lại không dễ đi, cường giả Tam Đại Gia phái ra đều tổn thất rất nhiều. Mà nhân tộc chúng ta cũng nên phái người tới đó, mở ra một đường lui cho nhân tộc ta. Nghe vậy, Dương Diệp đã có chút minh bạch mục đích lúc trước đạo lăng tìm hắn. Hiển nhiên, đối phương là muốn Dương Diệp đi mở thông đạo. Tin tức này này có đáng tin không? Lâm Chấn trầm giọng nói. Khô Lũng gật đầu. Chắc là chuẩn xác đấy. Đại thiên vũ trụ, thế lực các phương dây dưa, hơn nữa một số thế lực âm thầm thần bí cũng đang lặng lẽ mài dao. Địa phương này thật sự phải thay đổi rồi. Chúng ta nếu chúng ta không tìm đường lui cho mình, ngày sau e là sẽ phải chôn cùng với đại thiên vũ trụ này. Ai đi? Lâm Chấn đột nhiên nói. Mọi người nhìn về phía Dương Diệp, mà lúc này, Khô Lũng đó đột nhiên nói. Ta đi. Mọi người lại về phía Khô Lũng. Khô Lũng cười nói. Dương Diệp vừa gia nhập chúng ta nhưng hắn đi làm chuyện nguy hiểm này có chút không phúc hậu. Hơn nữa, nếu hai vị có thể tỏa trấn nhân tộc, nhất định có thể uy hiếp tới bách tộc. Dù sao, hai vị nhưng có thực lực miểu sát một vị thánh nhân. Và lại, nếu hai vị không ở nhân tộc, ta sợ bách tộc sẽ tụ tập lực lượng để diệt sát hai vị. Mà hai vị mà ở nhân tộc, có các thánh nhân của nhân tộc ở đây, cộng với thực lực của bản thân hai vị. Trừ phi bách tộc nguyện ý lưỡng bại câu thương, bằng không, bọn họ sẽ không tùy tiện ra tay với các ngươi. Ở bên cạnh, Lâm Chấn gật đầu. Sau đó nói, Khô Lũng tiền bối nói không sai, hơn nữa, chúng ta còn cần Dương Huynh giúp chúng ta chu toàn với bên thần tộc. Hiện tại chúng ta vừa không muốn đối địch với bách tộc, nhưng lại càng không muốn bị thần tộc tính kế và nhằm vào. Dương Diệp gật đầu, ta sẽ tới thần tộc một chuyến, sau đó nói chuyện với bọn họ. Lâm Chấn gật đầu, sau đó hắn lấy ra một quyển trục cổ đưa cho Dương Diệp. Bên trong có một truyền tống trận. Truyền tống trận này có thể giúp chúng ta trong nửa hơi thở truyền tống đến bên cạnh ngươi, nếu cần thiết thì ngươi mở nó ra, chúng ta sẽ có mặt. Đương nhiên trên người chúng ta cũng có truyền tống trận, nếu bị tập kích bất ngờ, chúng ta cũng hy vọng các ngươi sẽ thể tới. Hiện tại chúng ta không thể bị người ta bắt lẻ, bằng không, tổn thất mỗi một vị thánh nhân,
đối với chúng ta mà nói, đều là tổn thất rất lớn. Dương Diệp gật đầu. Được. Mà đúng lúc này, một nam tử trung niên đột nhiên xuất hiện, nam tử trung niên nhìn lướt qua mọi người, sau đó nói. Bách tộc gửi thư, nhân tộc chúng ta nếu không giao ra Dương Diệp thì sẽ lập tức khai chiến. Lập tức khai chiến. Lập tức khai chiến. Bốn chữ vừa vang lên, toàn trường lập tức lặng yên. Phiền phức này tới nhanh hơn so với bọn họ nghĩ. Trong điện, Dương Diệp trầm mặc. Hiện tại, hắn phải xem thái độ của mọi người, sau đó mới quyết định là đi hay ở. Trong điện, trầm mặc hồi lâu, Khô Lũng đột nhiên đứng lên. Nói với bách tộc, muốn khai chiến thì cứ đến đi. Mọi người nhìn về phía Khô Lũng. Khô Lũng nói, chúng ta hiện tại nếu không đoàn kết trong nháy mắt sẽ bị bách tộc đánh cho tan tác. Về phần Dương Huynh, người bọn họ muốn không phải Dương Huynh, mà là Linh Chủ, bọn họ không muốn Linh Chủ rơi vào trong tay nhân tộc. Cho nên, chư vị, lúc này chúng ta không thể sợ, nếu sợ là không còn gì nữa. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi là người thủ hộ của nhân tộc ta, nếu đã nhận ngươi là người thủ hộ, ngươi nên bảo hộ nhân tộc. Nhưng, nhân tộc ta cũng sẽ bảo hộ ngươi. Hiện tại, những lão già chúng ta nghe lời ngươi, ngươi nói chiến thì vậy chúng ta sẽ lập tức khai chiến. Chư vị không có dị nghị gì chứ? Nếu có thì cứ nói ra rồi sau đó bước đi, chúng ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản. Vấn đề xếp hàng. Hiện tại, mọi người có hai phe, một là tới bên bách tộc, hai là ủng hộ Dương Diệp. Cuối cùng, không ai lựa chọn rời đi. Dương Diệp nhìn đó Khô Lũng, sau đó nói. Dẫn ta đi gặp người tới của bách tộc. Nam tử trung niên gật đầu, sau đó dẫn đám người Dương Diệp ra ngoài điện. Ở trên đỉnh mây, một nam tử thiên tộc đang đứng, người này chính là đại biểu cho bách tộc. Khi nhìn thấy Dương Diệp, sắc mặt hơn lập tức xuống. Dương Diệp đi tới trước mặt nam tử. Trở về nói với thiên tộc, còn cả bách tộc còn lại nữa, các ngươi muốn khai chiến à? Tốt lắm, chính hợp ý ta, Dương Diệp ta chờ các ngươi. Nam tử nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Dương Diệp, ngươi muốn khiến nhân tộc chết cùng ngươi à? Nhân tộc chết? Dương Diệp cười khẽ. Chết thì chết, có gì đâu. Có điều trước lúc đó nhân tộc ta sẽ kéo bách tộc các ngươi chết cùng, Dương Diệp ta nói được thì làm được. Bách tộc các ngươi tùy thời có thể khai chiến, nhân tộc ta, tùy thời sẽ tiếp chiến. Nói xong, hắn trực tiếp xoay người rời đi. Đám người Khô Lũng cũng đi theo. Lâm Nhai Thánh Địa. Lâm Nhai Thánh Địa hiện tại chính là Tổng Bộ Liên Minh Nhân Tộc. Ở đây thật sự có thể nắm nhân tộc trong tay, bởi vì đại bộ phận thế lực có thực lực của nhân tộc đều đã gia nhập liên minh này. Không chỉ như vậy, còn có vô số thế lực, vô số cường giả cuồn cuộn không ngừng đến gia nhập, bao gồm cả một số người từng là thủ hạ của nhân quân. Mà bách tộc cũng không đến tấn công nhân tộc. Có điều cả nhân giới lại bị phong tỏa. Bị cường giả bách tộc phong tỏa, cường giả nhân tộc không thể ra ngoài. Lâm Nhai Điện. Trong điện là 17 vị thánh nhân, còn có Dương Diệp. 17 người này cộng với Dương Diệp, có thể nói là con bài chưa lật của nhân tộc trước mắt. 17 người này nếu chết toàn bộ, nhân tộc cũng sẽ vong. Bách tộc không trực tiếp động thủ. Trong điện, Lâm Chấn trầm giọng nói. Dương Diệp gật đầu. Bọn họ chính là muốn khiến chúng ta tiêu hao. Phần động thủ, bọn họ khẳng định là không dám động thủ. Hiện tại, có Tam Đại Gia, còn có thần tộc, cùng với một số thế lực thần bí trong bóng tối, bọn họ không dám thật sự khai chiến với chúng ta, cho dù là họ rất có khả năng chiến thắng. Lâm Chấn nói, nhưng cứ như vậy, đối với chúng ta mà nói, cũng không phải là một biện pháp, bởi vì quyền chủ động ở trong tay bọn họ, người có biện pháp gì không? Dương Diệp trầm mặc một lát, sau đó nói, điều này đối với nhân tộc mà nói, có lẽ là một chuyện tốt. Mọi người nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp nói, chúng ta hiện tại, bị bách tộc phong tỏa, đây là cơ hội cho chúng ta nghỉ ngơi lấy lại sức. Ta có thể khẳng định là... Thần tộc khẳng định sẽ không dừng tay, Tam Đại Gia còn lại, và cả một số thế lực trong bóng tối nữa, nói không chừng đều sẽ có động tác. Lúc này, nhân tộc chúng ta có thể làm một chuyện. Chuyện gì? Lâm Chấn hỏi. Tụ tập người có thể tụ tập. Dương Diệp trầm giọng nói. Chúng ta phải kêu gọi mọi người của nhân tộc, những người có thực lực, bảo họ tới Lâm Nhai Thánh Địa. Đối với những người này, chúng ta cần bồi dưỡng, tập trung bồi dưỡng, khiến cho bọn họ mạnh hơn. Trực giác nói với ta, tương lai, nếu nhân tộc chúng ta năm bè bảy mảng, không đoàn kết,
không có sức chấp hành, chúng ta sẽ bị hủy diệt trong nháy mắt. Nhưng, nếu nhân tộc toàn bộ đoàn kết với nhau, lệnh một tiếng, toàn tộc xuất động, ta tin rằng, cho dù là tam đại gia liên thủ, cũng không thể ở trong khoảng thời gian ngắn tiêu diệt được chúng ta. Liên hợp cả nhân tộc. Đây là ý tưởng của Dương Diệp. Lúc trước nhân tộc có liên hợp hay không chẳng liên quan gì tới hắn, nhưng hiện tại, nào đó góc độ nào đó mà nói, hắn đang nắm giữ nhân tộc, mà lúc này, hắn nhất định phải nghĩ một chút cho nhân tộc. Mà suy nghĩ của cho rất đơn giản, chính là đoàn kết cả nhân tộc, tụ tập tất cả lực lượng của nhân tộc, bất kể kẻ địch tương lai của nhân tộc là ai, nhân tộc cũng có sức đánh một trận. Có điều, việc này thể có chút khó khăn, người ta ai cũng có tư tâm. Muốn đoàn kết toàn bộ những thế lực này phải cần các thánh nhân ở đây giúp đỡ. Bên trong nhân tộc, uy vọng của thánh nhân vẫn rất cao. Đối với đề nghị của Dương Diệp, tất cả mọi người không có dị nghị gì. Bởi vậy dưới sự điều động của các thánh nhân, toàn tộc cường giả của cả nhân tộc bắt đầu lấy Lâm Nhai Thánh Địa làm trung tâm, tập trung về nơi này. Hội nghị kết thúc, chúng thánh rời đi, trong điện chỉ còn lại Dương Diệp. Dương Diệp đi tới cửa đại điện. Xuất hiện đi. Một nữ tử đột nhiên xuất hiện ở phía sau Dương Diệp, chính là Dương Liêm Sương. Dương Liêm Sương đi tới bên cạnh Dương Diệp, cười nói. Nhân tộc, người hiện tại xem như là lãnh tụ của nhân tộc rồi. Lãnh tụ nhân tộc, Dương Diệp lắc đầu. Ta cũng không ngờ sẽ như vậy. Dương Liêm Sương gật đầu. Quả thật rất hí kịch hóa. Lúc trước, người còn là tội nhân của nhân tộc, hiện tại, liền biến thành lãnh tụ nhân tộc, người thủ hộ nhân tộc. Ngươi có cảm tưởng gì? Cảm tưởng à? Dương Diệp lắc đầu. Không có cảm tưởng gì cả. Dương Liêm Sương trầm giọng nói kỳ. Ngươi có nghĩ tới vì sao bọn họ lại chọn ngươi không? Đơn giản là linh chủ. Thông minh, đương nhiên, không hoàn toàn là vì tiểu bạch, thiên phú và tiềm lực của ngươi cũng là cái mà họ nhìn chúng. Còn nữa, có sự tồn tại của ngươi, có thể hóa giải quan hệ giữa nhân tộc và thần tộc. Có điều nguyên nhân chân chính vẫn là tiểu bạch, thế giới trong tương lai, tầm quan trọng của tiểu bạch là không gì sánh kịp, có tiểu bạch ở nhân tộc sẽ có ưu thế rất lớn. Ngươi hình như biết gì đó. Ta tra qua số sách cổ, biết một sự kiện, cũng chính là thời đại mạt pháp. Thời đại mạt pháp, chính xác thì ta không biết, ta chỉ biết là, lúc trước tiền sử nhất tộc biến mất, có thể chính là có liên quan tới thời đại mạt pháp này. Mà lúc trước, bọn họ có thể có một số người sống sót, hình như cũng là vì lúc trước bọn họ có linh chủ. Cho nên, linh chủ này rất quan trọng, mà vị lão tiền bối khô lũng kia e là cũng biết chuyện này, cho nên đối phương mới ủng hộ ngươi như vậy. Bất kể như thế nào, đối với chúng ta mà nói đều là chuyện tốt. Ta hy vọng ngươi có thể giúp ta. Tất nhiên, ta sẽ tiến vào liên minh nhân tộc, sau đó tận hết khả năng nắm giữ vài thứ trong tay chúng ta. Có ta ở đây. Ta sẽ không để ngươi bị người khác lợi dụng. Ta có ý này, không thích đấu đá, nhưng không có nghĩa là ta thích bị người ta lợi dụng. Nếu là lúc trước, ta sẽ không đáp ứng bọn họ. Nhưng hiện tại, ta cũng nghĩ thông một số chuyện. Đúng như ngươi nói, chúng ta phải thành lập một thế lực thuộc về mình, nhân tộc làm cơ sở, chúng ta nhất định có thể thành lập một thế lực siêu cấp. Có điều, ta vẫn không muốn thế lực mà ngươi thành lập bại lộ quá sớm. Ta hiểu. Lần này ta sẽ chỉ ra mặt một mình thôi. Còn nữa, ta hy vọng theo ngươi đi gặp Thược Dược. Vì sao? Thần tộc đối với chúng ta mà nói, không phải kẻ địch, không phải sao? Hiện tại ta đại biểu cho nhân tộc, thần tộc đối với mối thù năm đó, e là khó mà tiêu tan được. Không nhất định, vậy phải xem là ai trưởng quản nhân tộc, nếu là ngươi nắm giữ thần tộc, như vậy mọi thứ đều có khả năng. Thược Dược không phải loại người cổ hủ. Hơn nữa, quan hệ của nàng ta với người hình như cũng không tầm thường. Dương Liêm Sương nghiêm mặt nói. Nói thật, dẫn ta đi gặp nàng ta, có một số việc, ta muốn thương thảo một chút với nàng ta. Lúc trước, chúng ta không có tư cách đàm luận với thần tộc, nhưng hiện tại, người đại biểu cho nhân tộc, nắm cả nhân tộc trong tay, nhất trước mắt mà nói là như vậy, cho nên, chúng ta hiện tại đã có tư cách bàn một vài thứ với thần tộc. Người muốn nói chuyện gì? Bàn một số chuyện giữa nữ nhân, ngươi không cần phải biết. Đúng lúc này, Lâm Chấn đột nhiên xuất hiện ngoài đại điện, hắn nhìn Dương Liêm Sương, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Có người tìm ngươi. Ai thế? Đúng lúc này, trong sân đột nhiên trở nên yên tĩnh. Con người Dương Diệp đột nhiên co rút lại,
bởi vì hắn phát hiện, tất cả chung quanh đều bất động, Lâm Chấn ở cách hắn không xa, cả Dương Liêm Sương nữa, hai người lúc này giống như bị người ta điểm huyệt vậy. Đã lâu không gặp. Lúc này, một đạo thanh âm đột nhiên vang lên bên tai Dương Diệp. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn, nơi đó không biết từ khi nào xuất hiện một lão già. Lão già mặc đạo bào, tay cầm phất trần, mặt mỉm cười, trên người có một cỗ xuất trần xuất trần. Lão già chính là đạo tổ của đạo gia. Nhìn thấy lão già, Dương Diệp bình phục tâm tình, sau đó đi tới, cung kính thi lễ. Đạo tổ nhìn Dương Diệp, mỉm cười. Trưởng thành rất nhanh. Tiền bối tới tìm ta, là có chuyện gì? Quả thật có một số việc, không phải là bảo ta trở lại đạo gia chứ? Ta không muốn ngươi về đạo gia. Hả? Tâm tính của ngươi là hướng tới tự do, vô cầu vô thúc, bất kỳ thế lực nào cũng không thể câu thúc ngươi, nói một cách đơn giản thì ngươi thích phá vỡ quy tắc, không ra bài theo lẽ thường. Mà đạo gia ta thì cần quy tắc để ước thúc môn nhân, ngư cơi tới đạo gia sẽ có xung đột. Nhưng ta không muốn thay đổi thiên tính của ngươi. Lang Vương sở dĩ lợi hại, là vì nó lớn lên ở thâm sơn, vô cầu vô thúc, nếu là nuôi trong nhà, cả đời nó sẽ đều không thể trở thành Lang Vương. Dương Diệp trầm mặc. Đạo bào lão già lại nói. Ngươi là người ta chọn, nhưng không có nghĩa là ngươi phải gia nhập đạo gia. Tiền bối, đại thiên vũ trụ rốt cuộc sắp phát sinh điều gì? Kỳ thật chính là thời đại mạt pháp. Thời đại mạt pháp là sao? Cái gọi là thời đại mạt pháp, chính là linh khí đại thiên vũ trụ sẽ khô kiệt, vô số sinh linh diệt vong. Tiền sử nhất tộc lúc trước chính là trải qua thời đại mạt pháp, cho nên cả tộc của bọn họ biến mất. Bọn họ cũng cường hãn. Cho dù trải qua thời đại mạt pháp vẫn có thể bảo tồn một bộ phận người sống sót. Vì sao có thời đại mạt pháp? Người có sinh lão bệnh tử, thế giới có xuân hạ thu đông tất cả đều là quy luật tự nhiên. Có diệt vong, mới có tân sinh. Đây là pháp tắc vũ trụ trung cực, không ai có thể thay đổi điểm này. Nói cách khác, đại thiên vũ trụ phải diệt vong à? Không phải đại thiên vũ trụ sắp diệt vong, mà là sinh linh của đại thiên vũ trụ. Trừ một số sinh linh đặc biệt ra thì đều phải diệt vong. Ba nhà chúng ta chính là gặp phải vấn đề này, đây cũng là duyên cớ thần tộc vì sao dám xuất thế, bọn họ biết bốn nhà chúng ta không dám đối phó họ vào lúc này. Kỳ thật, không có thời đại mạt pháp, đạo gia ta cũng sẽ không đối phó bọn họ. Vì sao? Ta sinh ra cùng với hệ ngân hà của tiểu thiên thế giới, một đường tu luyện cho tới hôm nay, mà đạo gia ta, cũng từ tiểu thiên vũ trụ lúc trước một đường thăm dò tới trung thiên vũ trụ. Sau đó tới đại thiên vũ trụ hiện tại. Chúng ta vẫn luôn thăm dò thế giới mới, sinh mệnh mới, vũ trụ mới cùng với tương lai mới. Nói đến đây, tay phải hắn vung lên, trong nháy mắt, Dương Diệp cùng hắn tới giữa một mảng tinh không. Bên trong tinh không, ngoài mấy vạn trượng phía trước Dương Diệp, là một dãy tinh cầu, những tinh cầu này đang chậm rãi di động. Nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện, những tinh cầu này di động rất xa quy luật. Tất cả những cái này là hình thành như thế nào? Đạo tổ đột nhiên hỏi. Dương Diệp nhìn về phía đạo tổ cười nói. Tự dưng xuất hiện à? Hiển nhiên là không phải. Con người làm ra à? Cũng có thể, chỉ là cuộc ai có năng lực lớn như vậy, có thể tạo ra vũ trụ mênh mông, sau đó khiến tất cả tự vận chuyển một cách có quy luật. Nói đến đây, hắn ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không. Ta có năng lực hủy diệt tất cả nhưng lại không thể sáng tạo ra tất cả. Sáng tạo, đây là chỗ mà những lão già chúng ta cần đột phá. Từng có người cũng nói vậy với ta. Dương Diệp đột nhiên nói. Người này, tất nhiên chính là Mạc lão của binh gia. Đạo tổ nhìn về phía Dương Diệp. Vậy hắn chắc không phải người bình thường. Nói xong, hắn đi tới trước mặt Dương Diệp. Kỳ thật ta vẫn tin đạo pháp tự nhiên. Rất nhiều lúc. Tất cả đều là trời định trước, ví dụ như tháp đó của ta rơi vào trong tay ngươi. Kỳ thật, lúc trước ta đã nói với ngươi, nó vốn không phải là lựa chọn ngươi, nhưng có người vì cho ngươi vận mệnh mới nên cười hành đưa nó vào trong cơ thể ngươi, sau đó thì cuốn cả ta vào. Nói đến đây, hắn lắc đầu cười. Lúc trước, ta có thể cự tuyệt, có điều, ta không làm vậy. Ta vẫn cảm thấy ta rất đơn giản, chỉ là người bình thường, nhưng hiện tại xem ra. Dường như không phải rồi. Ngươi quả thật có chút phức tạp, có điều, những cái này đều không còn quan trọng là ngươi có thể kiên trì bản tâm hay không, nếu ngươi có thể kiên trì bản tâm, vậy ngươi chính là ngươi, nếu không thể, vậy ngươi có thể chính là người khác. Hả?
Nói nhiều quá rồi, rất nhiều chuyện, ngươi hiện tại nếu biết thì không có lợi ích gì cả. Lần này tự mình tới tìm ngươi, là muốn nhờ ngươi một chuyện. Tiền bối cứ nói. Hố đen vô tận, đây là một con đường mà đại thiên vũ trụ chúng ta hiện tại cần phải mở. Nhưng ngươi cũng biết đấy, muốn mở ra một con đường thì cần cái gì? Một hố đen, cần một vị cường giả cấp bậc lão tổ trấn áp, bởi vì trong địa vực hố đen vô tận kia có một đạo cấm chế thần bí, mỗi một hố đen đều có, nếu muốn mở một hố đen, nhất định phải có lão tổ trấn áp đạo cấm chế đó. Bởi vậy, ta không thể thoát thân, trong đạo gia ta chỉ có một hai người có thực lực tiến vào hố đen đó, nhưng một người trong đó đã chết, mà người còn lại thì mất tích. Tiền bối muốn ta đi. Đương nhiên cũng không phải là đi không, ta sẽ giúp ngươi trấn áp hai hố đen không gian, một cái trong đó là của đạo gia ta, cái còn lại thì là của ngươi. Đến lúc đó ngươi muốn dẫn nhân tộc cùng đi, hay là thân nhân của ngươi đi đều được. Đương nhiên, những cái này để nói sau, hai hố đen đó có phải là con đường đi thông tới vũ trụ bên ngoài hay không thì vẫn chưa biết. Nếu đều không phải thì sao? Vậy chỉ có thể đổi hố đen khác để thăm dò thôi. Nếu toàn bộ đều không phải vậy thì đến lúc đó chỉ có thể lẳng lặng chờ thời đại mạt pháp hàng lâm, sau đó chúng ta sẽ tranh đấu với thời đại mạt pháp này. Mặc cho số phận. Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nói. Bách tộc cũng đi à? Đạo tổ nói. Bọn họ cũng đi, có điều, đối với bọn họ mà nói, không có lão tổ trấn áp, bọn họ rất khó thăm dò trong một hố đen. Hiện tại, tất cả thế lực của đại thiên vũ trụ đều đang tìm đường lui. Bao gồm cả thần tộc. Có điều tiền sử nhất tộc thì. Nói đến đây, hắn lắc đầu. Tộc này ta đã từng tiếp xúc rồi, không biết dụng ý thật sự của họ là gì. Được, ta đáp ứng. Còn nữa, ngươi phải cẩn thận linh chủ của ngươi, ta được biết, Phật gia và Nho gia đều đang có ý đồ với nó. Bởi vì, nếu không có đường lui, nàng ta chính là hy vọng cuối cùng. Đạo gia thì sao? Dương Diệp hỏi đùa. Đạo tổ cười nói. Đến lúc đó nếu cần ngươi hỗ trợ, ngươi sẽ cự tuyệt à? Dương Diệp cười cười, không trả lời. Đạo tổ có ơn với hắn, chỉ cần dưới tình huống không thương tổn tới Tiểu Bạch, hắn tất nhiên sẽ không cự tuyệt. Về phần bà nhà còn lại, vậy thì không liên quan gì tới hắn. Đạo tổ nói. Chờ ngươi chuẩn bị xong rồi, tới đạo gia tìm ta. Nói xong, tay phải hắn vung lên, trong sân lập tức khôi phục bình thường. Ngoài đại điện. Lâm Chấn và Đinh Thược Dược cũng khôi phục bình thường. Lâm Chấn nhìn lướt qua bốn phía, cuối cùng hắn nhìn Dương Diệp. Lão tổ à! Dương Diệp gật đầu. Lâm Chấn muốn nói gì đó, nhưng do dự một thoáng rồi cuối cùng vẫn không nói ra. Hắn nhìn Dương Liêm Sương bên cạnh Dương Diệp. Vị cô nương này là... Dương Diệp cười nói. Bằng hữu của ta, sau này nàng ta sẽ ở đây giúp ta, mong rằng Lâm Chấn tiền bối chiếu cố nhiều hơn. Lâm Chấn là một người thông minh, tất nhiên minh bạch, lập tức gật đầu cười nói. Tất nhiên rồi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Vị đại gia kia à? Dương Liêm Sương hỏi. Dương Diệp gật đầu. Là vì chuyện hố đen vô tận à? Dương Liêm Sương lại hỏi. Dương Diệp nhìn về phía Dương Liêm Sương. Chúc mừng ngươi, lại đoán chúng rồi. Kỳ thật ta đã nghĩ tới kết cục này rồi. Đạo gia khẳng định là muốn ngươi đi. Bởi vì ngươi hiện tại, dưới lão tổ cơ bản không có thánh nhân nào có thể đánh bại ngươi, hơn nữa bên cạnh ngươi còn có một An Nam Tĩnh, có thể nói, chỉ cần nàng ta không ra khỏi ngươi, dưới tình huống lão tổ không ra mặt, không ai làm gì được ngươi cả. Đối với đạo gia mà nói, ngươi tất nhiên là lựa chọn tốt nhất. Dương Diệp trầm giọng nói, tam đại gia hiện tại, bao gồm thần tộc và cả bách tộc, đều tự tìm đường lui cho mình, chứ không phải lựa chọn đối kháng về thời đại mạt pháp đó. Hiển nhiên là thời đại mạt pháp rất khó đối kháng, cho nên, chúng ta cũng phải tìm một đường lui cho bản thân và nhân tộc. Nếu ngươi chỉ có một mình, chắc ngươi chẳng sợ gì. Dương Liêm Sương đột nhiên nói. Một mình à? Dương Diệp bật cười. Nếu là một mình, nói đến đây, hắn không nói gì nữa. Tuy một mình sẽ vô câu vô thúc, không có vướng bận gì, nhưng đây không phải là điều mà hắn muốn. Hắn hiện tại, có thân nhân, có thê tử. Có nữ nhi, còn có Tiểu Bạch, còn có bằng hữu. Những người này, hắn không muốn bỏ lại. Thu hồi suy nghĩ, Dương Diệp nhìn về phía Dương Liêm Sương. Có sự giúp đỡ của Lâm Chấn, người ở đây, chắc có thể nắm giữ thực quyền rất nhanh. Có điều, đối với những thánh nhân này,
vẫn phải tôn trọng, dù sao cũng là thánh nhân. Dương Liêm Xương lườm Dương Diệp. Ngươi nghĩ ta ngu lắm à? Dương Diệp cười cười, sau khi nói chuyện phiếm với Dương Liêm Xương thì hắn ra khỏi Lâm Nhai Thánh Địa. Hắn vừa ly khai nhân giới thì bị ba gã nam tử trung niên ngăn lại. Một nam tử trung niên trong đó phẫn nộ quát. Thiên quân có lệnh, bất kỳ ai của nhân tộc cũng không thể rời khỏi nhân giới, kẻ vi phạm, giết không tha. Nam tử đó vừa dứt lời, đầu đã lìa khỏi cổ. Hai người còn lại thì đứng ngây đơ tại chỗ. Dương Diệp nhìn về phía hai người đó. Trở về nói với thiên quân, Dương Diệp ta có lệnh, bảo thiên quân hắn ngoan ngoãn một chút cho ta, bằng không, ta sẽ khiến hắn nếm thử cảm giác đầu lìa khỏi cổ đấy. Nói xong, hắn nhìn lướt qua bốn phía, sau đó giơ tay lên chém ra một kiếm. Một đạo kiếm khí đột nhiên phá không mà xuất hiện. Xa xa trong không gian, mấy cái đầu đột nhiên bay ra. Đây là những cường giả của bách tộc phụ trách cản nhân loại ở đây, không cho cường giả của nhân loại ra ngoài. Đáng tiếc là, bọn họ không biết nhân loại trước mắt này là ai, bằng không, bọn họ khẳng định sẽ chạy ngay. Sau khi Dương Diệp một kiếm chảm sát mấy vị cường giả, cũng không dừng lại, cả người rung lên, hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở cuối chân trời. Hiện tại đối với hắn mà nói, lão tổ không ra mặt, thánh nhân căn bản không làm gì được hắn. Về phần dưới thánh nhân, hắn cơ bản có thể một kiếm miễu sát. Đạo giới. Dương Diệp lại một lần nữa đi tới đạo gia, lần này, đón hắn không phải đạo lăng, mà là một nữ tử mặc đạo bào. Đạo âm. Nữ tử nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Trong đạo môn, xếp thứ sáu, xem như là sư tỷ của ngươi. Dương Diệp nhìn đối phương một cái, sau đó nói. Lão tổ đâu? Đối với những người còn lại của đạo gia, hắn không có chút hảo cảm nào. Đạo âm nói. Lão tổ bảo ta trước tiên dẫn ngươi tới một nơi, đi theo ta. Nói xong, nàng ta xoay người rời đi. Dương Diệp đi theo, rất nhanh. Dương Diệp đi tới trước một tòa đạo quán. Phía trên đạo quán có khắc ba chữ to. Bách gia các. Đây là cái gì? Dương Diệp nhìn về phía đạo âm. Đạo âm nói. Siêu tầm của đạo gia vô số năm qua, trong đây đều cất chứa kinh điển võ học bách gia, có kiếm đạo, đao đạo, quyền đạo, sát đạo, các loại đạo. Rất nhiều đều là lão tổ tự mình thu thập. Hắn có dặn dò, chuyến đi tới hố đen vô tận này vô cùng hung hiểm, người có thể vào đó tu luyện trước, không có hạn chế. Nói đến đây, nàng ta nhìn Dương Diệp. Có đãi ngộ này, đạo gia ta từ trước tới nay không quá 5 người, ngươi là một trong số đó. Kinh điển võ học của bách gia. Nghe vậy, thần sắc Dương Diệp có chút trở nên ngưng trọng. Nếu hắn đoán không sai, gần vạn đạo kiếm kỹ lúc trước đạo tổ cho hắn chính là ở trong này. Mà vạn đạo kiếm kỹ đó có trợ giúp vô cùng lớn đối với hắn. Mà hiện tại, nếu hắn có thể hấp thu võ học bách gia, như vậy, không chỉ kiếm đạo của hắn sẽ đề thăng toàn diện, thực lực cận chiến, phải nói là thực lực các phương diện đều sẽ đề thăng. Dương Diệp thu hồi suy nghĩ, sau đó bước về phía trước. Đúng lúc này, đạo âm lại cản hắn. Chỉ một mình ngươi có thể vào. Dương Diệp cau mày. Ta không phải đang một mình sao? Đạo âm lạnh lùng nói. Nữ tử đó đang ở trong cơ thể ngươi. Lúc này, An Nam Tĩnh đột nhiên xuất hiện bên cạnh Dương Diệp. Nữ tử nhìn về phía An Nam Tĩnh, An Nam Tĩnh cũng nhìn về phía nàng ta. Ta muốn vào. Đạo âm nhíu mày. Ngươi không thể vào. An Nam Tĩnh nhìn về phía Dương Diệp, Dương Diệp đi tới trước mặt đạo âm. Cho ta biết, đạo tổ là nói như thế nào? Lão nhân gia người nói, hố đen vô tận vô cùng hung hiểm, cho nên mới bảo ta vào đây tu luyện, mà nàng ta sẽ đi theo ta. Đương nhiên, nếu ngươi không muốn, cũng được, ta không tới hố đen vô tận nữa, tự ngươi đi đi. Nói xong, hắn kéo An Nam Tĩnh xoay người bước đi. Đi không một chút do dự nào. Hắn lần này đi tới hố đen vô tận chính là bán mạng, nếu đạo gia ngay cả điều kiện này cũng không đáp ứng, vậy thì hắn chẳng đi nữa. Đúng lúc này, một lão già xuất hiện trước mặt Dương Diệp và An Nam Tĩnh, người này là Đạo Thanh. Đạo Thanh nhìn Dương Diệp và An Nam Tĩnh, sau đó nói. Các ngươi đều có thể vào. Dương Diệp nhún vai, sau đó kéo An Nam Tĩnh xoay người bước về phía Bách Gia Các. Được một tấc lại muốn tiến một thước. Đúng lúc này, đạo âm đó đột nhiên nói một câu. An Nam Tĩnh đột nhiên ngừng lại, xoay người bước về phía đó đạo âm, Dương Diệp không kéo lại được. An Nam Tĩnh đi tới trước mặt đạo âm.
Nghe nói đạo môn cửu tử rất lợi hại, ta không tin, hay là hoạt động chút, phân sinh tử nhé. Hai mắt đạo âm híp lại, nàng ta chưa từng bị khiêu khích như vậy, lập tức cười lạnh một tiếng. Đương nhiên là có thể. Dứt lời, tay phải vung lên, cảnh tượng trong sân biến ảo, mọi người tới chiến trường hư không. Sau lưng đạo âm là đạo thanh, còn có mấy vị nam tử mặc đạo bào. Mà phía sau An Nam Tĩnh thì là Dương Diệp. Nhìn An Nam Tĩnh, Dương Diệp lắc đầu, nữ nhân này luôn có cái tính này đấy, càng lúc càng nóng nảy. Quả thực giống như hắn năm đó, một lời không hợp là đánh nhau, trong hư không, đạo âm và An Nam Tĩnh nhìn nhau, hai người đều không nói gì. An Nam Tĩnh vẫn chưa lấy ra vũ khí, chân phải nàng ta dậm nhẹ vào hư không. Trong nháy mắt, toàn bộ hư không rung chuyển, mà nàng ta thì mượn cỗ lực lượng này bắn về phía đạo âm. Nhìn thấy một màn này, người của đạo gia thần sắc có chút ngưng trọng. Hành gia vừa ra tay đã biết có hay không. Trước mặt An Nam Tĩnh, đạo âm mặt không đổi sắc, khi An Nam Tĩnh xuất hiện ở trước mặt nàng ta khoảng mấy trượng, ngọc thủ đột nhiên vươn ra, sau đó nhẹ nhàng xoay tròn, trong nháy mắt, một vần nước từ lòng bàn tay nàng ta chấn động bay ra, mà vần nước này trực tiếp chấn về phía An Nam Tĩnh, lực lượng cường đại trực tiếp đánh cho An Nam Tĩnh bay ra ngoài. Khóe miệng đạo âm lộ ra vẻ châm chọc, nhưng mà lúc này, An Nam Tĩnh vừa bị đánh bay đột nhiên biến mất. Trong nháy mắt một bóng người đã đi tới đỉnh đầu đạo âm, bóng người này chính là An Nam Tĩnh. Ngay sau đó, An Nam Tĩnh một cước giẫm về phía đạo âm. Ầm. Một cước này vừa giẫm xuống, không gian chỗ đạo âm trong nháy mắt sụp đổ. Nhìn thấy một màn này, đạo thanh ở bên cạnh cau mày, thực lực của An Nam Tĩnh có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Bên trong không gian đã thoát phá kia, An Nam Tĩnh thành công đến gần đạo âm. Đạo âm lập tức cảm thấy không ổn. Quả nhiên, An Nam Tĩnh nâng đầu gối đá vào đỉnh đầu đạo âm. Cú đá này nhanh tới cực hạn, đạo âm căn bản không thể trốn tránh, chỉ có thể cố gắng chống đỡ. Tay phải nàng ta hóa trưởng, bàn tay có gợn nước lượn lờ. Một trưởng này của nàng ta trực tiếp vỗ vào đầu gối An Nam Tĩnh. Bùm! Cả người đạo âm trực tiếp bị chấn cho bay ra sau trăm trưởng, tuy An Nam Tĩnh cũng bị đẩy lui, nhưng nàng ta ngừng lại rất nhanh, sau đó cả người rung lên, lại xuất hiện trước mặt ở tại. Tiếp theo, chân phải nàng ta đột nhiên đá vào đầu đạo âm. Cả người đạo âm trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, cùng lúc đó, không gian chỗ đạo âm đứng trực tiếp sụp đổ. Nhưng mà An Nam Tĩnh không cho đạo âm cơ hội thở dốc, cả người giống như một mũi tên rời cung bắn ra. Vào chớp mắt An Nam Tĩnh vừa biến mất, đạo âm lại bị đánh bay. Cứ như vậy, chiến trường bị An Nam Tĩnh nắm giữ quyền chủ động, đạo âm trực tiếp bị An Nam Tĩnh dồn đánh. Mấy lần đối phương muốn kéo giãn khoảng cách với An Nam Tĩnh, nhưng mà, An Nam Tĩnh lại không cho đối phương cơ hội, quấn chặt lấy đối phương mà đánh. Cách đó không xa, sắc mặt đám người đạo thanh có chút khó coi. Đạo âm là thánh nhân cảnh, mà An Nam Tĩnh chỉ là chỉ đại thiện cảnh, nhưng lúc này, thánh nhân đạo âm đang bị dồn đánh, yêu nghiệt. Dương Diệp ở bên cạnh lắc đầu, một khi bị An Nam Tĩnh tới sát người, đó cơ hồ là chính là thua một nửa rồi. Cho dù là hắn có nhục thân thánh nhân cảnh, đánh nhau cận thân với An Nam Tĩnh cũng không có phần thắng, cũng chỉ có cầm kiếm hắn mới có hy vọng chiến thắng, đấy là còn phải dựa vào hồng mông tử khí, bởi vì đấu pháp hắn lựa chọn thường thường đều dùng mạng đổi mạng. Đúng lúc này xa xa đột nhiên truyền đến tiếng nổ, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy An Nam Tĩnh đang tấn công điên cuồng đột nhiên bị đánh bay ra ngoài. Hắn di rời ánh mắt tới người đạo âm, lúc này ở trước mặt đạo âm có một cái gương tối. Chính giữa gương là một vòng xoáy, bên trong vòng xoáy lộ ra một cỗ lực lượng khiến cho tim người ta phải đập mạnh. Thần sắc đạo âm có chút dữ tợn, tay phải nàng ta đột nhiên búng một cái vào gương. Trong nháy mắt, tới chùm tia sáng màu đen từ trong gương bắn ra. Xa xa, An Nam Tĩnh bị chùm tia sáng này đánh bay, mà vẫn chưa hết, gương trước mặt đạo âm đột nhiên bay tới đỉnh đầu An Nam Tĩnh. Trong nháy mắt, vô số lôi điện màu đen từ trong gương bắn về phía An Nam Tĩnh. Thiên địa uy áp. Lúc này, Dương Diệp cảm nhận được một cỗ lớn cường đại đến từ cái gương. Phía dưới gương, Nam Tĩnh đột nhiên ngẩng đầu, sau đó, chiến thiên xuất hiện trong tay nàng ta cầm chiến thiên đâm vào gương. Chiến thiên bay lên, trực tiếp đánh vào tấm gương đó. Lôi điện tia nháy mắt bị một cỗ lực lượng cường đại xé rách, cùng lúc đó, gương cũng bị chiến thiên bổ nát. Không. Xa xa, khóe mắt đạo âm như muốn rách ra. Mà lúc này, An Nam Tĩnh đột nhiên xuất hiện ở phía chân trời,
tay phải nàng ta vẫy một cái, chiến thiên bay về trong tay nàng ta. Cả người nàng ta lại bắn về phía đạo âm. An Nam Tĩnh đi qua đâu, không gian đó lực lượng cường đại xé rách tới đó. Cẩn thận! Xa xa, đạo thanh đột nhiên mở miệng. Đó là chiến thiên của thần tộc. Dương Diệp nhìn đạo thanh, không nói gì. Mà lúc này, An Nam Tĩnh đã cầm chiến thiên bay tới trước mặt đạo âm. Đúng lúc này, một cỗ gợn nước đột nhiên từ trong cơ thể đạo âm ùa ra. Lúc này, chiến thiên đã chém cho. Gợn nước trong nháy mắt bị chiến thiên chém thành hư vô, chiến thiên tiếp tục chém xuống. Đạo âm trực tiếp bị đánh bay ra ngoài vạn trượng. Vừa dừng lại, trong miệng nàng ta đã trào máu. Mà An Nam Tĩnh thì không xuất thủ nữa, nàng ta cầm chiến thiên nhìn đạo âm. Thì ra thánh nhân yếu như vậy. Mọi người. Thì ra thánh nhân yếu như vậy. Những lời này vừa được nói ra, các thánh nhân của đạo gia sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Những lời này của An Nam Tĩnh tuy là nhằm vào đạo âm, nhưng cũng có thể nói là đang nhằm vào bọn họ. Tuy những lời này rất khó nghe, nhưng mọi người lại không biết nói gì. Nữ tử trước mắt này, thật sự rất yêu nghiệt. Chiến đấu vừa rồi tuy An Nam Tĩnh thần tộc chí bảo của thần tộc. Nhưng khi hai bên đều không dùng bảo vật, An Nam Tĩnh vẫn chiếm thượng phong. Bởi vậy có thể thấy được, thực lực của An Nam Tĩnh khủng bố cỡ nào. Cách đó không xa, An Nam Tĩnh sau khi nói xong câu đó thì trực tiếp về tới bên cạnh Dương Diệp, nói. Đi thôi. Dương Diệp gật đầu, sau đó cùng An Nam Tĩnh tiến vào bách ra các thánh nhân đạo gia trầm mặc không nói gì. Một lát sau, đạo thanh đi tới trước mặt đạo âm. Không sao chứ. Đạo âm khẽ lắc đầu, không nói gì. Đừng nghĩ nhiều. Đạo thanh nói khẽ. Nữ tử này chắc chính là An Nam Tĩnh tới từ võ đế học viện, đối phương đã đạt được truyền thừa của võ đế. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nàng ta chính là võ thần đời này của Đại Thiên Vũ Trụ, đừng nói là ngươi, cho dù là ta đánh với nàng ta cũng không có phần thắng. Nếu nàng ta đạt tới thánh nhân cảnh, chúng ta e là hoàn toàn không phải là đối thủ của nàng ta. Võ thần. Con ngươi đạo âm hơi co lại, hàm nghĩa của hai chữ này không bình thường. Võ thần là khái niệm gì? Mỗi một đời võ thần đều là thiên tài có một không hai, thuộc về loại vô địch. Đạo âm quay đầu nhìn về phía Bách Gia Các, nếu nữ nhân đó đúng là võ thần đời này, vậy nàng ta bại không oan. Thấy đạo âm đã thoải mái, đạo thanh thở phào nhẹ nhõm. Hắn sợ nhất chính là đạo âm để tâm vào chuyện vụn vặt này, cảm thấy mình bại dưới tay một đại thiện cảnh, sau đó nghĩ không thông, phá hỏng tâm cảnh của mình. Mà hiện tại, nàng ta hiển nhiên đã nghĩ thông rồi. Đạo thanh quay đầu nhìn về phía Bách Gia Các. Nếu nàng ta hấp thu những võ học bên trong, thực lực e là sẽ càng thêm khủng bố. Còn cả Dương Diệp nữa. Hai người này liên thủ. Cái chết của nhân quân, hắn tất nhiên cũng biết. Đường đường là nhân quân lãnh tụ của nhân tộc, chính là bị một nam một nữ này liên thủ miểu sát. Mà thiên quân và bách tộc, hiện tại cũng không dám động tới nhân tộc, trong đó có một nguyên nhân, đó chính là kiêng kỵ Dương Diệp và An Nam Tĩnh. Hai người này liên thủ, bên trong bách tộc không có bất kỳ một ai có thể chống lại. Qua hồi lâu, đạo thanh lắc đầu. Đi thôi. Rất nhanh, người có đạo ra đi hết. Trong Bách Gia Các, Dương Diệp và An Nam Tĩnh tiến vào Bách Gia Các, hai người nhìn lướt qua bốn phía, xung quanh là từng gian mật thất, không dưới trăm căn. Trong mỗi một căn đều có võ học của một nhà. Những võ học này đều là tinh túy chân chính, bởi vì đây đều là đạo tổ tự mình thu thập. Hắn có đạo của mình, mà trước đó, hắn để thành lập đạo của mình cũng phải học tập đạo của người khác. Cũng chính là lấy thừa bù thiếu. Cuối cùng hắn đã thành công, sau đó những võ học này đều được hắn giữ lại. Trong phòng, An Nam Tĩnh nhìn lướt qua bốn phía, cuối cùng, ánh mắt nàng ta dừng lại trên một căn mật thất, ở giữa viết một chữ to, võ. Hiển nhiên, đây là võ đạo. An Nam Tĩnh quay đầu nhìn về phía Dương Diệp cười nói. Đi đi. An Nam Tĩnh gật đầu, sau đó tiến vào. Sau khi An Nam Tĩnh tiến vào, nơi này, tự thành một thế giới. Xung quanh nàng ta từng đạo hư ảnh bồng bềnh, có trung niên, có người già, có nữ tử trẻ tuổi. Mà sau khi An Nam Tĩnh tiến vào, những người này toàn bộ đều nhìn về phía An Nam Tĩnh. Rất lâu rồi không có ai vào. Lúc này, một lão già đột nhiên nói. Dương Diệp nhìn về phía lão già đó, lão già quan sát An Nam Tĩnh, sau đó nói. Nếu ngươi lựa chọn võ đạo, chắc là võ đạo của bản thân cũng không tầm thường,
cho chúng ta xem thử, sau đó chúng ta sẽ quyết định ai chọn ngươi. An Nam Tính có chút tò mò, nàng ta quan sát bốn phía, sau đó nói. Các ngươi để ta xem đi, ta sẽ quyết định chọn ai. An Nam Tính vừa dứt lời, trong phòng lập tức im lặng. Ánh mắt mọi người toàn bộ tập trung trên người An Nam Tính, cuối cùng, lão già đó nói. Ngươi rất tự tin. An Nam Tính chắp tay sau lưng. Thứ cho ta nói thẳng, ta cảm giác các ngươi hơi yếu, hiện tại ta có lại có chút không muốn học. Mọi người. Lúc này, lão già đó đột nhiên vươn tay ra tóm về phía An Nam Tính, uy áp võ đạo cường đại giống như bạo phong ép về phía An Nam Tính. Sắc mặt An Nam Tính không thay đổi, chân phải đột nhiên dậm xuống đất. Dầm. Một cỗ uy áp cường đại từ trong cơ thể nàng ta ùa ra, mà cỗ uy áp này trực tiếp nghiền nát đạo uy áp mà lão già phóng ra. Lúc này, mọi người đều khiếp sợ. Nam Tính nhìn lướt qua các hư ảnh ở bốn phía, sau đó nói. Ta không có hứng thú. Nói xong, nàng ta xoay người bước đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 150.